vũ động càng không chương 387, vương lôi nổi giận, ầm ầm, thân ảnh của vương lôi giống như bạo lộng phẫn nộ, thân hình vừa xẹt qua thì không gian liền trở nên vạn vẹo, đẳng cấp lực lượng như vậy cường hãn đến mức đáng sợ. Vương lôi lúc này ra tay gần như đều ngoài dự liệu của tất cả mọi người, không ai ngờ rằng. Thân là tộc trưởng của gia tộc Vương Thị mà hắn lại có thái độ thất lễ như thế, bất chấp thân phận và cục diện khác biệt, cưỡng ép ra đòn sát thủ với Lâm Động, thân hình Vương lôi nhanh như ti chớp, Gần như là lúc cổ sát khí vừa mới tuôn ra thì hắn liền từ đài cao lao xuống, khí tức cường đại của cường giả Niết Bàn cảnh không hề giữ lại bộc phát ra, một cổ áp lực cực kỳ hung hãn quét ra, thậm chí ngay cả một vài vị tông chủ các thế lực đứng đầu còn chưa bước vào Niết Bàn cảnh ở trên đài cao cũng cảm thấy hô hấp có chút nặng nề, đám người mạt lăng ở bên cạnh lâm động cũng bởi vì biến cố này mà sắc mặt biến đổi, bọn họ vừa định hét lớn thì uy áp cường hoành của cường giả Niết Bàn cảnh liền bao trùm đến trực tiếp đem những lời nói trong miệng bọn chúng cưỡng ép chấn trở về rồi sau đó một cổ kình phong ngang ngược quét tới đem bốn người mạc lăng chấn đến liên tiếp lùi về phía sau mà lúc này cũng mơ hồ có thể thấy rõ thực lực của bốn người vương lôi vừa quét ra mang sơn của mang vương tông và đổ vân của thiên la tông đều lùi lại hơn mười bước mới chật vật ổn định thân thể mà trái lại hai người mạc lăng và lâm lang thiên mặc dù cũng bị chấn đến liên tiếp lùi về phía sau nhưng bước chân lại không có chút rối loạn thân thể chấn động một cái liền xảo diệu hóa giải được kình phong ập đến mà vương lôi lần này nổi giận ra tay hiển nhiên là nhằm vào lâm động cho nên bốn người mạc lăng cũng không bị thương tổn gì khi bọn hắn ổn định hạ thân thì liền thấy vương lôi đã xuất hiện phía trên lâm động lập tức sắc mặt đều biến đổi chỉ có trong mắt lâm lang thiên xẹt qua một tia cười lạnh hắn có thù sâu đậm với lâm động bây giờ chỉ hận vương lôi không thể ngay lập tức giết chết lâm động một màn này quả thật rất hợp ý hắn ầm trong sân lúc này quanh người lâm động không thể cử động sắc mặt hắn cũng cực kỳ âm trầm hai mắt sắc gao nhìn vương lôi nổi giận xông đến hắn có thể cảm giác được nguyên lực thiên địa quanh người hắn đã bị vương lôi khống chế đối mặt với cường giả niết bàn cảnh hắn căn bản không có cơ hội né tránh khí tức áp bách của cường giả niết bàn cảnh khiến áo quần toàn thân lâm động rung chuyển bay phất phới chỉ có điều dưới loại áp lực này trong mắt lâm động lại có một tia hung tàn chớp động bàn tay siết chặt tùy thời có thể đem huyết linh khôi triệu hoán ra đối địch. Tiểu súc sinh, nhất định là ngươi thi triển thu đoạn ti tiện mới có thể đánh vương chung bị thương thành như vậy, chết đi cho ta. Ánh mắt vương lôi bạo nộ và hung tàn nhìn chầm chầm lâm động gần trong gan tất, sát ý trong lòng không thể ngăn chặn trào lên. Trong lòng nổi giận, hắn bây giờ chỉ hận không thể lập tức đem kẻ trước mặt đập thành thịt vụn. Nhìn một quyền vương lôi nện tới, hai mắt lâm động nhíu lại. Thế nhưng, lúc hắn sắp triệu hồi ra huyết linh khôi, một tiếng hét tràn ngập tức giận giống như sấm vang vọng khắp bầu trời phát ra vương lôi người dám trước mặt ta ra tay với người của gia tộc lâm thị thật sự xem lâm phạm ta không tồn tại sao tiếng hét vang vọng khắp nơi sau đó một đạo thân ảnh phá không vọt tới chỉ sau một loáng liền trực tiếp xuất hiện trước mặt lâm động hắn trước hết vung tay áo bào một cái đem lâm động đẩy lùi sau đó nguyên lực ba động khổng lồ bạo phát ra một chưởng nện ra cùng với quyền của vương lôi hung hăng va vào nhau ầm quyền trưởng giao nhau, nhất thời, một làn sóng giống như lốc lập tức điên cuồng thổi quét ra. Trên mặt đất, từng đạo khe nứt khổng lồ nhanh chóng lan ra, giống như địa chấn vậy, thân hình lâm động rơi xuống đất, chợt mũi chân điểm xuống mặt đất một cái lại lần nữa nhanh chóng lùi lại, lúc này mới có thể hoàn toàn né tránh được làn sóng tràn tới. Sân bãi trong chốc lát liền bạo liệt ra, ánh mắt lâm động có chút ngưng trọng, lực lượng niết bản cảnh quả nhiên không phải là tạo hóa cảnh có thể so sánh ầm ầm, trong sân, hai đạo thân ảnh tiếp xúc với nhau, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người vừa mới chạm vào lập tức tách ra, hai chân của hai người đều kéo lê trên mặt đất, để lại trên đó một đạo dấu vết thật sâu, mặt đất cứng rắn dưới chân bọn họ lúc này yếu ớt giống như đậu hũ vậy, vương lôi, người hôm nay muốn làm mất hết mặt mũi của gia tộc vương thị hay sao? Loại tình huống sau khi thất bại cuộc chiến hạt giống thì thẹn quá hóa giận đã nhiều năm không xuất hiện rồi, thân thể lâm phạm chấn động, thân hình cưỡng ép bình ổn lại sau đó ánh mắt âm trầm nhìn về phía vương lôi quát lên vương lôi lúc này bị lâm phạm cản lại hắn liền biết rõ ý đồ muốn giết lâm động đã lại một lần nữa không thể thực hiện lập tức chỉ có thể hít sâu một hơi hắn biết rõ loại chuyện này hắn chiếm không đến nửa phần lý lẽ chỉ có điều chuyện vương chung thua trong tay lâm động đối với hắn mà nói quả thật là sự đã kích quá lớn lớn đủ để khiến hắn mất đi lý trí vù vù lúc này phần đông các thế lực đứng trên đài cao cũng phục hồi tinh thần, cặp mày mạc tiêu thiên nhíu một cái, thân hình khẽ động liền cùng mọi người từ trên đài cao lướt xuống dưới, nhìn về phía vương lôi, trầm giọng nói, tộc trưởng vương lôi, cuộc chiến hạt giống có rất nhiều quy củ, là do tất cả các thế lực ở vương triều đại viêm chúng ta cùng thiết lập, hành vi của ngươi như vậy không phải là khôn ngoan. Dựa theo quy củ có thể tùy thời hủy bỏ tư cách tham gia lần cuộc chiến hạt giống tiếp theo của gia tộc Vương Thị. Nghe vậy, Sắc mặt Vương Lôi cũng hơi đổi. Lần này gia tộc Vương thị đã thất bại, nếu như bị hủy tư cách lần tiếp theo thì thực lực tất sẽ giảm mạnh, chuyện này đối với bọn hắn mà nói chính là một loại đã kích trí mạng. Bệ hạ bớt giận, ta cho rằng trong lúc tỷ thí giữa Lâm Động và Vương Trung có vấn đề nên lúc nãy mới muốn ra tay thử một lần. Hừ. Ngươi thua thì liền có vấn đề, Vương Lôi, loại lý do không biết xấu hổ này mà cũng nói ra được. Năm đó gia tộc Lâm Thị ta bại trong tay gia tộc Vương Thị của ngươi, có nói lời này không? Vẻ mặt Lâm Phạm lạnh lẽo, cười lạnh châm biếm nói. Đương nhiên, không chỉ có vẻ mặt hắn châm biếm, mà ngay cả một vài tông chủ các thế lực đứng đầu cũng không khỏi lắc đầu. Hành vi của Vương Lôi lần này quả thật hơi có chút mất thân phận, mặc dù cuộc chiến hạt giống đối với bọn hắn rất trọng yếu, nhưng sau khi thất bại còn viện cớ thì quả thật hơi có chút khiến người ta kinh thường. Tộc trưởng Vương Lôi, tỷ thí chỉ phân kết quả, không phân biệt quá trình. Mặc kệ đến tột cùng là thủ đoạn gì, chỉ cần có thể chiến thắng đối phương thì sẽ giành được thắng lợi danh chính ngôn thuận. Hiện nay cuộc chiến hạt giống đã kết thúc, năm danh ngạch cũng đã có sở hữu, mong rằng mọi người không nên làm chuyện lỗ mãn như vậy. Nếu không chúng ta chỉ có thể lấy danh nghĩa chung tước đoạt đi tư cách tham gia cuộc chiến hạt giống lần tiếp theo của gia tộc Vương Thị Ngươi, Mạc Tiêu Thiên cao mày, trầm giọng nói, nghe thấy Mạc Tiêu Thiên nói vậy, sắc mặt Vương lôi lúc xanh lúc trắng, cuối cùng chỉ có thể hung hăng nhìn chầm chầm lâm động và lâm phạm, rồi sau đó quay người phất áo rời đi. Lúc đi cũng đem vương Trung trọng thương bất tỉnh theo, ném cho vương viêm sắc mặt trắng bệch ở sau lưng, nhìn thấy vương lôi bị cản lại, ba người mặt lăng cũng thở dài một hơi. Bọn hắn biết rằng, vương lôi cho rằng với thực lực của vương chung thì muốn đoạt một danh ngạch là chuyện dễ như trở bàn tay, kết quả không ngờ rằng vương chung vận khí không tốt, đồng dạng lại gặp lâm động khó giải quyết. Lưỡng hổ tương đấu, Cuối cùng Lâm Động đạt được thành lợi, nhưng loại sự thật này hiển nhiên Vương Lôi không thể nào chấp nhận được nên mới nổi giận như vậy. Đáng tiếc, mà khác với đám người Mạc Lăng đang thở dài, Lâm Lang Thiên lại khẽ lắc đầu, trong lòng thầm cảm thấy tiếc hận. Nếu như vừa rồi Vương Lôi ra tay giết Lâm Động thì xem như hắn cũng bớt đi nhiều phiền toái, chỉ có điều dù ngươi có thể sống sót, nhưng đợi đến khi bắt đầu bách triều đại chiến thì ta sẽ đích thân lấy mạng ngươi. Hừ, Lâm Động, ta muốn để cho ngươi biết đắc tội với ta chính là chuyện mà ngươi hối hận nhất cuộc đời này. Ánh mắt Lâm Lan Thiên nhìn chầm chầm thân ảnh Lâm Động, giống như một con độc xà, khiến người khác không rét mà run. Mà đối với ánh mắt của Lâm Lan Thiên, Lâm Động chỉ nghiêng đầu liếc mắt hắn, khóe miệng cũng nhếch lên một tia cười lạnh, trong mắt phát ra sát ý dày đặc. Người này thật sự là mối họa trong lòng hắn. Bây giờ tại Vương Triều Đại Viêm có Lâm Phạm trấn áp, hắn có lẽ không thể ra tay, chỉ có điều một khi tiến vào Bách Triều Đại Chiến, nếu như hắn có cơ hội, tuyệt đối phải xử lý Lâm Lan Thiên trước tiên. Lâm Động, ngươi không sao chứ? Lúc này Lâm Phạm cũng xoay người, nhìn về phía Lâm Động, có chút khẩn trương nói. Gia tộc Lâm thì bọn hắn vất vả lắm mới giành được hai cái danh ngạch, nếu như Lâm Động thực sự bị vương lôi đã thương, như vậy hôm nay chính hắn chỉ e sẽ phát điên lên mất, không có gì đáng ngại. Lâm Động mỉm cười. Hắn biết rõ, thành công đạt được danh ngạch bách triều đại chiến lại càng khiến cho địa vị của hắn ở trong long lòng lâm phạm đặt ngang với lâm lan thiên. Hắn bây giờ, bất luận mở miệng muốn tài nguyên khủng bố gì lâm phạm chắc chắn cũng sẽ dốc sức cấp cho hắn, bởi vì lâm phạm cũng hiểu rõ, đây giống như đầu tư, chỉ cần lâm động đến lúc đó có thể biểu hiện vượt trội tại trong bách triều đại chiến. Hơn nữa còn được siêu cấp tông phái lựa chọn thì những đầu tư này tất nhiên sẽ được hồi báo gấp trăm ngàn lần. Hơn nữa, vì có thể khiến lâm động ghi nhớ lấy gia tộc lâm thị sau này khi lâm động rời đi lâm phạm tất sẽ đem hết toàn lực bảo vệ phân gia viêm thành không để bọn họ bị tổn thương chút nào mà lâm động cũng đồng dạng muốn thế chỉ có như vậy hắn mới có thể an tâm rời khỏi vương triều đại viêm hai người đều là người hiểu chuyện có qua có lại tốt lắm các vị lần cuộc chiến hạt giống này kết quả đã có lúc này ánh mắt mạc tiêu thiên cũng nhìn về phía mọi người rồi sau đó ánh mắt của hắn dừng lại trên người lâm động một chút trong mắt có chút vẻ kỳ quái lúc trước vương lôi ra tay với lâm động hắn rõ ràng nhìn thấy trong mắt lâm động không có chút gì bối rối đối mặt với cường giả niết bàn cảnh mà còn có thể trấn định như thế kẻ này quả thật không phải loại người tầm thường ngày mai chúng ta sẽ liên thủ mở ra thánh linh đàm năm người các ngươi có tư cách đi vào trong đó đây là lần cuối cùng vương triều đại viêm trợ giúp các ngươi nhưng về phần các ngươi có được kết quả gì thì còn phải xem vận mệnh của bản thân mà chờ các ngươi từ trong thánh linh đàm đi ra sẽ chuẩn bị tham gia vào bách triều đại chiến các ngươi cũng đều là thiên tài của vương triều đại viêm hy vọng các ngươi có thể từ trong bách triều đại chiến giành được cho vương triều đại viêm chúng ta được một chút thanh danh lúc nhắc đến bách triều đại chiến cho dù là trấn định như mạc tiêu thiên trong mắt lúc này cũng trở nên nóng trực nếu có thể ở trong bách triều đại chiến thể hiện tài năng nổi trội danh tiếng chắc chắn sẽ chấn động đông huyên vực lần cuộc chiến hạt giống của vương triều đại viêm này cuối cùng sau khi trải qua một phen đại chiến kịch liệt kết quả sau cùng khiến mọi người hâm mộ nhất tất nhiên gia tộc lâm thị một gia tộc một lần chiếm hai cái danh ngạch là chuyện nhiều năm qua chưa từng xuất hiện mà lần này lại rơi xuống trên đầu gia tộc lâm thị đây quả thật là chuyện không thể không khiến mọi người cực kỳ hâm mộ được mà sau khi lần cuộc chiến hạt giống này kết thúc Đám người Lâm Động cũng không tiếp tục lưu lại ở Hoàng Cung quá lâu mà trực tiếp quay trở về khu vực cư trú, để nghỉ ngơi và hồi phục. Trong lần cuộc chiến hạt giống này, Lâm Động không thể nghi ngờ là vất vả nhất. Đây cũng không phải là do thực lực của hắn có vấn đề, mà do đối thủ mà hắn chạm trán thật sự quá mức cường hoành. Thực lực của Vương Trung, bất kể là Lâm Động có tháng phục hay không thì người này quả thật không hổ danh là nhân vật mà ngay cả Lâm lang Thiên cũng không làm gì được sau khi thi triển rất nhiều thủ đoạn mới có thể thắng hiểm được một bậc. Theo Lâm Động phỏng đoán, cho dù Lâm Lan Thiên gặp phải Vương Trung, nếu như hắn không sử dụng đến đạo khí tức thần bí trong cơ thể thì sợ rằng cũng khó mà dễ dàng chiến thắng nổi. Đại chiến vất vả như vậy tự nhiên khiến Lâm Động cực kỳ mệt mỏi, bởi vậy sau khi đặt chân về chỗ của mình, hắn liền trực tiếp trở về phòng. Hôm nay sau khi giành được danh ngạch, địa vị của hắn hiển nhiên không thể thấp hơn Lâm Lan Thiên, bởi vậy mà ngay cả lâm phạm cũng chỉ mỉm cười gật đầu dặn dò hắn nghỉ ngơi cho tốt chuẩn bị ngày mai lên đường đến thánh linh đàm phù lúc lâm động trở lại đình viện của mình thì tiểu viêm đang nằm sấp ở đó chờ đợi một ngày lập tức đứng lên sau đó hưng phấn lao về phía lâm động bộ dáng quen thuộc này khiến trên khuôn mặt lâm động hiện lên một nụ cười ngươi ngày mai đến thánh linh đàm hãy đem con hổ ngốc này theo nếu quả thật giống như lời của những người kia thánh linh đàm là do tinh huyết của viễn cổ thần thú ngưng tụ thành chỉ cần còn một chút tinh huyết sót lại, sẽ rất quan trọng đối với con hổ ngốc này, cũng để ngày sau có thể trùng kích đến miết bàn cảnh. Lúc này tiểu điêu hiện ra, lười biến nói, nếu như thánh linh đàm này còn sót là tinh huyết của thần thú, vậy ngươi không muốn một chút sao? Lâm Động cười nói, suy, điêu gia thân là thiên yêu điêu, chính là chủng loài đứng đầu giới yêu thú, bình thường toàn ăn thần thú, làm sao có thể để ý đến chút huyết mạch còn sót lại này chứ? Nghe vậy, tiểu điêu kinh thường, nhếch miệng nói lâm động cười cười cũng không để ý đến chuyện mạnh miệng của tiểu điêu hắn vuốt đầu tiểu viêm đột nhiên nói nghe nói yêu thú tiếng vào niết bàn cảnh có thể biến ảo hình người tiểu viêm đến khi nào mới có thể biến đổi đợi sau khi con hổ ngốc này vượt qua niết bàn cảnh rồi hãy nói sau đến lúc đó từ trong đến ngoài tẩy tủy phạt cốt tự nhiên có thể biến ảo hình người chỉ có điều biến hình thì có gì hay chứ thân thể như thế quá yếu ớt còn không bằng hình thể cường đại của yêu thú. Tiểu điêu vẫy vẫy móng vuốt, nói, mặt khác tiểu tử à, chờ ngươi tiến vào viễn cổ chiến trường tham gia bách triều đại chiến, nên cẩn thận một chút, nơi đấy không thể so với vương triều đại viêm, cả đông huyền vực có ngàn vạn vương triều đều có thiên tài, lúc đó sẽ tụ tập tại nơi đấy, ngươi hiện giờ nhìn thấy đám người lâm lan thiên và vương trung quả thật là nhân vật thiên tài, nhưng ngươi phải biết rõ, cho dù là thiên tài cũng có tam lục cửu đẳng, theo đánh giá của ta, thực lực của các ngươi mặc dù đứng đầu lớp trẻ ở vương triều đại viêm nhưng nếu đặt trong bách triều đại chiến sợ rằng chỉ miễn cưỡng đạt trung đẳng mà thôi hơn nữa bách triều đại chiến vô cùng tàn khốc nơi đó mới chân chính là mạnh được yếu thua trong viễn cổ chiến trường có những tài nguyên khiến người khác đỏ mắt không có thực lực thì không nên tham lam nếu không tiểu mệnh khó bảo toàn nhìn ánh mắt có chút ngưng trọng của tiểu điêu lâm động cũng khẽ gật đầu hắn chưa từng có chút khinh thường đối với cái gọi là bách triều đại chiến hôm nay chỉ là một hồi cuộc chiến hạt giống liền khiến cho hắn cảm thấy hơi có chút chật vật, huống chi ở trong bách triều đại chiến hắn sẽ gặp đông đảo thiên tài. Trong đó thậm chí không ít người có thể càng biến thái hơn đám người Vương Trung và Mạc Lăng. Vương Triều Đại Viêm ở Đông Huyền Vực chỉ là một Vương Triều nhỏ, theo cách nói của bọn hắn, muốn tại trong Bách Triều Đại Chiến mà bộc lộ tài năng, không khác gì khó hơn lên trời. Thậm chí, đem cái mạng nhỏ nhét vào nơi đó mà không trở lại thì cũng không chút thương xót đồng tình gì hắn rất rõ bách triều đại chiến mở ra nhiều năm như vậy ở trong đó có thể bộc phát tài năng tính ra phần lớn các thiên tài đều trở thành hòn đá lót chân cho người khác lần tôi luyện này không phải là những trải nghiệm trước kia của hắn có thể so sánh hai năm qua lịch lãm rèn luyện so sánh với bách triều đại chiến chỉ giống như trò đùa chỉ có điều bách triều đại chiến mặc dù nguy hiểm rất lớn nhưng ở trong đó cũng là chỗ để trở nên mạnh mẽ tốt nhất ta lại hy vọng ngươi vào trong đó Ngươi thân mang Thạch phù thần bí và thôn vệ tổ phù, sau này có chút phiền phức tất sẽ tìm đến ngươi. Nếu như ngươi không có thực lực, kết quả sẽ rất ư là thê thảm, ta năm đó có thể may mắn thoát được có một chút sinh cơ, nhưng ngươi có thể không có cơ hội này, nếu như ngươi như vậy thì sẽ không còn hy vọng đông sơn tái khởi nữa." Tiểu điêu nhỏ giọng nói, Lâm Động yên lặng gật đầu. Hắn biết rõ Thạch phù này thần bí và cường đại như thế nào cho đến bây giờ hắn cũng không biết thứ này đến tột cùng là cái gì, nhưng hắn rất rõ, thạch phù chắc chắn không phải vật tầm thường, nếu không thì hắn cũng không có khả năng ở trong đại hoang cổ bi, trở thành kẻ được thôn vệ tổ phù chấp nhận. Thạch phù này đúng là không thể nhìn thấu, thần bí mà cường đại như vậy, có lẽ về sau sẽ mang đến cho hắn đại kỳ ngộ hoặc là đại nguy cơ, bởi vậy, theo như lời tiểu điêu nói, hắn cần phải có thực lực cường đại để bảo vệ mình, lâm động ngửa mặt lên trời nhìn sắc trời dần ảm đạm, thở một hơi thật dài, trong mắt lóe lên chút lửa nóng. Đã như vậy hắn sẽ mượn bách triều đại chiến này, triệt để khiến bản thân hoàn toàn lột xác, chỉ cần mình trở nên cường đại, mặc kệ sau này có phiền toái gì tìm đến tận cửa đều có thể tự nhiên ứng phó. Bóng đêm bao phủ hoàn thành nguy nga, mặc dù là đêm khuya, nhưng trong hoàn thành vẫn dăng đèn kết hoa, vô cùng phồn hoa náo nhiệt, lâm động tĩnh lặng ngồi xếp bằng trong đình viện, tiểu viêm phủ phục bên cạnh hắn, Đôi huyết giật ngẫu nhiên phe phẩy, trong đình viện lúc này mang theo từng đạo tiếng gió, trong yên tĩnh, Lâm Động đang khép hờ hai mắt đột nhiên chậm rãi mở ra, quay đầu sang nhìn về phía trên tường viện. Nơi ấy có một đạo thân hình im lặng đứng ở nơi đó, lập tức không khỏi cười nói, "Tộc trưởng Lâm Phạm, đã trễ như vậy rồi sao còn chưa nghỉ ngơi? Ha ha, thật có chút cao hứng, có lẽ không dễ ngủ." Lâm Phạm lao xuống, còn chưa đến bên cạnh Lâm Động thì Tiểu Viêm ở bên cạnh đột nhiên đứng lên, trong con mắt hổ lóe lên vẻ cảnh giác và hung ác đợi đến sau khi lâm động khẽ vung tay thì nó mới chậm rãi hạ xuống lại lần nữa phủ phục xuống đất một hung thú thật tốt lâm phạm nhìn tiểu viêm khen nhẹ một tiếng rồi sau đó chuyển hướng về phía lâm động lại than nhẹ một tiếng thực sự không ngờ rằng trong phân gia lại xuất hiện một nhân vật như ngươi đây chính là lần đầu của gia tộc lâm thị những năm gần đây lâm động mỉm cười cũng không nói gì vốn cho rằng cuộc chiến hạt giống lần này có thể để ngươi và Lâm Lan Thiên phân ra thắng bại, không ngờ lại có kết quả như vậy. Lâm Phạm ngồi xuống bên cạnh Lâm Động nói, thân phận hiện nay của ngươi và Lâm Lan Thiên hoàn toàn giống nhau, ân oán giữa các ngươi ta đã bất lực, muốn giải quyết như thế nào, toàn bộ đều dựa vào chính các ngươi. Tộc trưởng yên tâm, ta nếu như có được thành tựu, gia tộc Lâm Thị Tất sẽ được nhận phúc trạch. Lâm Động cười, hắn biết rõ Lâm Phạm muốn nói gì, chợt dừng lại, lại tiếp tục nói, chỉ có điều tộc trưởng hẳn cũng biết ta cần các người phải làm gì cho ta a à. chỉ cần vương triều đại viêm vẫn còn gia tộc lâm thị viêm thành tuyệt đối sẽ không bị chút thương tổn nào lâm phạm chậm rãi nói lần này ta đánh bại vương chung có lẽ gia tộc vương thị sẽ nảy sinh hận ý lâm động thản nhiên nói ta sẽ cảnh báo vương lôi một khi ta phát hiện bọn hắn có bất kỳ hành vi nhằm vào phân gia ở viêm thành thì hai gia tộc lâm vương sẽ chính thức quyết liệt không chết không thôi trong mắt lâm phạm hàng ý bắt đầu dày dặt Nói rằng từng chữ, cùng gia tộc phương thị quyết liệt, một cái giá cực lớn như vậy, nếu như Lâm Động có thể tại trong bách triều đại chiến biểu hiện được, vậy thành quả sau này sẽ không thể hạn lượng, một gia tộc phương thị đến lúc đó thì tính là cái gì? Lâm Phạm Thân là tộc trưởng, chọn lựa như thế nào có thể thấy rõ? Lâm Động bây giờ có thể không thể cùng so sánh với gia tộc phương thị, nhưng về sau, hắn sẽ hiểu rằng cho dù một trăm gia tộc phương thị sợ rằng cũng không thể so sánh với một mình Lâm Động đã như vậy thì xin đa tạ tộc trưởng. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, hai người đều là người thông minh, nói chuyện cũng không có gì phải khách sáo, đây cũng là một tràng giao dịch thích hợp nhất. Lâm Phạm cười cười, chợt tiếng nói vừa chuyển, nói, viễn cổ chiến trường chính là do những siêu cấp tông phái mở ra một đạo không gian. Ta phải nhắc nhở ngươi, trong không gian đó có niết bàn khí vô cùng nồng đậm, ở nơi đó cho dù là cường giả tạo hóa cảnh có thể từ trong nguyên lực thiên địa tinh luyện niết bàn khí ngưng tụ thành niết bàn đan. Nếu như ngươi vào trong đó, tốt nhất nên nắm bắt, mau chóng gom góp thật nhiều niết bàn đan, trùng kích niết bàn cảnh. Bởi vì chỉ khi ngươi tiến vào niết bàn cảnh thì mới có khả năng được những siêu cấp tông phái kia nhìn trúng, hả? Ngay cả thực lực tạo hóa cảnh cũng có thể tinh luyện niết bàn đan, viễn cổ chiến trường này quả nhiên là một vùng đất kỳ dị, khó trách những vương triều này đều muốn vương tới nơi đó người nào cũng biết trùng kích niết bàn cảnh thì niết bàn khí chính là quan trọng nhất, phải có đủ niết bàn đan, nhưng niết bàn đan rất khó đạt được. Phải biết rằng cường giả niết bàn cảnh mới có thể ngưng tụ được, nhưng lúc này, ở trong viễn cổ chiến trường, ngay cả tạo hóa cảnh cũng có thể làm được điều này, đây quả thật khiến người khác khó có thể tin được. Ta lúc trước vì trùng kích niết bàn cảnh mà phải tiêu hao 20 vạn niết bàn đan, gần như khiến gia tộc Lâm Thị bị tiêu hao hơn phân nữa. Lâm Phạm cười khổ một tiếng nói nhưng mà vẫn còn một chuyện khác mà ta phải nhắc nhở với ngươi, lúc tiến vào niết bàn cảnh, chuẩn bị niết bàn đang càng nhiều càng tốt, điều này liên quan đến niết bàn kiếp sau này mạnh hay yếu, lâm động âm thầm lè lưỡi. 20 vạn niết bàn đan, hắn trên người bây giờ chỉ có hơn 1.000 viên, nói cách khác, bây giờ cho dù hắn đủ tư cách trùng kích niết bàn đan thì cũng không dám chân chính động thủ, niết bàn đan trong đại hoang cổ bi hẳn là có số lượng này, chỉ đáng tiếc không gian cổ bi hiện nay đã có người thủ hộ cho dù lần sau mở ra nữa thì sợ rằng cũng không ai dám tiến vào lâm động có chút tiếc nuối sớm biết như vậy thì lúc trước nên liều chết đoạt nhiều một chút tốt lắm bây giờ cũng không còn sớm nữa ngươi hãy nghỉ ngơi sớm đi ngày mai phải tiến vào thánh linh đàm đây cũng là một cơ hội không tệ xác suất thất bại khi tiến vào niết bàn cảnh không nhỏ chỉ có điều nếu như ngươi hấp thu được linh dịch trong thánh linh đàm để tẩy tủy phạt cốt thì sẽ đề cao tỷ lệ thành công đây chính là chuyện cực kỳ trọng yếu bằng không cho dù có nhiều niết bàn đang hơn cũng vô ích lâm phạm nhìn sắc trời một chút rồi sau đó cũng không nói nhiều nữa phất tay với lâm động sau đó đi ra ngoài viện nhìn thân ảnh lâm phạm biến mất trong bóng đêm lâm động cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi xem ra để đám người phụ thân tại vương triều đại viêm an bình thì hắn phải dốc toàn lực ứng phó rồi cha các người cứ sống một cuộc sống an bình tại vương triều đại viêm mưa to gió lớn ở bên ngoài cứ để mình ta chặn lại không sao khi ánh rạng đông nhô lên từ phía chân trời, chiếu rọi hoàn thành, thành thị phồn hoa nhất vương triều đại viêm lập tức trong khoảnh khắc bột phát ra sức sống kinh người, các loại thanh ầm ỉ hội tụ cùng một chỗ, sau đó xông thẳng lên trời. Mấy ngày gần đây, chủ đề trong hoàn thành đều liên quan đến cuộc cuộc chiến hạt giống. Đối với việc tỉ thí của lớp trẻ tuổi trong vương triều đại viêm, gần như mọi người đều ôm hứng thú và hiếu kỳ rất lớn, bọn họ quả thật rất muốn biết trong số đông đảo thiên tài tụ tập này đến tục cùng ai có thể thuận lợi giành được danh ngạch bách triều đại chiến mà mặc dù nói cuộc chiến hạt giống tổ chức trong hoàng cung thế nhưng điều này hiển nhiên không thể giấu giếm được tất cả mọi người bởi vậy ngay ngày tiếp theo của cuộc chiến chấm dứt cả hoàng thành đều biết được kết quả cuối cùng mà kết quả này khiến cho mọi người cảm thấy kinh dị nhất không thể nghi ngờ chính là người thanh niên tên gọi là lâm động dù sao trong năm người này thì danh khí của lâm động xem như thấp nhất Mặc dù lúc trước cùng giao thủ với Lâm Lan Thiên đã khiến thanh danh của hắn nâng lên rất nhiều, nhưng ở trong mắt nhiều người, hắn và Lâm Lan Thiên, cùng với những nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất như Vương Trung vẫn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng hôm nay, lúc bọn hắn nghĩ Lâm Động và đám người Lâm Lan Thiên có một khoảng chênh lệch, ấy vậy mà lại thuận lợi giành được một danh ngạch, điều này sao có thể không khiến bọn họ mở rộng tầm mắt được, mà bên trong loại mở rộng tầm mắt này vẫn có không ít người lại tỏ vẻ hoài nghi mặc dù cuộc chiến hạt giống này là hàng thật giá thật, nhưng cũng có vận khí trong đó, nếu như một đường tiến vào, không gặp phải đối thủ có chút khó đối phó thì độ khó của việc giành được danh ngạch hiển nhiên sẽ thấp hơn rất nhiều. Mà những người này đều cho rằng trong lần cuộc chiến hạt giống này, vận khí của Lâm Động rất tốt, cho nên thuận buồn xuôi gió một được đi đến cuối cùng. Đương nhiên, những người ôm suy nghĩ như vậy cũng không quá lâu, bởi vì khi càng nhiều tin tức truyền đến thì bọn họ mới có thể biết chính xác trận quyết đấu trong đợt tuyển chọn mà khi bọn họ nghe thấy đối thủ ở vòng cuối cùng của Lâm Động lại chính là Vương Trung của gia tộc Vương Thị thì không ít người đều trợn mắt há hốc mồm. Thực lực của Vương Trung, ở một góc độ nào đó mà nói, trong đám trẻ tuổi của Vương Triều Đại Viêm tuyệt đối có thể đứng trong hàng ngũ ba hạng đầu. Trước khi bắt đầu cuộc chiến hạt giống, rất nhiều người đều dự đoán năm danh ngạch lần này, Vương Trung tất sẽ có một suất, thế nhưng kết quả cuối cùng lại ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Không ai ngờ rằng Vương Trung lại thất bại, hơn nữa lại thua trong tay một kẻ xuất thân từ phân gia trong gia tộc Lâm Thị mà thanh danh cũng không hề quá mức vang dội, mà rất nhiều người bởi vì kết quả như vậy mà vô cùng khiếp sợ, cũng có một số người tâm tư nhanh nhạy trong lòng đều thầm lè lưỡi. Vương Trung đã thua trong tay Lâm Động, như vậy bất kể tin tức này chấn động cỡ nào, ít nhất bọn họ cũng phải tin tưởng thực lực của Lâm Động, ít nhất là sắp sửa vượt qua Vương Trung, nếu không tuyệt đối không thể từ trong tay người này giành được danh ngạch. Dù sao ai cũng tin rằng, danh ngạch này đối với gia tộc Vương Thị là quan trọng đến mức nào, cho nên dù Vương Trung có phải liều mạng tranh đấu cũng phải dốc hết toàn lực, thế nhưng cuối cùng vẫn bại trong tay Lâm Động. Chuyện tàn khốc như vậy nói rõ cho mọi người biết cuộc cuộc chiến hạt giống lần này không có chút kẻ hở nào, mà Lâm Động quả thật là một con hắc mã thực lực cường hãn khiến người khác lắc đầu lè lưỡi. Lần này nếu như lại sắp xếp thứ hạng của những cường giả trẻ tuổi trong vương triều đại viêm, xếp ba hạng đầu chắc chắn có một suất của Lâm Động mà lúc cả hoàng thành đang xôn xao vì kết quả của cuộc cuộc chiến hạt giống thì đám người lâm động lại lần nữa tiến vào hoàng cung từ sớm, hơn nữa dưới sự dẫn dắt của mạc tiêu thiên, đi đến chỗ sâu nhất trong hoàng cung. Vị trí của đám người lâm động chính là một mảnh rừng rậm nguyên sơ cực kỳ bao la, mà lúc này, cách phía trước bọn hắn không xa có một tế đàn, trên tế đàn đầy phù văn kỳ lạ, trong mơ hồ có một năng lượng ba động cường đại từ trong đó phát tán ra, thánh linh đàm ấn dấu bên trong tế đàn. Tế đàn này là do năm đó hoàng thất và tứ đại gia tộc cùng ba đại tông phái liên thủ dựng nên, ẩn sâu trong hoàng cung, 20 năm mới mở ra một lần. Bên cạnh Lâm Động lúc này, Lâm Phạm khẽ giải thích, Lâm Động khẽ gật đầu, trong mắt có chút kinh dị, không ngờ rằng tại vương triều đại viêm lại có thánh linh đàm, vật trước giờ chỉ nghe được trong truyền thuyết này lại là tồn tại thật sự. Các vị, người đã đến đông đủ, chúng ta liền động thủ mở tế đàn thôi mạc tiêu thiên chậm rãi nhìn xung quanh một lượt sau đó cao giọng nói nghe thấy lời của hắn đám người lâm phạm khẽ gật đầu rồi sau đó tộc trưởng của tứ đại gia tộc và tông chủ của ba đại tông phái cũng đều đi ra hình thành một vòng tròn đem tế đàn vây quanh động thủ mạc tiêu thiên dẫn đầu quát khẽ một tiếng thủ ấn biến ảo nhất thời một đạo cục sáng từ trong tay bạo xuất sau đó liền bắn thẳng vào trong tế đàn vù vù mà khi mạc tiêu thiên động thủ đám người lâm phạm cũng lập tức theo sau từng đạo cột sáng liên tiếp bắn ra cuối cùng chiếu rọi bên trên tế đàn ông ông dưới cột sáng bao phủ tế đàn phát ra tiếng ông ông kỳ dị rồi sau đó một đạo vòng sáng dưới ánh mắt chăm chú của đám người lâm động chậm rãi hạ xuống tế đàn rồi sau đó tràn ra hóa thành một dòng suối năng lượng to lớn trong mơ hồ lâm động có thể cảm nhận được một năng lượng kỳ dị cực kỳ cường đại từ trong vòng ánh sáng này thẩm thấu ra trong vòng sáng chính là thánh linh đàm Mạc Lăng, Lâm Lan Thiên, năm người các ngươi nhanh chóng tiến vào trong đó, về phần có thể nhận được chỗ tốt gì ở trong đó thì còn phải xem năng lực và bản lĩnh của bản thân. Lúc vòng sáng ngưng tụ lại, Mạc Tiêu Thiên trầm giọng quát, rõ, nghe thấy tiếng quát của Mạc Tiêu Thiên, trong mắt năm người lâm động đều xẹt qua một tia nóng rực, bọn họ đều hiểu độ trân quý của Thánh Linh Đàm, 20 năm mới mở ra một lần, loại kỳ ngộ này không phải là tùy tiện thì có thể gặp, vù, thanh âm vừa dứt, thân hình Mạc Lăng lập tức hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ, lao ra, rồi sau đó xông vào trong vòng ánh sáng, biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Mà sau lưng Mạc Lăng, Đỗ Vân và Mang Sơn cũng đuổi theo, vẻ mặt hưng phấn xông vào trong vòng sáng, nhìn ba người thuận lợi tiến vào, Lâm lang Thiên khẽ gật đầu, rồi sau đó liếc qua Lâm Động, sâu trong ánh mắt xẹt qua một tia âm lãnh, rồi sau đó cũng vọt vào, Lâm Động thấy vậy, hai mắt hơi nhíu lại lâm lang thiên dường như không lúc nào là không nghĩ biện pháp đối phó hắn xem ra trong lúc ở trong thánh linh đàm phải cẩn thận một chút trong lòng xẹt qua suy nghĩ này bàn tay lâm động nhẹ nhàng vỗ tiểu viêm được giấu trong tay áo rồi sau đó cười thân hình khẽ động trực tiếp phóng vào trong vòng ánh sáng cuối cùng cũng biến mất mà theo năm người đều tiến vào trong vòng sáng xung quanh tế đàn đám người mạc tiêu thiên cũng trực tiếp ngồi xếp bằng xuống không ngừng thúc giục năng lượng duy trì vòng ánh sáng thành hình bọn họ cần phải kiên trì cho đến khi đám người lâm động đi ra trở lại lúc lâm động xông vào trong vòng sáng trước mắt liền xuất hiện bóng tối trong chốc lát chợt sau đó ánh sáng nhu hòa liền tràn ngập ánh mắt một mùi thơm mang theo chút mùi vị ẩm ướt ập vào mặt ánh mắt lâm động vừa chuyển lúc này ở trước mắt hắn liền xuất hiện một cái đầm nước khổng lồ nước hồ màu bích lục nhìn bên trên mặt đầm tràn ngập sinh cơ một cổ năng lượng tinh thuần đến kinh người không ngừng từ trong nước đầm phát tán ra lâm động hít một hơi lập tức cảm thấy thoải mái đến mức không nhịn được phát ra tiếng trên rỉ, vô số tế bào giãn ra giống như đang reo hò nhảy múa, đây chính là thánh linh đàm sao. Năng lượng quả nhiên vô cùng kinh ngươi, lâm động ngạc nhiên nhìn nước đầm màu bích lục thần kỳ, thì thào lẩm bẩm, lúc này, phía trên đầm nước, đám người mạc lăng đang tu tập tại đó, lâm động nhìn thấy vậy cũng phóng tới, nhìn thấy lâm động phóng tới. Mạc Lăng hướng về phía hắn mỉm cười rồi sau đó chỉ xuống Thánh Linh Đàm nói, các vị, theo quy củ, trong Thánh Linh Đàm chia làm năm khu vực, Đông Tây Nam Bắc và Trung ương, chúng ta năm người vừa vặn chiếm mỗi người một phương. Chỉ có điều vì để công bằng và đạt được mục đích, việc giành lấy khu vực nào hãy rút thăm quyết định, thế nào? Mạc Lăng quả thật không hổ là người của Hoàng Thất, khí chất tự nhiên lúc nói chuyện liền thuyết phục mọi người, bởi vậy, đối với lời nói hợp tình hợp lý của hắn, ngay cả Lâm Động cũng không nói gì phản đối. Lâm Lan Thiên ở một bên cười nhạt một tiếng, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy mọi người không phản đối, Mạc Lăng tiện tay xuất ra một vài điểm ánh sáng, Lâm Động tiện tay chụp một cái, quang mang tán đi, trên trang giấy viết chữ đông, mà lúc Lâm Động giành được vị trí của hắn, bốn người còn lại cũng đều tự mình ấn chứng kết quả, xem như không có vấn đề gì. Các vị, năng lượng trong thánh linh đàm có hạn, chỉ có điều từ một góc độ nào đó mà nói thì có thể cướp đoạt. Chỉ có điều, ta hy vọng mọi người có thể hòa thuận một chút, miễn dẫn đến tranh chấp nhìn thấy phân chia vị trí xong, Mạc Lăng lại lần nữa lên tiếng. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn liếc về phía Lâm Động và Lâm Lan Thiên một cái thật sâu, không ai trêu chọc, ta tự nhiên rất vui lòng hòa thuận, thanh âm bình thản của Lâm Động phát ra, rồi sau đó chấp tay với ba người Mạc Lăng, trực tiếp phi thân về phía đông của Thánh Linh Đàm. Hắn không phải là người ngang ngược không biết nói đạo lý, hơn nữa hắn và ba người Mạc Lăng, Đỗ Vân, Mang Sơn cũng không có ân oán gì, tất nhiên sẽ không chủ động cướp đoạt năng lượng thánh linh đàm của bọn họ đương nhiên nếu như quả thật có người đánh chủ ý với hắn vậy hắn cũng chỉ có thể thuận tiện đoạt một phần của đối phương thôi thấy vậy lâm lang thiên ngược lại cười một tiếng cũng không nói nhiều xoay người bay về phía khu vực của hắn chỉ là trong lúc xoay người trên gương mặt của hắn lại xuất hiện một tia hàn ý muốn đấu với ta lâm động bây giờ ta sẽ cho ngươi đến thánh linh đàm mà không chút thu hoạch quay về thân hình lâm động ở giữa không trung chầm chậm hạ xuống sau đó đứng hẳn trên mặt đầm hắn cúi đầu ngắm lớp nước đầm xanh ngắt tựa phỉ thúy tuyệt đẹp cũng có chút tấm tắc thấy kỳ lạ trong lòng từ trong mặt nước ở thánh linh đàm này hắn có thể cảm thụ được một loại năng lượng cực kỳ đặc biệt thứ năng lượng đó ôn hòa mà mạnh mẽ mơ hồ cảm giác như mang theo một loại cảm giác mát mẻ thẩm thấu vào thân thể tâm can đó là năng lượng của thánh linh đàm sao quả nhiên thần kỳ lâm động khẽ thở dài một tiếng lát sau ngẩng mắt quan sát chung quanh diện tích thánh linh đàm này không nhỏ năm người bọn họ chia ra mỗi người có lẽ được phân đến một khu vực khá rộng ở trong những khu vực này bọn họ có thể hấp thụ được năng lượng của thánh linh đàm đến mức cao nhất nước ở đầm này đúng là có vị đạo huyết mạch của viễn cổ thần thú tiểu điêu đột nhiên xuất hiện trên vai lâm động nó giơ vuốt đánh vào mặt nước sau đó bất thình lình một tia kinh ngạc vụt qua trong ánh mắt nó tiểu điêu nói ở chỗ sâu của thánh linh đàm này, có một loại năng lực rất mạnh đầy áp lực rất khó hiểu còn sót lại. Nếu như ta đoán không nhầm, bên dưới sợ rằng có một bộ hài cốt của viễn cổ thần thú, từ lực áp suất mạnh mẽ này suy đoán, khi đầu thần thú này còn sống, sợ là đã từng siêu việt qua sự tồn tại cấp bậc niết bàn cảnh, nếu không thì sẽ không có thể phát tán ra thứ uy lực mạnh đến như vậy sau bao nhiêu năm chôn vùi dưới đáy đầm này được, hả? Nghe xong tiểu điêu nói, trong lòng lâm động có phần chấn kinh tâm thần vừa động, liền có một cổ tinh thần lực xâm nhập vào thánh linh đàm, rất nhanh sau đó từ hướng phía nơi sâu nhất ở đáy đầm lan ra, chỉ có điều, lúc tinh thần lực của hắn chưa lan ra được qua 10 trượng, đột nhiên không thể thâm nhập thêm được nữa. Một thứ áp lực cực kỳ mạnh mẽ đến khó hiểu phát ra dùng ép tinh thần lực của hắn trở về, biến cố như vậy, trong nhất thời khiến ánh mắt lâm động hiện lên sự sợ hãi đến cùng cực, tinh thần lực của hắn hiện tại, đã đạt được tầng linh phù sư cao cấp, ngay đến cả tinh thần lực mạnh mẽ như vậy, vẫn không có cách nào thâm nhập được thánh linh đàm, xem ra ở bên dưới quả nhiên ẩn chứa điều ảo diệu rồi, với thực lực của ngươi, căn bản không thể thâm nhập được thánh linh đàm. Thậm chí, cho dù là tên mặt tiêu thiên của hoàng thất sợ rằng cũng chẳng cách nào thâm nhập được đâu, tiểu điêu giải thích, lâm động ngẩn ra một hồi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xem ra ý định muốn dò xét đầm này của hắn chỉ có thể bỏ đi mà thôi đến cả cường giả niết bàn cảnh còn không có cách, thì hắn đứng ở ngoài xem thôi chứ có lý nào. Trước tiên hấp thụ năng lượng chỗ này của thánh linh đàm đã, không thể đến không công như vậy được, lâm động ngồi xếp bằng trực tiếp trên mặt đầm. Tâm thần khẽ động, một cổ lực thôn phệ nhẹ nhẹ lan ra. Chớp mắt sau, trên mặt nước lập tức phát tán từng lớp sóng gợn lăn tăng ra xa dần, tốc độ lan rộng của những gợn sóng cực kỳ nhanh. Rất mau sau đó, khu vực phía đông chỗ lâm động ngồi toàn bộ đều bị che phủ lực thôn vệ, vù vù vù, mặt nước chấn động. Một cổ năng lượng mỏng màu ngọc bích bên dưới mặt nước không ngừng đưa qua đưa lại, sau cùng cuồn cuộn không dứt dẫn nhập vào thân thể lâm động, mà loại năng lượng màu ngọc bích này cực kỳ lạ lùng, như ẩn dấu linh tính bên trong. Khi tiến vào bên trong thân thể lâm động liền loạn động di chuyển khắp nơi cùng với âm thanh gào rít, đến lâm động cũng không cách nào khống chế được những luồng năng lượng này. Chỉ là, Mỗi khi đưa cổ năng lượng ngọc bích này thoát ra, Lâm Động mơ hồ cảm giác thấy, dường như bên trong cơ thể tất cả tế bào, xương cốt, tạng phủ đều như phát ra thứ âm thanh bất thiết, thứ cảm giác đó, tự như gặp được linh vật đại bổ tuyệt đối không thể thiếu đi vậy. Soạt, năng lượng của thánh linh đàm bên trong cơ thể dũng động càng lúc càng nhiều. Lâm Động có thể cảm nhận được rõ ràng, thân thể hắn bởi vì tu luyện đại nhật lôi thể dường như đã đạt đến cực hạn rồi, vậy mà vẫn có thể dần mạnh mẽ lên không ít. Vả lại sau khi thứ năng lượng ở thánh linh đàm dũng động trong nội thể hạ xuống một đường chỉ máu tươi đỏ sậm từ trong huyết quản lâm động bắn ra ngoài đó là tinh huyết của viễn cổ long viên a à, tinh huyết của viễn cổ long viên này cùng với năng lượng của thánh linh đàm hòa hợp tương hổ lẫn nhau trong phút chốc màu máu đỏ sậm dần chuyển sang đỏ hồng vả lại bên trong màu đỏ hồng đó dường như điểm một chấm màu tím biến cố này khiến lâm động có chút sửng sốt tuy hắn không biết điều này rốt cuộc là vì sao nhưng hắn cũng hiểu được rằng đây là tinh huyết của viễn cổ long viên tự hồ bởi vì năng lượng của thánh linh đàm này mà trở nên mạnh mẽ như vậy đúng rồi tiểu điêu từng nói qua năng lượng bên trong thánh linh đàm ẩn chứa huyết mạch của viễn cổ thần thú mà viễn cổ long viên chắc cũng được tính là thần thú từ thời viễn cổ vậy hai loại huyết mạch này gặp nhau vừa nãy mới có thể xảy ra những biến hóa như vậy chứng kiến mọi thứ diễn ra lâm động trầm ngâm hồi lầu cũng là hiểu ra được vài phần nhưng không cần biết thế nào điều này đối với hắn mà nói tự hồ là một sự việc không tệ năng lượng của thánh linh đàm này ngược lại đích thật diệu dụng vô cùng nghĩ đến đây tâm niệm lâm động khẽ chuyển lực thôn vệ càng khuếch đại hơn trong phút chốc tốc độ hấp nạp tăng dần lên đến cuối cùng phía ngoài da như hiện lên những đường nét màu xanh lục mơ hồ ẩn ẩn hửng bất quá việc năng lượng ở thánh linh đàm bị lâm động hấp thu ngày càng nhiều nhưng hắn bất thình lình phát hiện Năng lượng của thánh linh đàm quá nhiều, trong một lúc dồn nén vào trong nội thể như vậy, đột nhiên sau đó lại biến mất không chút tung tích đầy quỷ dị, điều này, những gì đang diễn ra khiến Lâm động có chút ngẩn người. Song cho dù hắn dò trên thân thể đến đâu, cũng không cách nào tìm được năng lượng màu xanh ngọc đã biến mất đi. Mọi chuyện giống như thứ năng lượng đó bốc hơi đi hết chỉ còn lại một thân thể trống rỗng vậy, ngu ngốc, tìm loạn cái gì đó. Năng lượng của thánh linh đàm này vốn không phải để cho ngươi dùng để gia tăng thực lực trong người hiện tại được, đợi khi ngươi tiến đến niết bàn cảnh rồi, tự nhiên nó sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, nó sẽ thi triển tác dụng chân chính của mình, nhanh chóng hấp thu thêm vào, cái này đối với ngươi sau này sẽ có tác dụng cực kỳ lớn đó. Trong lúc Lâm Động ngây người, thanh âm tiểu điêu đột nhiên truyền đến từ trong đầu hắn. Nghe xong, Lâm Động thở dài một hơi, vội vàng ngưng định tinh thần, không dám buông lỏng phân tâm nữa toàn lực hấp thu năng lượng ở Thánh Linh Đàm. Trong lúc Lâm Động đang toàn lực hấp thu năng lượng, thì vị trí phía bắc của Thánh Linh Đàm, Lâm Lan Thiên cũng lẳng lặng ngồi xếp bằng trên mặt nước, không có bất kỳ dấu hiệu nào lập tức động thủ, chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên vọng sang phương hướng của Lâm Động, trong mắt tràn ngập hàng ý lạnh lẽo. Nơi sâu của Thánh Linh Đàm này, tự hồ như có một bộ hài cốt của viễn cổ thần thú, khi còn sống có lẽ thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nếu có thể hấp thụ được một chút tinh huyết còn sót lại của nó, ngươi liền có thể tu luyện vũ kỷ luyện thể mà ta đã đưa cho ngươi. Đến lúc đó trình độ tăng cao, cũng không đến mức thua tên lâm động đó đâu. Trong lúc lâm lan thiên lặng lẽ tĩnh tọa, bỗng dưng một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến từ trong đầu hắn. Nghe được câu này, ánh mắt lâm lan thiên phúc chốc vụt qua ý nghĩ vui mừng. Nhưng mà, dưới đáy đầm này có uy lực áp chế của thần thú cực kỳ mạnh mẽ, với thực lực của ngươi không thể tiến nhập được, chỉ có thể để ta xuống đó mà thôi thanh âm khàn khàn đó lại tiếp tục vang lên trong đầu Lâm Lan Thiên. Ngươi đi xuống rồi, làm sao ta hạ thủ với Lâm Động? Lâm Lan Thiên nhướng mày chất vấn, đừng lo, ta đã bố trí xong trận pháp, chỉ cần nương theo đó thôi động, liền có thể xuất ra lực đạo thôn phệ cực kỳ lớn, trực tiếp cưỡng ép năng lượng của Thánh Linh đàm bên khu vực của tên tiểu tử đó cường đoạt về đây. Nghe xong, Lâm Lan Thiên mới nhẹ buông lỏng thở ra một hơi, trên mặt hiển lộ nụ cười lạnh lẽo đầy nguy hiểm năng lượng của thánh linh đàm này lại là thứ tốt như vậy, hắn sao có thể để cho lâm động nửa điểm có lợi như thế được, ta đi xuống trước đây, dựa vào trận pháp ta bố trí, tên lâm động đó không làm gì được ngươi đâu, ừm, lâm lang thiên gật gật đầu. Bất thình lình song thủ dụng trưởng lực vào trong mặt nước, nhất thời một luồng sáng màu xám cho mãnh liệt xuất ra, sau đó không một tiếng động theo hướng đáy đầm lao xuống, làm xong chuyện này, vẻ chết chóc trên mặt lâm lang thiên càng lúc càng dày đặc thủ ấn vừa đổi lập tức trên mặt hồ xuất hiện những lớp sóng gợn từng vòng từng vòng vân sáng lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng lan rộng ra xung quanh lâm động có người đang hướng về phía đáy đầm phóng xuống phía đông thánh linh đàm lâm động đang hấp thu năng lượng trong đầm trực tiếp bị câu này của tiểu điêu khiến cho chấn kinh bất thình lình mở to hai mắt hoảng hốt nói sao có thể được không phải ngươi nói đến cả thực lực cấp đó của mạc tiêu thiên cũng không thể tiến vào đáy đầm sao là ai Lâm Lan Thiên à, tiểu điêu bay xuống mặt nước, hai mắt nó nheo lại vọng xuống phía đáy đầm, cười lạnh, Lâm Lan Thiên sao có được bản lĩnh đó? Có lẽ là đạo khí tức tồn tại trong nội thể của hắn. Hắn cũng phát hiện ra được đáy thánh linh đàm này có hài cốt của thần thú rồi, hiện tại phải làm sao, ánh mắt lâm động có phần tối lại. Hắn cùng lâm lan thiên thủy hỏa bất dung, thực lực của hắn mạnh lên một phân, đối lâm động mà nói thì lại thêm một phân uy hiếp, để ta đi xuống đáy đầm, gặp tên tiểu tử đó một lát. Nếu có khả năng, xem thử có thể đoạt được lợi ích nào không. Tiểu điêu trầm ngâm một lúc rồi cất tiếng, một mình ngươi, nghe xong, lâm động cả kinh. Bình thường hắn không hoài nghi sức mạnh thời kỳ viên mãn của tiểu điêu, nhưng hiện tại dù sao tiểu điêu cũng chỉ đang ở trong trạng thái yêu linh, thực lực vẫn còn rất lâu lắm mới khôi phục lại được. Mà tồn tại đó trong nội thể của lâm lan thiên, cũng không biết rốt cuộc là lai lịch thế nào, nếu để cho tiểu điêu đi quả có phần nguy hiểm không sao ta đem thạch phù đi xuống dưới nếu tồn tại đó thực sự rất mạnh cũng sẽ không lén lút ẩn nấp trong nội thể của lâm lang thiên đâu hoặc là nó cũng giống như ta vậy để tiểu viêm cùng đi với ngươi lâm động nhíu mày vẫn là không thể yên tâm được hiện tại tiểu viêm cũng coi như có thể kháng cự được với cường giả của tạo hóa cảnh vả lại tốc độ cực nhanh nếu như có nguy hiểm có thể dẫn theo tiểu điêu đào thoát cũng được bản thân tiểu điêu cũng biết được nỗi lo trong lòng lâm động. Lúc này hắn cũng không hề thể hiện gì cả, chỉ gật gật đầu, thấy như vậy, tay áo lâm động rung lên, tiểu viêm hóa thành kích thước một con mèo nhỏ xông ra, đứng trên mặt nước, ta đi trước đây, ngươi chú ý lâm lang thiên một chút. Ta cảm giác bên đó có động tĩnh. Với tính tình của hắn, chắc chắn sẽ không để ngươi an ổn hưởng thụ lợi ích của thánh linh đàm đâu, tiểu điêu vung móng vuốt của mình một vòng sáng màu đen hiện ra bao lấy nó cùng tiểu viêm tiến vào, sau đó dặn dò một tiếng, thẳng xuống bên dưới mặt đầm, cấp cốc phút đi đến chỗ sâu nhất, lâm động gật nhẹ đầu, nhìn theo thân ảnh tiểu điêu và tiểu viêm dần biến mất, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt ngoan liệt tối đen như mực hướng sang phía lâm lan thiên, chỉ cần tên gia hỏa đó dám xuất thủ, hôm nay ta sẽ khiến cho hắn phải mất cả chì lẫn chài. Lâm Động tĩnh lặng ngồi khoanh chân trên mặt nước, lúc này hắn đang từ tốn hấp thụ năng lượng của thánh linh đàm, từng chút từng chút tinh thần lực của hắn lan tỏa bao trùm lấy khu vực xung quanh, chỉ cần có bất cứ điều gì bất thường là hắn sẽ lập tức phát hiện ra, lúc mới bắt đầu không hề có bất cứ điều gì bất thường, nhưng lâm động cũng không vội. Hắn rất hiểu, lâm lan thiên sẽ không mở to mắt mà nhìn hắn hưởng thụ năng lượng của thánh linh đàm một cách dễ dàng như vậy, sự thực quả đúng như lâm động dự liệu. Sự yên tĩnh này không kéo dài được lâu. Trên mặt nước phẳng lặng của Thánh Linh Đàm cuối cùng đã xuất hiện động tĩnh, trong một thời gian rất ngắn, động tĩnh này rất nhanh đã lan rộng. Lâm Động ngẩng lên, chỉ thấy nước ở khu vực phía bắc Thánh Linh Đàm chợt sôi lên sùng sục, sắp động thủ rồi. Lâm Động nhắm hờ mắt, hắn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng rất lớn bên trong khu vực nước hồ đang sôi sục. Xem ra, quả nhiên Lâm Lang Thiên vẫn chưa nản lòng. Ào ào, mặt nước hồ phía bắc đột nhiên trào lên từng đợt sóng lớn. Lâm Lan Thiên hiện lên trên đầu ngọn sóng, ánh mắt âm u lạnh lẽo khóa chặt lấy Lâm Động. Tình hình bất ngờ này của Thánh Linh Đàm lập tức thu hút sự chú ý của ba người hội Mạc Lăng. Sắc mặt họ đều thay đổi, ánh mắt lập tức chuyển sang hướng có biến, không kìm được hét lên. Lâm Lan Thiên, ngươi muốn làm gì? Ba vị, chuyện này không liên quan đến ba vị, ta chỉ muốn giải quyết chút ân oán với tên tiểu tử này thôi. Lâm Lan Thiên chỉ cười thản nhiên, nói, nghe thế, ba người Mạc Lăng cho mày, đương nhiên họ biết tiểu tử mà Lâm Lan Thiên nói là ai, lập tức nhìn về phía đông, thế nhưng ở đó Lâm Động vẫn đang tỉnh tại ngồi trên mặt nước tựa như không cảm thấy điều gì hết. Lâm Lan Thiên, sau này trong bách triều đại chiến có khi chúng ta còn phải bảo vệ lẫn nhau, hơn nữa hai người còn đều là người của gia tộc Lâm Thị. Mặt Lăng cao mày nói, tam hoàng tử, ân oán giữa ta và người này không chết không xong. Ta không có ý gì khác với các ngài, chỉ xin đừng nhúng tay vào chuyện của chúng ta ánh mắt lâm lan thiên tối tăm, nếu không phải thực lực bọn họ rất mạnh thì có lẽ hắn đã ra tay rồi, nhưng lúc này thì hắn không thể không nói lời xoa dịu bọn họ, cảm nhận được sát khí đằng đằng từ lời nói của lâm lan thiên, cặp mày mặt lăng nhăn tiếp lại, nhưng khi mặt lăng định lên tiếng thì một giọng nói nhẹ nhàng truyền tới, đa tạ hảo ý của tam hoàng tử, nhưng người này tham lam tàn độc, thủ đoạn bị ổi, sẽ không thay đổi vì lời nói của ngài đâu. Nếu đã thế thì cứ để hắn ra tay đi, nhưng nếu khi giao đấu có làm phiền ba vị thì xin được lượng thứ. Nghe vậy, ba người mạc lăng cùng thượng lại, nhìn thì thấy lâm động đã đứng lên, gương mặt vẫn bình tĩnh không có chút hoảng loạn. Sau khi lâm động đánh bại vương chung trong cuộc chiến hạt giống, ba người mạc lăng đánh giá thực lực lâm động khá cao. Tuy họ biết lâm lan thiên cũng không phải loại tầm thường nhưng lâm động dám nói như vậy xem ra cũng đã có cách đối phó với lâm lan thiên. Nếu hai người đã cố chấp muốn thế, vậy ba người bọn ta cũng không tiện nói gì nữa vẫn mong các ngươi tự bảo vệ mình đến lúc này hai bên đều đã bày tỏ thái độ mặt lăng cũng không tiện nói nhiều rồi cùng đổ vân mang sơn lùi ra sau lâm lang thiên chân đạp sóng ánh mắt âm u nhìn lâm động cười lạnh người bọn phân gia ti tiện nhà ngươi tưởng rằng giành được vị trí đó là có thể sánh ngang với ta sao dứt lời lâm lang thiên vung tay mười cột nước khổng lồ bắn lên với luồng nguyên lực hùng hồn bao trùm xung quanh hung hăng lao về phía lâm động sắc mặt lâm động bình thản nhìn công kích của lâm lan thiên, chẳng có dấu hiệu gì là định ra tay. Khi lao đến phạm vi mười trượng quanh người lâm động, các cột nước lại tự động nổ tung hóa thành từng trận mưa lớn ào ào đổ xuống. Xung quanh người lâm động tựa như có một lớp phòng ngự vô hình, chẳng một giọt nước nào rơi được vào người hắn. Động thủ thì động thủ, chơi mấy cái trò này ngươi sợ chưa mất mặt đủ à. Lâm động nhìn màn mưa, thản nhiên nói, muốn chết, được, vậy ta cho ngươi tọa nguyện. Lâm Lan Thiên há mồm, một ánh hào quang lóe lên biến thành một tấm kính lục giác màu đen, mặt kính xoay một cái, một đạo hắc quang cực kỳ mạnh mẽ nhằm hướng Lâm Động lao tới, thấy luồng hắc quang có tinh thần lực khá đặc biệt phóng đến, Lâm Động lật bàn tay, một ngọn núi màu đen xuất hiện, lắc một cái liền phình to ra chặn đứng đạo hắc quang kia. Vút phút, phút Lâm Lang Thiên liên tiếp thay đổi thủ ấn, linh luân kính lơ lửng trên đầu hắn không ngừng bắn ra vô số đạo hắc quang sắc lạnh về phía Lâm Động, nhưng cùng lúc với việc dùng linh luân kính công kích Lâm Lan Thiên đạp mạnh sóng, cả vùng mặt nước hắn đang đứng bỗng nổi sóng, rất nhiều tia sáng chiếu lên từ dưới nước rồi ngưng tụ lại thành trận pháp dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn Mạc Lăng. Lâm Động, năng lượng của Thánh Linh đàm ngươi không có tư cách để hưởng, đem ra đây cho ta. Lâm Lan Thiên hét lên một tiếng, trong trận pháp từng cụm từng cụm sóng tụ lại biến thành một con thủy thú quỷ dị. Con thủy thú này há cái mồm sâu như động không đáy rồi hít vào, lập tức nước trong thánh linh đàm ào ào chảy vào mồm nó hơn nữa phạm vi tấn công của thủy thú là khu vực lâm động đang đứng ào ào lực thôn phệ của con thủy thú đó vô cùng lớn nước hồ mang theo nguồn năng lượng hùng hồn của thánh linh đàm bị nuốt gọn vào người con thủy thú còn khu vực mặt nước lâm động đứng đanh nhanh chóng trở nên nhạt hơn rõ ràng là vì năng lượng đã bị hút mất hơn nữa khi năng lượng thánh linh đàm bị thủy thú hút mất thân thể lâm động thậm chí có phần rung rẩy dường như không chống chọi lại được với lực thôn phệ đáng sợ đó bọn mặt lăng ở trên trời nhìn thấy vậy ánh mắt đều có vẻ kinh ngạc. Lúc này họ cũng nhận ra dường như Lâm Lan Thiên đã chuẩn bị rất kỹ khi đến đây, hơn nữa còn nhắm thẳng vào Lâm Động. Với tốc độ thôn vệ này, e là không lâu nữa năng lượng mà Lâm Động nhận được sẽ bị Lâm Lan Thiên cướp đi hết. Lâm Lan Thiên chân đạp sóng lớn, nhìn thân hình Lâm Động nghe truyện trên TV audio CV đang lắc lư thì cười thành tiếng. Thất bại nhiều lần như vậy rồi mà ngươi vẫn không nhớ lời của ta, đừng vui mừng quá sớm. Thế nhưng, Đúng lúc Lâm Lan Thiên cười thì Lâm Động lên tiếng, hắn nhìn Lâm Lan Thiên với ánh mắt lạnh lẽo, hai tay nhanh chóng kết ấn, chơi trò này trước mặt ta, chỉ có thể nói não ngươi bị úng thủy rồi. Thủ ấn của Lâm Động biến hóa, chỉ thấy mặt nước hắn đứng bỗng chuyển động tròn, tốc độ tăng dần rồi tạo thành một cái hắc động khổng lồ, nhả ra cho ta, hắc động thành hình, trong chớp mắt, một lực thôn vệ khiến người ta phải lạnh gáy bùng nổ. Lượng nước đang tràn đi lập tức đứng yên, rồi nhanh chóng quay ngược trở lại. Đồng thời, lực thôn vệ dưới sự điều khiển của Lâm Động, quay ngược lại tấn công khu vực mà Lâm Lan Thiên đang đứng. Ào ào, một cảnh tượng khiến người ta phải kinh ngạc đã xuất hiện, mặt nước chỗ Lâm Lan Thiên đứng lúc này đang hạ thấp với tốc độ chóng mặt, cảm giác đó giống như nước khu vực đó bỗng nhiên biến mất một cách kỳ lạ vậy. Tình hình bỗng nhiên thay đổi khiến nụ cười lạnh trên gương mặt Lâm Lan Thiên đông cứng, rồi hắn vội vàng thúc động trận pháp, con thủy thú cũng phẫn nộ gào thét, phát ra lực thôn vệ hung hãn hơn. Thấy vậy, Lâm Động chỉ cười lạnh, vung tay đánh một chưởng, hắc động dưới chân bay khỏi mặt nước lơ lửng trên đầu con thủy thú. Một luồng lực thôn vệ bùng phát, con thủy thủ như gặp phải khắc tinh, toàn thân nước vỡ ra, biến thành vô số cột nước năng lượng biến mất trong cái hắc động. ầm, cùng với sự biến mất của năng lượng, thủy thú lập tức nổ tung, trận pháp trên mặt nước cũng hoàn toàn biến mất. Đại trận của Lâm Lan Thiên đã bị Lâm Động phá vỡ, lần này đến Thánh Linh Đàm, ngươi coi như đi ngắm cảnh đi, phá giải được đại trận của Lâm Lan Thiên, Lâm Động cười lạnh. Thủ ấn biến hóa, hắc động một lần nữa lại phát ra lực thôn vệ mạnh mẽ, rồi vô số luồng năng lượng xanh biết bay lên khỏi mặt nước chỗ Lâm Lan Thiên đứng và chui hết vào hắc động, dưới sự thôn vệ đáng sợ đó. Mặt nước vốn xanh biếc dường như biến thành trong suốt với tốc độ đáng sợ, dường như chẳng còn chút năng lượng nào nữa. Trên trời, ba người mặt lăng đều há hốc mồm nhìn cảnh tượng đó, năng lượng thánh linh đàm của Lâm Lan Thiên đã bị Lâm Động hút hết không còn lại gì. Mẹ kiếp, cũng quá tàn nhẫn rồi. Mang Sơn tặc lưỡi nói, xem ra thật đúng như Lâm Động nói, lần này Lâm Lan Thiên chỉ có thể gọi là đi tham quan thánh linh đàm miễn phí mà thôi. Lâm Lan Thiên lơ lửng giữa trời, sững sờ nhìn mặt nước trở nên trong veo một cách dị thường. Hắn có thể cảm nhận được năng lượng thánh linh đàm của khu vực này đã bị lâm động cướp đoạt sạch sành xanh, mà sự cướp đoạt này vô cùng thô bạo, thậm chí không để lại một chút ít năng lượng nào. Điều khiến Lâm Lan Thiên kinh hãi nhất chính là, ngay cả trận pháp mà sự tồn tại thần bí trong người hắn bày ra cũng không thể chặn được thủ đoạn mà Lâm Động thi triển. Khi cái hắc động kia xuất hiện, Lâm Lan Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng, trận pháp đã bố trí hoàn hảo của mình gần như chẳng có sức kháng cự và lập tức bị phá vỡ. Lực thôn vệ mạnh mẽ ban nảy của trận pháp, đứng trước cái hắc động chỉ như đồ chơi trẻ con, chẳng đáng nhắc đến, khốn kiếp, trả năng lượng cho ta. Có điều, dù kinh ngạc nhưng khi thấy nước hồ bị hút sạch năng lượng, Lâm Lan Thiên lập tức nộ hỏa sung thiên, gầm lên một tiếng, thân thể rung lên, một luồng nguyên lực hùng hồn bùng lên từ trong người, thủ ấn biến hóa, một nắm đấm khổng lồ được ngưng tụ từ nguyên lực hung hăng lao tới Lâm Động. Đối mặt với công kích đó, Lâm Động vẫn rất bình tĩnh, tâm thần khẽ động, hắc động bay trở về, chỉ vài vòng xoáy là thôn vệ cả nắm đấm nguyên lực khổng lồ kia, rồi hắn lật bàn tay, trọng ngục phong bổng phình to, mang theo âm thanh xé gió phóng thẳng về phía Lâm Lan Thiên. Vút, thấy Lâm Động hút năng lượng rồi mà vẫn không chịu thôi, ánh mắt Lâm Lan Thiên trở nên lạnh lẽo, biến thủ ấn, linh luân kính xoay tiếp, một đạo hắc quan trụ bắn thẳng tới đẩy trọng ngục phong lùi về sau. Lâm Động, hôm nay ta sẽ cho ngươi thịt nát xương tan. Rõ ràng là Lâm Lan Thiên đã bạo nộ, sát khí tràn đầy trong mắt, thủ ấn biến hoa, nguyên lực hùng hồn trào dân, ngưng tụ lại thành một con phượng hoàng khổng lồ bao trùm xung quanh là một luồng sức mạnh như vũ bảo, đại thiên hoàng ấn, lâm lang thiên vung tay, con phượng hoàng nguyên lực ngẩng mặt lên trời gào rú, mặt nước hồ chấn động tạo nên con sóng cao trăm trượng. rõ ràng lâm lang thiên cũng biết sự lợi hại của lâm động, vừa ra tay đã thi triển vũ kỹ tạo hóa cấp thế giới trọng lực. nhìn con phượng hoàng nguyên lực khổng lồ cùng ngọn sóng kình đánh tới, lâm động điểm ngón tay, hắc quan lập tức lưu chuyển trên trọng ngục phong, một vòng hắc quan sáng khổng lồ bắn ra trùm lấy con phượng hoàng trọng lực bộc phát khiến con phượng hoàng rơi xuống mặt nước, trấn áp, con phượng hoàng dãy dụa dưới sức ép của trọng lực, lâm động biến hóa thủ ấn, trọng ngục phong một lần nữa phình to ập xuống thánh linh đàm, ầm, cả thánh linh đàm phát ra tiếng nổ đinh tai nhức ốc, vô số cột nước bắn đầy trời rồi rơi xuống thành trận mưa bao trùm cả trời đất, cất, dưới sự chèn ép hung hãn của trọng ngục phong, con phượng hoàng gào lên một tiếng chói tai rồi nổ tung, biến thành nguyên lực tan biến mất. Ba người mặt lăng lơ lửng trên không trung giữa màn mưa, bao quanh người là nguyên lực đậm đặc. Quan sát trận chiến giữa Lâm Động và Lâm Lan Thiên, trong mắt họ ánh lên những tia kinh ngạc, đối với việc Lâm Động đánh bại được Vương Trung họ vẫn luôn cảm thấy hiếu kỳ, nhưng dù sao cũng không được tận mắt nhìn thấy quá trình giao đấu nên cũng không có đánh giá cụ thể về thực lực của Lâm Động, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến trận đấu này, đều không kìm được mà chết miệng, xem ra Vương Trung bại trong tay Lâm Động cũng không phải không thể, mạnh như Lâm Lan Thiên mà còn không thể chiếm được thế thượng phong, ngược lại còn bị lâm động bật lại chế ngự, hút sạch năng lượng của khu vực lâm lan thiên. Lâm lan thiên, với chút bản lĩnh này mà cũng dám có ý đồ với ta, lẽ nào ngươi tưởng ở vương triều đại viêm ta không dám giết ngươi sao? Chân lâm động đạp trên hư không, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn lâm lan thiên, cười lạnh, vậy ngươi cứ thử xem. Sắc mặt lâm lan thiên tối đen, từ trước tới giờ hắn rất ít khi phải chịu thiệt thòi, nhưng từ khi gặp lâm động, vì vô số lý do mà hắn đều bị lâm động chèn ép, Điều này với Lâm Lan Thiên mà nói đúng là sỉ nhục, Lâm Động nheo mắt, sát ý tràn ngập trong mắt. Sự tồn tại thần bí trong cơ thể Lâm Lan Thiên đã ở dưới đáy hồ, tính ra đây chính là cơ hội tốt nhất cho Lâm Động giết Lâm Lan Thiên. Nhưng đáng tiếc ở đây còn có ba người mạc lăng, nếu không thì Lâm Động đã triệu hồi huyết linh khôi ra giết Lâm Lan Thiên rồi. Nhưng rõ ràng là bây giờ không thể để lộ huyết linh khôi, dù gì thứ này cũng quá quý giá, sẽ khó tránh khiến kẻ khác ghen tức một linh khôi sức mạnh hơn cả tạo hóa cảnh có lẽ cả vương triều đại viêm này chẳng ai kháng cự lại được sức mê hoặc đó bất luận là thế lực phương nào có được linh huyết khôi là thực lực sẽ tăng rất nhiều sẽ là thế lực nhất nhì vương triều đại viêm dù hiện giờ địa vị lâm động đã khác trước nhưng vẫn không thể đảm bảo các thế lực kia không có ý đồ gì với hắn dù khả năng đó là rất nhỏ nhưng lâm động vốn là người thận trọng không muốn đánh cược vì như thế không chỉ gây rắc rối cho hắn thậm chí phân gia viêm thành cũng sẽ bị ảnh hưởng. Có điều, dù không dùng huyết linh khôi thì chưa chắc Lâm Động đã không thể giết Lâm Lan Thiên. Dù sao thì sự tồn tại thần bí khiến Lâm Động phải e dè kia đã ở dưới đáy hồ, chưa biết chừng lúc này đã bị Tiểu Điêu và Tiểu Viêm giữ chân, đây là cơ hội hiếm có, giết hắn đi. Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu, sát ý trong mắt Lâm Động cũng trào dân, đồng thời cơ thể hắn như biến thành một luồng khí xanh, ngay sau đó rất nhiều đạo tàn ảnh hiện ra từ phía sau hắn. Tự ảnh cửu phá, chính đạo tàn ảnh lóe lên, nguyên lực toàn thân lâm động như sôi sụp lên, tay trái nắm lại thành quyền, tay phải biến hóa thủ ấn, đồng thời ngưng tụ một luồng nguyên lực kinh người, đại hoang phân hải ấn. Lâm động hét lên một tiếng trầm đục, nguyên lực hùng hồn lan tỏa biến thành những làn sóng biển. Một đạo quan ấn phá vỡ những con sóng bay thẳng tới lâm lan thiên với sức mạnh kinh hoàng. Lâm động ra tay cũng có công kích khá hung hãn, hơn nữa quyền ý không chút che giấu sát ý, thậm chí ba người mạc lăng ở cách đó không xa cũng cảm nhận được rõ ràng. Bất giác họ lắc đầu, quả nhiên giữa hai người có thâm thù đại hận. Đối diện với công kích hung hãn đó của Lâm Động, Lâm Lan Thiên cũng không dám chậm trễ. Hắn cũng rất rõ Lâm Động hiện này không như trước đây nữa, ngay cả Vương Trung cũng thua trong tay Lâm Động. Nếu Lâm Lan Thiên hắn lơ là thì rất có khả năng sẽ lật thuyền trong mương thật. Vì thế hắn điểm hai ngón tay, một tia máu bắn ra chui vào linh luân kính, lập tức một luồng nguyên lực hùng hồn cũng nhanh chóng chui vào trong kính. Linh luân kính, linh kính bích, lâm lang thiên biến hóa thủ ấn, ngay lập tức linh luân kính trung chuyển dữ dội phát ra tiếng ù ù, rồi vô số những đạo hát quan tràn ra, biến thành một bức kính bích giống như mặt kính bảo vệ lấy tấm kính, chen, công kích mạnh mẽ oanh kích lên tấm kính bích, âm thanh giòn tan vang lên, mặt nước thánh linh đàm bắn lên vô số cột nước, chuyển, lâm lang thiên biến thủ ấn, tấm kính bích xoay tròn một cách quỷ dị, một luồng năng lượng đặc biệt lan tỏa, dùng một phương thức kỳ quái đẩy lùi công kích của Lâm Động. Có thể thấy, sau một thời gian tu luyện, thực lực và thủ đoạn của Lâm Lan Thiên đều đã mạnh hơn. Quả không hổ là thiên tài hàng đầu của gia tộc Lâm Thị. Tuy nhiên, dù Lâm Lan Thiên đã dựa vào sức mạnh của Linh Luân Kính chặn được công kích của Lâm Động, nhưng bản thân hắn cũng bị sức mạnh đó đẩy lùi sau đến mười mấy bước, vai rung lên dữ dội mới chế ngự được luồng ám kình xem ra thủ đoạn của hắn cũng chỉ chế ngự được kinh lực trong một giới hạn nhất định, để xem ngươi chống cự được bao lâu. Lâm Động có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú cũng hiểu điều này, hắn cười lạnh, nhưng khi hắn định thi triển sát chiêu đại hoa nhân thiên chỉ thì bỗng một cái bóng lao lên khỏi mặt nước bên dưới, nhanh như chớp chui vào ống tay áo Lâm Động, cẩn thận một chút, sự tồn tại trong cơ thể Lâm Lan Thiên cũng quay lại rồi, ngay khi cái bóng đó chui vào ống tay áo Lâm Động, tiểu điêu đột nhiên lên tiếng thấy tiểu điêu đã bình an trở về, lâm động thở vào, nhưng khi nghe tiểu điêu nói câu đó, hắn khẽ nhíu mày, ngẩng lên thì quả nhiên thấy qua màn nước dày đặc, một cái bóng xám mơ hồ cũng lặng lẽ chui vào người lâm lan thiên. Thứ đó rốt cuộc là gì? Lâm động nheo mắt, trong lòng không kìm được hỏi. Tiểu điêu ở dưới đáy hồ có lẽ đã giao đấu với nó, chắc cũng tìm hiểu được đó rốt cuộc là cái thứ gì. Một đạo nguyên thần vô cùng mạnh mẽ, tiếng của tiểu điêu lập tức vang lên. Nguyên thần, nghe thấy từ ngữ xa lạ đó, sắc mặt lâm động bỗng thay đổi. Giờ hắn đã biết khi thực lực của một vài cường giả đạt đến một mức nào đó đều có thể tụ nguyên lực thành nguyên thần, chỉ cần ngưng tụ thành công nguyên thần, dù bị hủy diệt nhưng nếu nguyên thần vẫn còn thì vẫn có cơ hội hồi sinh. Đương nhiên cảnh giới này thực sự quá xa với, lâm động cũng chỉ được nghe từ tiểu điêu. Hắn không thể ngờ trong cơ thể Lâm Lan Thiên lại có một thứ nguyên thần thần bí đó, ta đã giao đấu với nó dưới đáy hồ, đạo nguyên thần đó khá yếu cũng không cần phải lo sợ quá hơn nữa nó không thể sánh được với thời kỳ đỉnh cao của ta giọng nói của tiểu điêu có phần kiêu ngạo xem ra nó hồi xưa cũng là một sự tồn tại khá ngang ngược lâm động bây giờ cũng không hoài nghi về điều đó nữa ai chiếm thế thượng phong lâm động khẽ thở vào rồi hỏi hay điêu gia ta đã ra tay sao có thể thua ta và nó cũng tương tự nhau ta chỉ là yêu linh thể nhưng nó cũng chỉ là nguyên thần thể nhưng ta có thạch phù chèn ép được nó dưới đó tiểu điêu cười đắc ý ngoài ra ở sâu dưới đáy hồ đúng là có một bộ xương cốt của viễn cổ thần thú nếu ta không nhầm thì có lẽ là một đầu viễn cổ thiên nhạc loại thiên nhạc tộc này cũng thuộc tồn tại đỉnh phong trong giới yêu thú toàn thân đều là bảo bối có điều thứ đó quá nặng dù là cường giả niết bàn cảnh cũng không thể di chuyển nổi nhưng cũng may khi ta giữ chân nguyên thần kia con hổ ngốc đó cũng lấy được một chút huyết mạch thiên ngạc từ bộ xương đó có tác dụng rất lớn cho sự tu luyện của nó viễn cổ thiên ngạc lâm động khá lạ lẫm với cái này nhưng có thể khiến tiểu điêu nói là rất mạnh thì chắc thứ đó cũng có lai lịch không vừa cũng may là có thu hoạch nghĩ đến việc tiểu viêm có được chút huyết mạch thiên ngạc lâm động cũng thở vào tiểu viêm theo hắn nhiều năm như vậy nó mạnh lên lâm động cũng rất vui mừng ta cũng lấy được một thứ trên người con thiên ngạc đó rất hợp với ngươi, lát ra ngoài ta đưa cho. Tình hình ở đây thế nào rồi? Tiểu Điêu nói, vẫn tốt, ta vốn định tranh thủ thời cơ giết Lâm Lan Thiên, nhưng không ngờ các ngươi lại quay về nhanh thế. Lâm Động nhìn về phía Lâm Lan Thiên, giọng nói có phần núi tiếc, bản lĩnh của Lâm Lan Thiên cũng không tệ, muốn giết hắn không phải dễ, đây dù sao cũng là ở Vương Triều Đại Viêm, giết hắn rồi ngươi sẽ khó ăn nói với Lâm Phạm, đợi khi vào Bách Triều Đại Chiến sẽ có nhiều cơ hội, Tiểu Điêu nói lâm động gật đầu khẽ hít thở điều hòa làm giảm sát ý khi lâm động và tiểu điêu đang nói chuyện thì bên lâm lang thiên hắn cũng đang mừng rỡ vì đạo nguyên thần kia đã quay về mục sư ta muốn ngươi trợ giúp ta bằng mọi giá phải giết chết tên tiểu tử khốn lâm động kia hắn dám cướp hết năng lượng thánh linh đàm của ta cục tức này không thể nuốt xuống được lâm lang thiên nghiến răng gào thép trong lòng không phải ta đã giúp ngươi bố trận rồi sao sao lại thành thế này đạo nguyên thần kia vô cùng kinh ngạc, không biết tên tiểu tử đó dùng thủ đoạn gì mà trong chớp mắt đã phá vỡ trận pháp, hơn nữa còn cưỡng đoạt hết năng lượng của ta. Mục sư, lần này bất luận trả giá thế nào chúng ta cũng phải giết tên tiểu tử đó, nếu không hậu họa khó lường. Sắc mặt lâm lan thiên tối đen, ánh mắt dữ dằn đầy sát ý. Không được, thế nhưng đạo nguyên thần đó lập tức phản đối. Tại sao? Nghe thế, lâm lan thiên hơi khựng lại rồi gào lên không cam tâm tên tiểu tử đó không đơn giản như ngươi tưởng đâu. Dù hai ta liên thủ, hiện giờ cũng e là rất khó giết hắn, sao lại thế được, lâm lan thiên rùng mình, nói với vẻ không thể tin được, trong cơ thể hắn cũng có một tồn tại thần bí. Ban nãy khi ta chui xuống đáy hồ, nó cũng xuống theo ngăn cản ta. Ta và nó đã giao đấu nhưng không thể chiếm thế thượng phong. Nguyên thần được Lâm Lan Thiên gọi là một sư trầm mặt một lát rồi nói, cái gì, nghe vậy, tay lâm lan thiên không kìm được mà rung lên, ánh mắt đầy sự kinh ngạc. Hắn chưa từng nghĩ trong người lâm lan thiên lại cũng như hắn, có một sự tồn tại mạnh mẽ, chả trách mà tên tiểu tử đó câu thông được với bi hồn của tạo hóa võ bi và có được vũ kỹ tạo hóa cấp. Xem ra lần đó cũng là do hắn có sự trợ giúp từ nó, mục sư, lẽ nào đến ngươi cũng không phải đối thủ của sự tồn tại thần bí trong người lâm động sao, bọn ta giao đấu không lâu, thực lực của nó không tệ, nhưng thực lực của ta lúc này không bằng một nửa thời kỳ đỉnh cao. Nếu hồi phục được một chút thì cũng chưa chắc không thể giải quyết nó. Đợi khi vào Bách Triều Đại Chiến, ta sẽ chỉ ngươi đến một chỗ ta có thể hồi phục được năng lượng. Đến lúc đó ta có thể bảo đảm ngươi có một chỗ đứng ở Vương Triều Đại Viêm. Mục sư trầm mặt một lúc rồi cười lặng nói, vậy chẳng lẽ giờ thôi? Năng lượng Thánh Linh Đàm của ta đã bị tên khốn đó lấy hết rồi. Sắc mặt lâm lan thiên chợt sáng chợt tối, rất không cam tâm nói lẽ nào nỗi ấm ức này hắn chỉ có thể nuốt xuống bụng sao, việc gì cũng phải biết nhẫn nhịn, dù chúng ta động thủ cũng không chắc chắn sẽ thắng, mà ngược lại ta sẽ bị bại lộ, như thế không tốt cho ngươi, để trở thành cường giả thật sự, ai cũng phải trải qua sự rèn luyện mài dũa. Mục sư nói, Lâm Lan Thiên nắm chặt tay, sát ý chấp chới trong mắt, mãi lúc lâu sau hắn mới hít sâu một hơi, hạ giọng nói, được rồi, ngươi cũng không cần quá vội vàng. Năng lượng thánh linh đàm tuy có hiệu quả đặc biệt nhưng chỉ cần vào Viễn Cổ chiến trường chắc chắn ta sẽ khiến ngươi trở nên mạnh hơn. Ở đó có rất nhiều tài nguyên, tốt hơn vương triều đại viêm hàng trăm lần. Mà đến lúc đó ngươi giết tên tiểu tử đó sẽ dễ như trở bàn tay. Ta cũng rất muốn xem xem sự tồn tại bí mật trong người hắn rốt cuộc là cái thứ gì. Thấy Lâm Lang Thiên kìm nén được sát khí, một sư mới gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng hơn, nhưng câu cuối cùng lại mang chút hàng ý. Lúc nãy khi giao đấu dưới đáy hồ, hắn cơ hồ đã bị rơi vào thế hạ phong, không những chẳng làm được gì mà ngược lại suýt thì bị tổn thương nguyên thần. Điều này khiến hắn cảm thấy phẫn nộ, đúng là rồng mắt cạn không bằng rắn A. À. Lâm Lan Thiên lặng lẽ gật đầu, hắn biết tình hình này nói thế nào cũng không thể rút lại nữa. Mà những thông tin hắn biết được cũng khiến hắn vô cùng kinh ngạc, thật sự hắn không thể ngờ con kiến hôi nhỏ bé trước đây chống đỡ với khí tức của hắn còn khó khăn mà giờ đã có được thực lực mạnh đến thế này đạo nguyên thần trong người lâm lan thiên là thứ hắn đã may mắn có được trong một lần rơi xuống vực thẳm nguy hiểm thập tử nhất sinh. Trong những năm gần đây nhờ có nguyên thần này mà dần hắn mới thành tuyệt thế thiên tài của gia tộc lâm thị. Nhưng hắn không ngờ trong cơ thể lâm động lại cũng có thứ khiến cả mục sư cũng phải e dè. Phát hiện này không thể không khiến hắn cảm thấy đố kỵ, một người trong phân gia nhỏ bé sao lại được bảo vệ như vậy, có điều. Bất luận hắn có không cam tâm thế nào thì hắn cũng chỉ đành hạ xuống mặt nước, cúi nhìn làn nước trong vắt, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Lúc này, nước đổ xuống cũng dần hết, ba người mặt lăng cũng chậm chậm đáp xuống, ánh mắt có phần kỳ quái nhìn lâm động và lâm lan thiên. Hai người này đột nhiên dừng tay không có bất cứ hành động nào nữa, điều khiến họ cực kỳ ngạc nhiên đó là lâm lan thiên thu nguyên lực lại hạ xuống mặt đất. dáng vẻ đó hiển nhiên là không định ra tay nữa, tên này lại không định cướp lại năng lượng thánh linh đàm sao. Ba người Mạc Lăng rất ngạc nhiên với hành động của Lâm Lan Thiên, theo những gì họ hiểu về Lâm Lan Thiên, hắn không phải loại dễ chịu nhịn bị người khác chèn ép như vậy, bình thường thì hắn chắc chắn sẽ sống chết với Lâm Động. Cảnh tượng này đã khiến họ há hốc miệng kinh ngạc, hình như đột nhiên hắn lại kiên dè Lâm Động, ánh mắt Mạc Lăng bỗng lóe sáng, dường như cảm nhận được điều gì, nhìn sang Lâm Động thì thấy hắn cũng hạ xuống, gương mặt vô cùng bình tĩnh, không thể nhìn ra được hắn đang nghĩ gì lâm động này dường như không đơn giản như bề ngoài, trong đầu Mạc Lăng thầm nghĩ. Lâm động đã tạo ra quá nhiều điều kinh ngạc, có lúc Mạc Lăng quả thực khó lòng tưởng tượng, một người xuất thân từ phân gia gia tộc Lâm Thị mà lại ưu tú đến vậy, trong Thánh Linh Đàm, sau khi Lâm động và Lâm Lan Thiên ngừng tay, không khí bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Ba người Mạc Lăng nhìn nhau cũng chậm chậm trở về chỗ cũ, nhưng vẫn cảnh giác, sợ sẽ xảy ra biến cố gì đó. Lâm Động thì cười nhìn về phía Lâm Lan Thiên xem ra nguyên thần trong người Lâm Lan Thiên cũng đã biết một số bí mật của Lâm Động hắn. Điều này đã khiến Lâm Lan Thiên e dè hơn, không dám ra tay bừa bãi. Có điều, Lâm Lan Thiên không ra tay, Lâm Động cũng mừng. Vì dù sao giờ hắn cũng đã cướp được hết năng lượng thánh linh đàm của Lâm Lan Thiên. Nếu Lâm Lan Thiên đã không định động thủ cướp lại thì Lâm Động hắn hưởng thôi. Nghĩ vậy, Lâm Động ngồi khoanh chân lại, vung tay lên, hắt động dưới chân phun ra một luồng năng lượng màu xanh lục rồi ào ào chui vào người hắn. Số năng lượng này đương nhiên là của Lâm Lan Thiên mà Lâm Động vừa cướp được. Phía Bắc, Lâm Lan Thiên nhìn Lâm Động đang được bao phủ bởi nguồn năng lượng xanh lục, mắt lộ ra nộ hỏa, sắc mặt tối sầm, hai tay nắm chặt nổi cả gân xanh. Nhưng mục sư đã cảnh cáo, hắn cũng không dám động thủ nữa, chỉ có thể ngồi đó mà nhìn Lâm Động hấp thụ luyện hóa năng lượng. Lúc này hắn cũng biết lần đến Thánh Linh Đàm này thật sự đã trắng tay rồi. Ào ào, trên Thánh Linh Đàm, lâm động tĩnh lặng ngồi khoanh chân trên mặt hồ phía đông. Lượng năng lượng cực kỳ đậm đặc đang không ngừng tuôn chảy vào cơ thể lâm động, từng sợi từng sợi năng lượng xanh nhìn tựa như những chiếc dây mây xanh chằng chịt đang xen nhau. Năng lượng của Thánh Linh đàm trải qua 20 năm ngưng tụ cơ hồ đã đạt mức hùng hồn, hơn nữa lâm động còn cướp mất phần năng lượng của lâm lan thiên, như vậy lượng năng lượng mà hắn chiếm dụng khiến ba người mạc lăng cũng phải ghen tị, có điều họ không hành động gì cả, giữa họ và Lâm Động không có ân oán đương nhiên không thể vì chỗ năng lượng ấy mà gây hấn với Lâm Động, như thế thì quá ngu xuẩn. Sau khi nhìn cảnh tượng đó, qua một lúc ngưỡng mộ, ba người mạc lăng cũng ngồi khoanh chân, tranh thủ hấp thụ năng lượng thánh linh đàm ở khu vực của mình, không khí ở thánh linh đàm bỗng trở nên có phần quái dị. Bốn người lâm động đều cố gắng hết sức hấp thụ năng lượng thánh linh đàm, chỉ có lâm lang thiên là sắc mặt thoát đen xì, thoát lại trắng bệch nhìn nước hồ trong veo, cơ mặt không kìm được mà co giật cuối cùng hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh cũng ngồi xuống tu luyện hắn không dám nhìn về phía lâm động nữa vì hắn lo mình sẽ không khống chế được cơn bạo nộ nếu vậy thì không nhìn nữa là tốt nhất đối với hành động bịt mắt bịt tai làm như không biết gì xung quanh của lâm lang thiên lâm động cũng chỉ tùy ý nhìn một cái rồi lại tập trung tâm thần tiểu điêu đã trở lại hắn cũng không cần lúc nào cũng phải cảnh giác lâm lang thiên nữa ngươi cứ yên tâm hấp thụ năng lượng thánh linh đàm đi nó rất có tác dụng cho việc xung kích niết bàn cảnh. Còn Lâm Lan Thiên thì ta sẽ canh gác, nhưng ta nghĩ hắn cũng dám tùy tiện động thủ đâu. Tiểu Điêu lên tiếng, Lâm Động khẽ gật đầu, cũng không nói gì, tâm thần khẽ động, trong hắc động bên dưới bỗng phát ra một lực thôn vệ rất mạnh mẽ. Năng lượng xanh lục lập tức ào ào chui vào người Lâm Động, khi năng lượng tràn vào cơ thể, dưới lớp da Lâm Động mơ hồ ẩn hiện những hình hoa văn màu xanh kỳ quái, dưới lực thôn vệ đó của hắn Nước trong hồ cũng dần dần trở nên nhạt màu, rõ ràng là năng lượng thánh linh đàm đều bị cơ lâm động hút hết vào cơ thể rồi. Thời gian cứ thế trôi đi, chớp mắt đã hết hơn nửa ngày, ba người Mạc Lăng cũng dần ra khỏi trạng thái tu luyện. Khi mở mắt ra, ánh mắt ai nấy cũng lấp lánh ánh xanh, rõ ràng là chuyến đi thánh linh đàm lần này họ cũng thu hoạch được không ít. Việc đầu tiên khi mở mắt ra là họ nhìn về phía bắc. Ở đó Lâm Lang Thiên vẫn nhắm mắt tu luyện nhưng từ những đường gợn sóng không ngừng trên mặt nước có thể thấy trong lòng hắn không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Hắn cũng thật xui xẻo, ba người mặt lăng nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy cổ quái, có cảm giác muốn cười nhưng không thể cười nổi. Dù sao chuyện này cũng rất hiếm thấy, trong vài lần cuộc chiến hạt giống gần đây, họ chưa từng nghe có chuyện tương tự xảy ra. Ánh mắt ba người nhanh chóng chuyển sang hướng lâm động rồi lập tức khựng người lại. Trên mặt nước nơi đó không ngờ lại xuất hiện một cái kén ánh sáng xanh lục mặt ngoài của cái kén đó đang không ngừng khuếch tán năng lượng thánh linh đàm, mức độ đậm đặc của nó khiến họ phải ngưỡng mộ. Năng lượng của thánh linh đàm rất nhiều, nhưng muốn ngưng tụ lại là rất khó, gần như phải mất 20 năm ngưng tụ thì mới có được năng lượng thế này. Ba người họ mỗi người một phần, nhưng một mình lâm động lại có hai phần, sao có thể không khiến họ ngưỡng mộ. Răng rắc, dưới ánh mắt chăm chú của ba người mạc lăng, cái kén ánh sáng xanh đột nhiên xuất hiện những vết nứt, rồi lan tỏa rộng hơn, Cuối cùng cả cái kén nổ tung hóa thành cả một vùng ánh sáng chói chang, trong luồng sáng đó, một đạo thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt của ba người Mạc Lăng, chính là Lâm Động, chỉ là lúc này, toàn thân hắn được bao phủ bởi một màn khói mờ ảo xanh lục, hơn nữa còn lan tỏa một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ. Lâm Động bỗng mở trừng mắt, hai đạo tinh quang xanh biếc bắn ra, nước hồ phía trước bay lên tạo thành một màn nước, sau đó ánh sáng tan đi, hắn mở miệng phát ra một luồng hấp lực hút hết đám khói xanh và ánh sáng xung quanh vào cơ thể quỳnh sau khi đám khói và ánh sáng năng lượng kia vào trong cơ thể lâm động một làn sóng năng lượng hùng hồn bùng nổ mặt nước đầm bình lặng lập tức bộc phát vô số cột nước ánh mắt ba người mạt lăng kinh dị nhìn lâm động họ đều cảm nhận được khí tức của lâm động dường như đã lại mạnh hơn tuy chưa đến mức đột phá nhưng so với lúc mới đến thánh linh đàm thì đã mạnh hơn một bậc cứ với tốc độ này thì không bao lâu sau có lẽ hắn sẽ bước vào tạo hóa cảnh đại thành, động tĩnh bên lâm động cũng khiến lâm lang thiên mở mắt. Hắn nhìn lâm động, sâu trong đáy mắt trào dân sự u tối, nhưng sau hơn nửa ngày điều hòa tâm trạng, hiển nhiên hắn đã ổn định tâm thân nên cũng không biểu lộ gì quá đà. Ha ha, chúc mừng lâm động huynh, ba người mạc lăng xuất hiện gần chỗ lâm động rồi cung tay chúc mừng, không dám không dám, xem ra ba vị cũng thu hoạch được không ít chưa biết chừng tỷ lệ lên được niết bàn cảnh cũng tăng lên không ít. Lâm Động mỉm cười, cung tay đáp lễ, đạt được niết bàn cảnh đâu có dễ như vậy. Dù năng lượng thánh linh đàm thần kỳ nhưng e là tỷ lệ thất bại vẫn cao hơn tỷ lệ thành công. Mạc Lăng khẽ thở dài, nói, Lâm Động gật cù. Nếu niết bàn cảnh dễ đạt được thì Vương Triều Đại Viêm sẽ không phải chỉ có vài vị đếm được trên đầu ngón tay. Có điều lần này đến thánh linh đàm, quả thực Lâm Động hắn đã thu hoạch được không ít sau khi thôn phệ được năng lượng thánh linh đàm của lâm lang thiên hắn cơ hồ cảm nhận được sâu trong cơ thể hắn đang trào dâng một nguồn năng lượng kỳ lạ năng lượng này tuy không thể khiến thực lực hắn tăng cao nhưng hắn cũng biết sau này khi xung kích miết bàn cảnh chỗ năng lượng thánh linh đàm này chưa biết chừng sẽ có tác dụng khi bốn người họ nói chuyện sắc mặt lâm lang thiên lạnh băng đứng dậy ngẩng lên thì thấy giữa không trung đột nhiên có một đạo năng lượng dao động rồi một cái xoáy năng lượng xuất hiện xem ra đến lúc phải rời khỏi đây rồi hiển nhiên Lâm Lan Thiên không muốn ở lại đây thêm nữa, vì thế, vừa nhìn thấy vậy là lập tức bay lên, bốn người Lâm Động thấy thế cũng không chần chừ. Năng lượng ở Thánh Linh Đàm đã bị hấp thụ hết, ở lại cũng chẳng có ích gì nữa, vậy là bốn người cũng chui vào cái xoáy và biến mất, năm người rời đi, Thánh Linh Đàm lại trở về với sự tĩnh lặng. Nơi đây sẽ lại đóng lại trong 20 năm, đợi cuộc chiến hạt giống tiếp theo, sâu trong hoàng cung, trong một khu rừng, hào quang lan tỏa, từng đạo thân ảnh xuất hiện trong ánh hào quang dưới ánh mắt chăm chú của Mạc Tiêu Thiên và những người khác, sau đó hạ xuống tế đàn, đóng tế đàn. Sau khi thấy năm người lâm động đã xuất hiện, Mạc Tiêu Thiên thở vào, rồi hô một câu, thủ ấn biến hóa. Ánh sáng tối dần, vòng sáng thông tới thánh linh đàm đang lơ lửng phía trên tế đàn cũng dần dần tan biến, chúc mừng mọi người đã thành công rời khỏi thánh linh đàm. Đây là sự trợ giúp cuối cùng của Vương Triều Đại Viêm với các người hy vọng sẽ giúp đỡ được cho các ngươi sau này. Sau khi tế đàn đóng lại, Mạc Tiêu Thiên nhìn về bọn Lâm Động, rồi bỗng ánh mắt hắn dừng lại trên người Lâm Động ánh lên sự kinh ngạc, vì hắn cảm nhận được trong cơ thể Lâm Động dường như năng lượng thánh linh đàm tỏa ra từ người hắn mạnh hơn bốn người còn lại rất nhiều. Ủa, khi Mạc Tiêu Thiên cảm thấy kinh ngạc thì ánh mắt hắn dừng lại ở Lâm Lan Thiên, lại càng ngạc nhiên hơn. Hắn chẳng thấy chút năng lượng thánh linh đàm nào trên người Lâm Lan Thiên cả, thế này là sao? xem ra chuyến đi thánh linh đàm dường như không được an tĩnh a à. mặt Mạc tiêu thiên vừa nhìn là đoán được, vậy là ánh mắt vội nhìn mạc lăng, thấy năng lượng trên người mạc lăng không quá yếu mới thầm thở vào, rồi giọng nói hùng hồn vang lên bên tai lâm động và những người khác, khiến huyết dịch trong cơ thể họ như sôi sục. chỉ còn 10 ngày nữa là đến bách triều đại chiến. 10 ngày nữa mọi người sẽ rời khỏi vương triều đại viêm, truyền tống thẳng đến viễn cổ chiến trường để tham gia bách triều đại chiến. Các vị, sau khi vào viễn cổ chiến trường, mọi người sẽ không còn sự trợ giúp của vương triều đại viêm chúng ta nữa ở đó mọi thứ đều phải dựa vào chính bản thân các vị hãy thu lại sự cao ngạo khi ở vương triều đại viêm vì ở vùng đất đó các vị chỉ là những người tham gia thi đấu vô cùng bình thường còn về việc ở đó các vị sẽ phát huy thực lực được đến mức nào thì phải xem năng lực mỗi người bọn ta ở vương triều đại viêm mong đợi ngày danh tiếng các vị truyền về lúc đó các vị sẽ trở thành viên minh châu lấp lánh nhất vương triều đại viêm cả vương triều sẽ tự hào vì các vị. Chuyến đi đến Thánh Linh Đàm cuối cùng cũng kết thúc với không quá nhiều biến cố. Trong năm người, người có thu hoạch nhiều nhất chính là Lâm Động, lần này hấp thụ được không ít năng lượng Thánh Linh Đàm, chắc sau này khi xung kích nít bàn cảnh, số năng lượng này sẽ giúp ích rất nhiều. Ngược lại với Lâm Động đương nhiên là Lâm Lan Thiên Tây không quay về. Hành động của hắn lần này đúng là mất cả chì lẫn chài, vốn dĩ hắn định cướp đoạt năng lượng của Lâm Động, nhưng không ngờ cuối cùng lại thành ra thế này, thậm chí ngay cả nguyên thần trong người hắn cũng không thể giúp gì được. Sự việc lần này đã đã kích hắn không ít, có điều hiển nhiên là Lâm Động chẳng quan tâm gì đến tâm trạng của Lâm Lan Thiên. Với Lâm Động, cướp đi năng lượng thánh linh đàm của Lâm Lan Thiên chỉ là sự báo thù nhỏ mà thôi. Nếu không phải đây vẫn là vương triều đại viêm thì cái hắn cướp đi e là không chỉ là chút năng lượng thánh linh đàm đó. Vì thế, khi chuyến đi thánh linh đàm kết thúc, Lâm Động liền theo Lâm Phạm trở về đình viện. Tuy lần này đã để Lâm Lan Thiên biết đến sự tồn tại của Tiểu Điêu nhưng hắn cũng không lo Lâm Lan Thiên sẽ để lộ điều này. Với thực lực hiện nay và mức độ quan trọng của Lâm Động hắn trong gia tộc Lâm Thị, dù Lâm Phạm có biết điều này cũng chẳng có ý đồ gì khác, mà ngược lại sẽ vui mừng vì Lâm Động có thủ đoạn đặc biệt, trong bách triều đại chiến sẽ có khả năng tự bảo vệ hơn. Trên đường trở về, sắc mặt Lâm Lan Thiên lúc nào cũng tối sầm không nói một câu khí lạnh âm u bao phủ quanh người hắn cho người ta biết tâm trạng của hắn lúc này cực kỳ không tốt. Biểu hiện đó của hắn khiến Lâm Phạm ban đầu hơi khựng lại rồi nhìn Lâm Động, dường như nghĩ ngợi điều gì. Mặt tiêu thiên có thể cảm nhận được năng lượng thánh linh đàm trên người Lâm Động vô cùng đậm đặc, cùng là niết bàn cảnh đương nhiên Lâm Phạm cũng cảm nhận được. Vì thế hắn cũng đoán được ở thánh linh đàm có lẽ hai người không đợi trời chung này lại giao đấu. Mà nhìn tình hình này rất có khả năng Lâm Động lại chiếm thế thượng phong, nếu không thì Lâm Lan Thiên cũng không có bộ dạng này, Lâm Phạm cũng chỉ lắc đầu bất lực, coi như không thấy gì. Nếu là trước đây, địa vị Lâm Lan Thiên cao hơn Lâm Động, có lẽ hắn sẽ nói gì đó, nhưng giờ bất luận thực lực hay mức độ quan trọng Lâm Động đều không hề thua kém Lâm Lan Thiên. Vì thế mà Lâm Phạm sẽ không vì người này mà chèn ép người kia, ân oán giữ họ hắn không thể nhúng tay vào, rốt cuộc giải quyết thế nào chỉ có thể do họ tự quyết định. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Quay về chỗ ở, Lâm Động đi thẳng về đình viện của mình, tay áo vung lên, tiểu viêm ở hình thái con mèo con bay ra, rồi nhanh chóng phình trở nên vô cùng uy mãnh, gầm lên một tiếng trầm đục khiến cả đình viện rung chuyển. Lâm Động nhìn tiểu viêm với ánh mắt ngạc nhiên. Cơ thể vốn đã đỏ hồng của tiểu viêm giờ đã càng thêm đỏ rực, nhìn giống như một ngọn lửa đang bừng bừng cháy. Tứ chi nặng nề dẫm trên mặt đất, những chiếc móng nhọn sắc phát ra hàng quang lạnh lẽo. Điều khiến Lâm Động kinh ngạc đó là chiếc đuôi mãn vĩ của tiểu viêm đã giấu dưới lớp lân giáp, mơ hồ có sức mạnh đặc biệt tỏa ra. Cảm giác đó giống như sự tiến hóa ngầm, chẳng ai biết được sau này nó sẽ biến thành cái gì. Điều này khiến Lâm Động vô cùng kinh ngạc. Phải biết là cái đuôi mãn vĩ chỉ là một bộ phận trang trí của tiểu viêm mà thôi, tuy giống như một con cự mãn nhưng dù gì cũng chỉ có tác dụng như móng vuốt của tiểu viêm căn bản không có linh tĩnh vì sao lại có thể xuất hiện cảm giác tiến hóa ngầm đó con hổ ngốc đó đang tiến hóa cái đuôi mãn vĩ của nó sau này có lẽ sẽ trở thành một loại vũ khí công kích rất mạnh lúc này tiểu điêu cũng hiện ra nó nhìn tiểu viêm nằm phủ phục trên đất toàn thân lan tỏa khí tức hung sát nói nghe vậy lâm động cũng chết miệng cười nói bản thân tiểu viêm chỉ là hỏa mãn hổ không ngờ lại tiến hóa được đến mức này quả vậy những con hỏa mãn hổ thông thường đạt đến nguyên đan cảnh là hết cỡ rồi không ngờ tiểu viêm lại khác biệt như thế có gì lạ đâu con hổ ngốc này vốn chỉ là hỏa mãn hổ nhưng nó lại có thể chất biến dị cộng với việc sau khi theo ngươi có được không ít thu hoạch nên mới có thành tựu như bây giờ hơn nữa sau này trưởng thành nó sẽ không tầm thường đâu tiểu điêu không thấy quá bất ngờ thản nhiên nói trong thế giới yêu thú không hề thiếu yêu thú bình thường vì biến dị mà trở thành cường giả siêu cấp hùng bá một phương năm xưa ta từng gặp một vị cường giả bản thân hắn trước đây chỉ là một con phong ma báo bình thường xếp trong hàng giả thú, nhưng cuối cùng thể chất hắn biến dị, nhờ cơ duyên thôn vệ được một số yêu thú cường đại, lấy được tinh hoa của chúng, cuối cùng triệt để thay da đổi thịt trở thành tuyệt thế bá chủ, vi chấn yêu vực, nghe thế lâm động không khỏi quệt mồ hôi lạnh. Thế giới rộng lớn này quả nhiên không có gì là không có, có lẽ đây mới là cá vượt vũ môn hóa rồng thật sự. Có điều cũng không biết sau này tiểu viêm sẽ biến dị thế nào yêu thú biến dị tuy tiến hóa rất khó nhưng tiền đồ thì thiên biến vạn hóa chẳng ai biết được cuối cùng sẽ thành thế nào tuy không hy vọng con hổ ngốc này đạt được đến mức như vị tuyệt thế bá chủ kia nhưng có lẽ cũng không quá tồi sau khi vào viễn cổ chiến trường ngươi phải tìm cơ hội lấy một vài huyết mạch của các yêu thú cường đại cho nó hấp thu tiểu điêu cười nói lâm động vừa gật đầu vừa xoa đầu tiểu viêm mấy năm nay tiểu viêm cùng hắn vào sinh ra tử hắn đã không còn coi tiểu viêm chỉ là vật cưng nữa mà là một người bạn không thể thiếu. Sau khi vào viễn cổ chiến trường nhất định hắn phải cố gắng để thực lực của tiểu viêm được nâng lên. Tiểu tử, ngươi còn 10 ngày, 10 ngày sau là phải vào viễn cổ chiến trường tham gia bắt triều đại chiến. Con đường này không thể quay lại, trong viễn cổ chiến trường nơi đâu cũng là cá lớn nuốt cá bé, quy tắc sinh tồn của tự nhiên sẽ vô cùng khốc liệt. Thực lực hiện nay của ngươi có thể coi là hàng đầu trong thế hệ trẻ của vương triều đại viêm, nhưng đặt trong viễn cổ chiến trường thì không thể coi là nổi bật tiểu điêu ngồi trên đầu tiểu viêm ánh mắt trầm trọng nhìn lâm động từ tốn nói lâm động gật đầu những lời như thế hắn đã nghe không ít vì thế cũng đã sớm dự đoán được trước việc biến đổi thân phận đó rồi nên hắn cũng không ngạc nhiên mà những thiên tài khác của vương triều sở dĩ mạnh hơn hắn đa phần không phải vì thiên phú siêu việt mà nhờ vào tài nguyên đông huyền vực rộng lớn vô tận vương triều trong đó nhiều như sao trên trời và vương triều đại viêm chẳng qua chỉ là một vương triều không có gì nổi bật trong số đó trong vương triều đại viêm này những người vừa vượt qua niết bàn kiếp như mạc tiêu thiên đã có thể coi là chí cường giả nhưng nếu ở các vương triều thật sự lớn mạnh thì e là cũng chỉ được coi là hạng trung bình muốn là hàng đầu căn bản là không thể các đại vương triều kia còn có tài nguyên nhiều hơn vương triều đại viêm hàng trăm hàng nghìn lần thiên tài của họ đương nhiên có thành tựu cao hơn khi giao đấu với thiên tài của tiểu vương triều đương nhiên sẽ hoàn toàn áp đảo cái này không thể nói là công bằng hay không, thế gian vốn đã là vậy. Ở viễn cổ chiến trường, chỉ cần ngươi chưa vào niết bàn cảnh thì nhất định phải thầm lặng ẩn nhẫn, khi nào là niết bàn cảnh thực sự mới có tư cách chiếm dụng tài nguyên của vùng đất đó, nếu không ngươi sẽ là con kiến bị người ta dẫm bẹp. Đừng coi bách triều đại chiến là cuộc chiến hạt giống gì gì đó kia, cuộc đấu tranh sinh tồn ở đó vô cùng khốc liệt, kẻ yếu sẽ không có bất cứ quyền phát ngôn nào chứ đừng nói đến nhân quyền. Trong mắt cường giả, Kẻ yếu không phải người mà chỉ là sâu bọ, đương nhiên cũng không thể không nói rằng, sinh tồn được trong hoàn cảnh tàn khốc đó mới là cường giả chân chính. Lâm Động hít sâu vào một hơi, trầm giọng nói: "Trước đây ta đã từng là sâu bọ, vì thế sau này ta phải là cường giả. Bách Triều đại chiến, bất luận có tàn khốc thế nào ta cũng nhất định phải nổi bật, chỉ khi ta là cường giả, phụ thân bọn họ mới vĩnh thế vô ưu." Hắc hắc, khí phách không nhỏ, nhưng đây không phải chuyện nói là xong đâu, vẫn còn 10 ngày ngươi vẫn nên nhanh chóng tăng chút lực chiến đấu, phòng khi vào bách triều đại chiến xui xẻo lại gặp phải cường giả. Tiểu điêu cười quái dị, 10 ngày thì đâu tăng được bao nhiêu thực lực. Đúng rồi, không phải ngươi nói đã có được cái gì đó từ thánh linh đàm sao, lâm động lắc đầu bất lực, rồi như chợt nhớ ra điều gì, hỏi, tiểu điêu cười, vỗ nhẹ tiểu vi một cái rồi há to mồm, một luồng sáng xám bắn ra biến thành một vật làm bằng xương dài khoảng một trượng, đây là, lâm động ngạc nhiên nhìn vật trong tay tiểu điêu. Đây dường như là một cây thương làm bằng xương, tạo hình cổ phát, nhìn vẻ ngoài không có gì là tinh mỹ, cán thương trơn nhẵn giống như được làm bằng ngọc chứ không phải xương. Nhìn chỉnh thể thì cây cốt thương này không có vẻ mạnh mẽ lắm, nhưng khi nhìn vào mũi thương màu xám bạc, Lâm Động phát hiện ở đó có một thứ hàng ý rất đặc biệt đang lưu chuyển. Nhìn thứ hàng ý đó, toàn thân Lâm Động bỗng căng lên, cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm rất mãnh liệt. Hắn dám chắc, nếu không kịp trở tay, dù với thực lực của hắn cũng dễ dàng bị thứ này đâm xuyên. Đây là Linh Bảo, Lâm Động có phần không chắc chắn nói, Tiểu Điêu cười, thản nhiên nói, nói đúng ra thì là bản mệnh Linh Bảo được luyện chế từ xương cốt của chính viễn cổ thiên nhạc, yêu thú mà cũng biết luyện chế Linh Bảo, nghe Tiểu Điêu nói vậy, Lâm Động cảm thấy vô cùng kinh ngạc, yêu thú bình thường đương nhiên không thể làm vậy, nhưng con viễn cổ thiên nhạc đâu phải yêu thú thông thường, khi còn sống chắc chắn nó rất lớn mạnh, luyện chế linh bảo cũng không phải chuyện khó tin gì lắm. Tiểu điêu biểu môi nói, ánh mắt nhìn lâm động vô cùng kinh thường. Lâm động cũng không để tâm ánh mắt của tiểu điêu, hắn đang rất hiếu kỳ nhìn cây trường thương cổ phát kia. Cùng với việc thực lực ngày càng được nâng cao, thiên lân cổ kích thuộc hàng linh bảo cao cấp đã không còn đáp ứng được nhu cầu chiến đấu của lâm động nữa. Sự xuất hiện của cây cốt thương này vừa hay có thể lấp đầy chỗ thiếu, từ sức mạnh mơ hồ lan tỏa từ cây cốt thương, lâm động biết nó chắc chắn không yếu hơn linh bảo địa cất cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần so với thiên lân cổ kích tiểu điêu vung tay lên cây cốt thương liền bay tới chỗ lâm động mắt lâm động lóe lên giơ tay ra bắt lấy cánh tay nặng trĩu cây cốt thương nhìn có vẻ nhẹ nhàng này lại không hề nhẹ hơn tảng đá vạn cân với sức mạnh của lâm động cũng cảm thấy tay mình phải trĩu xuống thương tốt lâm động khẽ tán thưởng Nhìn gần cốt thương hắn mới phát hiện trên cán còn lan tỏa rất nhiều sợi ánh sáng màu đỏ tươi, gần như phân bố trên cả thân cây thương, nhìn giống như mạch máu, vô cùng kỳ dị, hơn nữa những cái mạch máu đó lại tựa như đang lưu chuyển, mơ hồ có một cảm giác từ thời viễn cổ hồng hoang lan tỏa ra. Với những con viễn cổ thiên nhạc tương tự thế này, bất cứ cái xương nào cũng đủ so sánh với linh bảo địa cấp bình thường rồi, mà chất liệu của cây cốt thương này rõ ràng là được luyện chế từ bộ phận cứng nhất trong cơ thể thiên nhạc hơn nữa vì đây là bảo vật bảo mệnh của thiên ngạc, khi yêu linh của thiên ngạc tiêu tán có một lượng tinh hạch dung nhập vào cốt thương nếu ngươi luyện hóa được nó thì sau này chưa biết chừng có thể triệu hồi yêu linh của con viễn cổ thiên ngạc đó ra chiến đấu tiểu điêu bình thản nói hử triệu hồi yêu linh của viễn cổ thiên ngạc, nghe thế lâm động có phần rung động không ngờ cây cốt thương nhìn không có gì hoa lệ lắm này lại có khả năng lớn đến thế tuy lâm động không biết lúc còn sống đầu viễn cổ thiên nhạc này hung hãn đến mức nào nhưng nghĩ chắc cũng là mức mà hắn không thể tưởng tượng nổi yêu linh của tầng thứ đó dù chỉ là huyễn ảnh thì uy lực cũng hơn hẳn linh bảo địa cấp bình thường rồi đương nhiên triệu hồi yêu linh thiên nhạc chắc chắn phải trả giá ví như huyết tế gì đó huyết tế dùng máu của ta sao lâm động sững người lời nói đó quả là gáo nước lạnh dội vào hắn dùng máu ngươi thì có tác dụng gì ngươi cũng đánh giá mình quá cao rồi đấy. Tiểu điêu trợn mắt nói khiến khóe miệng lâm động giật giật, muốn triệu hội yêu linh thiên ngạc nhất thiết phải dùng tinh huyết các đại yêu thú, thậm chí mạnh hơn cả viễn cổ long viên trong cơ thể ngươi. Tiểu điêu nói, lâm động khựng người, rồi hai hàng cặp mày nhăn tiếp lại, tinh huyết lớn mạnh hơn cả viễn cổ long viên. Đó không phải gần đạt mức niết bàn cảnh rồi sao? Hắn tìm đâu ra thứ tinh huyết quý giá như thế? Nghĩ vậy hắn không khỏi thất vọng vốn tưởng hắn có thể dựa vào cây thiên ngạc cốt thương này mà có được một thứ vũ khí sát thủ nữa trong người ngươi có một loại tinh huyết đáp ứng được điều kiện này thế nhưng khi lâm động đang thất vọng thì tiểu điêu bỗng nói hả lâm động nhìn tiểu điêu đầy kinh ngạc nghĩ mãi vẫn không biết hắn có tinh huyết gì đạt được điều kiện đó thiên lân cổ kích trong thanh cổ kích đó có một đạo tinh huyết của long tuy không thật tinh thuần nhưng dùng để huyết tế thì có lẽ vẫn có thể triệu hồi được yêu linh thiên ngạc Tiểu Điêu chỉ vào túi càng khôn của Lâm Động, nói, thiên lân cổ kích, nghe thế Lâm Động mới chợt bừng tỉnh, trong thiên lân cổ kích đúng là có một đạo tinh huyết của Long mỏng manh, tuy chủ nhân của số tinh huyết này không phải Long thật sự nhưng trong thế giới yêu thú, chỉ cần có nửa mối liên hệ với chữ Long là đủ để có hung danh rồi, dùng đạo tinh huyết này để huyết tế thật sự sẽ triệu hồi được yêu linh của viễn cổ thiên ngạc sao nhưng đáng tiếc là nếu lấy tinh huyết trong thiên lân cổ kích ra thì có lẽ thứ linh bảo cao cấp đầu tiên mà lâm động có được này sẽ bị hủy hoại yên tâm đi cây thiên ngạc cốt thương này rất mạnh ngươi cũng có huyết linh khôi hộ thân dù phải đối mặt với cường giả niết bàn cảnh như lâm phạm cũng có thể rút lui an toàn đương nhiên khi thật sự phải triệu hồi yêu linh thiên ngạc thì đó là khi ngươi gặp phải nguy hiểm chí mạng lúc đó dùng một thanh thiên lân cổ kích đổi lấy một cái mạng cũng rất lời rồi tiểu điêu thản nhiên nói lâm động cười khổ đúng là so với mạng sống mất một cây thiên lân cổ kích đã là gì trước tiên ngươi hãy tranh thủ thời gian để luyện hóa thiên ngạc cốt thương còn có thể luyện hóa thành công trước khi vào viễn cổ chiến trường không thì còn phải xem bản lĩnh của ngươi trong cây thương này có dấu vết của yêu linh viễn cổ thiên ngạc luyện hóa cũng không dễ đâu đương nhiên nếu ngươi luyện hóa thành công trước khi đến viễn cổ chiến trường thì ngươi sẽ có thêm được thủ đoạn bảo mệnh tiểu điêu vương vai nói ừm lâm động khẽ gật đầu ánh mắt lóe lên chút nặng nề. Hắn biết thời gian cấp bách, vì thế cũng không kéo dài thời gian, lập tức vào phòng ngồi khoanh chân trên giường, hít sâu một hơi, hai bàn tay thả lòng. thiên ngạc cốt thương chậm chậm bay lên lơ lửng trước mặt hắn, từng đợt từng đợt khí tức hồng hoang lan tỏa, mơ hồ còn như có xen lẫn những tiếng gầm gào cổ lão trầm đục, lâm động nhìn chăm chăm cây cốt thương, sau đó chậm chậm nhắm mắt lại, tâm thần khẽ động, tinh thần lực hùng hồn từ nê hoàng cung ào ạt trào ra, nhanh chóng ngưng tụ lại trước mặt hắn, rồi nghe thấy tiếng phừng phừng, vô số tinh thần chi hỏa đã được sinh ra. Với năng lực linh phù sư cao cấp hiện tại, hiển nhiên Lâm Động đã ung dung hơn rất nhiều trong việc ngưng tụ tinh thần chi hỏa. Đi, Lâm Động chỉ tay ra, một ngọn lửa gào thét bay ra bao trùm lấy cây cốt thương. Lập tức thân của cây thương phát ra những tiếng cháy tách tách, các đường mạch máu dường như lưu chuyển nhanh hơn, chớp mắt câu thiên ngạc cốt thương như được hồi sinh. Quỳnh, từ trong cây thiên ngạc cốt thương, một luồng sức mạnh cuồn cuộn lan tỏa, cả ngọn tinh thần chi hỏa cũng bị đẩy lùi ra. Cây thương bỗng rung lên dữ dội, làm nổ tung tinh thần chi hỏa, biến thành một luồng sáng xám muốn đào thoát. Hừ, bất luận lúc còn sống ngươi ngang ngược thế nào, nhưng giờ ngay yêu linh cũng không còn, xem ngươi phản kháng thế nào. Thủ ấn lâm động biến hóa, lần này tinh thần chi hỏa nóng bỏng hơn lập tức được hình thành rồi lại bao phủ lấy thiên ngạc cốt thương. Đối mặt với sự thiêu đốt hung hãn đó của tinh thần chi hỏa, Thiên ngạc cốt thương bỗng phát ra âm thanh kỳ lạ, từng sợi từng sợi khói đỏ màu máu thẩm thấu ra ngoài, ngưng tụ lại thành một con thiên ngạc cỡ nhỏ dãy dụa điên cuồng trong tinh thần chi hỏa, thậm chí còn muốn công kích lâm động, lâm động bình tĩnh nhìn cảnh tượng đó. Thiên ngạc cốt thương cũng là linh bảo địa cấp nên có linh tính, lại cộng với sự ảnh hưởng từ con viễn của thiên ngạc, luyện hóa không hề dễ dàng, nhưng lâm động cũng không lo lắng, dù thiên ngạc cốt thương có ngang ngược nhưng cũng không có chi viện sớm muộn gì cũng không thể chống lại được sự thiêu đốt kia. Nghĩ vậy, Lâm Động chậm chậm nhắm mắt lại, các tia tinh thần lực không ngừng tỏa ra hóa thành tinh thần chi hỏa bao phủ lấy thiên ngạc cốt thương. Việc luyện hóa này của Lâm Động, kéo dài tận 5 ngày. Những điều Lâm Động suy đoán không hề sai, dưới sự thiêu đốt không ngừng, sự hung hãn của thiên ngạc cốt thương ngày qua ngày đã giảm đi, đến ngày thứ năm thì cả con thiên ngạc cỡ nhỏ kia cũng tan đi, biến thành một đám khói đỏ quay lại thiên ngạc cốt thương bản thân cốt thương cũng không dãy dụa nữa. Hiển nhiên năm ngày này tinh thần chi hỏa đã hoàn toàn luyện hóa được sự hung hãn mà viễn cổ thiên ngạc để lại trong cốt thương. Khi cây thiên ngạc cốt thương đã trở nên bình tĩnh, lâm động mở mắt ra, cắn đầu lưỡi, một tia máu bắn ra, bắn thẳng tới cây thiên ngạc cốt thương. Sau đó dưới sự thiêu đốt của tinh thần chi hỏa biến thành vô số đường mạch máu rơi xuống thiên ngạc cốt thương. Những tia máu này chậm chậm uống lượng rồi dần dần dung hợp vào nhau, dường như hình thành nên một dấu ấn tạo nên từ máu tươi. Cũng đúng vào lúc dấu ấn đó xuất hiện, Lâm Động cũng cảm thấy dường như hắn đã hoàn toàn khống chế được thiên ngạc cốt thương rồi. Lâm Động bỗng mở trừng mắt ra, xung quanh là một luồng quan trạch sáng chói mà mạnh mẽ. Hắn nhìn chăm chăm vào cây thiên ngạc cốt thương lơ lửng, sự hung bạo và phản kháng vốn có của cây cốt thương đã tiêu tan hết. Hơn nữa cũng vì đã để lại dấu ấn kia nên Lâm Động cũng cảm nhận rõ được cảm giác thân thiết mà thiên ngạc cốt thương tỏa ra từ nay về sau thiên ngạc cốt thương này đã có thể coi là một thứ lợi khí thật sự của lâm động rồi. Ánh mắt lâm động trở nên nóng bỏng, rồi chậm chậm đưa ta ra khẽ cầm lấy thiên ngạc cốt thương. Khi cây thương vào tay, cảm giác nặng trịch vạn cân trước đó cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cảm giác nhẹ bẩn như lông hồng. Đương nhiên, điều này chỉ đối với lâm động mà thôi, nếu dùng cây thương để công kích, quy lực đương nhiên như cuồng phong vũ bảo, khó lòng mà chống đỡ nổi. Lâm động cầm thương múa vài đường, những âm thanh xé gió vang lên, những đạo thương ảnh hiện lên đầu mũi thương rồi bắn ra với sức mạnh bá đạo, bàn ghế trong phòng chớp mắt nổ tung nát vụn, thậm chí mơ hồ trong không khí còn vang vọng vô số tiếng gầm rú trầm đục khiến khí huyết trong cơ thể phải sụp sôi, thấy vậy, lâm động khẽ cười, tâm thần khẽ động, một luồng nguyên lực hùng hùng lan theo cánh tay chảy vào thiên ngạc cốt thương, u u. Sau khi nguyên lực đi vào thiên ngạc cốt thương hơi rung động phát ra những tiếng u u, Vô số đường mạch máu nhỏ li ti cũng bắt đầu uống lượng chuyển động, một luồng sức mạnh khó hình dung lan tỏa bao trùm lấy Lâm Động khiến hắn như thanh kiếm sắc vừa tuốt khỏi bao, vô cùng chói mắt. Nhìn thiên ngạc cốt thương, ánh mắt Lâm Động cũng lấp lánh ánh tán thưởng, hắn cảm tưởng như lúc này động thủ với Lâm Lan Thiên thì hoàn toàn có thể ép cho Lâm Lan Thiên không thể thở nổi. "Không tệ, năm ngày mà ngươi đã luyện hóa được thiên ngạc cốt thương rồi." Khi Lâm Động đang vui mừng vì cây thiên ngạc cốt thương, tiểu điêu xuất hiện, thấy cảnh tượng đó không kềm được gật gù tuy nói dấu ấn mà viễn cổ thiên ngạc để lại trong cây cốt thương theo thời gian đã biến mất nhưng dù cây thương này ở bên trong cơ thể con thiên ngạc cũng bị ảnh hưởng sự hung bạo vô cùng tận lâm động chỉ trong năm ngày mà đã luyện hóa được tốc độ này quả thật khiến tiểu điêu phải khâm phục đúng rồi ngươi phải vào trong thạch phù xem xem dường như huyết linh khôi có gì đó quái lạ sau khi tán thưởng tiểu điêu bỗng nói nghe tiểu điêu nói ban đầu lâm động vẫn chưa kịp hiểu sau vài giây đồng tử của hắn bỗng co lại, quay phát lại nhìn tiểu điêu, vội hỏi, có chuyện gì, lâm động khá coi trọng huyết linh khôi. Ở vương triều đại viêm này, hắn có thể không sợ các cường giả niết bàn cảnh như lâm phạm là đều nhờ vào huyết linh khôi, đồng thời đây cũng là sự đảm bảo tính mạng lớn nhất khi hắn vào viễn cổ chiến trường, nếu nó có vấn đề gì thì khả năng hộ thể của hắn sẽ yếu đi một phần tuy giờ có thêm thiên ngạc cốt thương nhưng nếu không gặp lúc nguy hiểm đến tính mạng thì hắn tuyệt đối sẽ không triệu hồi yêu linh thiên ngạc dù gì trên người hắn cũng chỉ có một đạo tinh huyết của long gọi một lần là không thể gọi được lần thứ hai dù hắn còn có tiểu điêu và kinh nghiệm của nó cũng vô cùng phong phú nhưng yêu linh thể khi gặp cường giả niết bàn cảnh thì cũng chẳng thể trợ giúp được gì mà lúc đó thì tầm quan trọng của huyết linh khôi được thể hiện tuy đến giờ lâm động vẫn không dám triệu hồi nó quá lâu nhưng dù sao cũng không phải thứ dùng một lần, lúc quan trọng cũng có được tác dụng nghịch chuyển càng khôn. Vì thế khi nghe thấy huyết linh khôi quan trọng nhất có vấn đề tim hắn lập tức căng lên, không cần lo, cũng không phải chuyện gì xấu, ngươi cứ đi xem xem đã. Thấy sắc mặt của Lâm Động, tiểu điêu vẫy vẫy móng vuốt rồi chui vào thạch phù trong bàn tay Lâm Động. Tâm thần của Lâm Động khẽ động, một đạo tinh thần lực cũng vội vào theo. Tinh thần Lâm Động vừa vào không gian thạch phù lập tức đến chỗ phong ấn huyết linh khôi nhìn một lượt bất giác hít vào một hơi khí lạnh. Huyết linh khôi vốn được phong ấn trong một cái bong bóng thủy tinh, nhưng lúc này, cái bong bóng vẫn còn đó nhưng đang bị bao bọc bởi một màu đỏ tươi như máu. Lâm động mơ hồ cảm nhận được sự hung sát cuồng bạo tỏa ra từ bong bóng thủy tinh đó. Chuyện này là thế nào? Lâm động nhìn những phù văn kỳ dị lúc sáng lúc tối trên bong bóng thủy tinh, không kìm được hỏi. Mức độ hung sát và hung bạo của huyết linh khôi có phần vượt ngoài sự tưởng tượng của ta. Ta vốn nghĩ cùng lắm thì nó chỉ là linh khôi cấp 1, nhưng không ngờ sự luyện hóa của thạch phù đã kích thích khí hung sát tiềm tàng bên trong nó, vì thế mới dẫn đến tình huống này. Tiểu Điêu nói, là sao? Lâm Động cho mày nói, ý ta là, dường như huyết linh khôi đang mượn sức mạnh của thạch phù ép buộc sức mạnh ẩn tàng trong bản thân nó bộc phát. Tuy giờ chưa có động tĩnh gì lớn, nhưng cứ tiếp tục thế này, thực lực của nó chắc chắn sẽ tăng lên. Đến lúc đó e là nó sẽ có thể phá vỡ phong ấn chẳng có cách nào thạch phù tuy mạnh nhưng ngươi lại quá yếu tiểu điêu gãi đầu nói sắc mặt lâm động hơi thay đổi thực sự hắn không thể ngờ huyết linh khôi lại có trí tuệ như vậy vậy giờ phải làm sao nếu không phong ấn khi nó xông ra khỏi thạch phù thì chúng ta sẽ là người đầu tiên gặp tai ương lâm động đau đầu nghĩ không phải không có cách tiếp tục phong ấn nó nhưng dường như huyết linh khôi này có phần quái dị ta cảm thấy phải nhanh chóng luyện hóa nó mới được nếu không cũng là quả bom nổ chậm tiểu điêu nói ngươi có thể luyện hóa được không lâm động không khỏi lắc đầu chỉ cần ngươi cho ta khoảng 3 vạn viên niết bàn đan thì ta có thể triệt để tẩy sạch khí hung sát của nó nghe thế lâm động không còn gì để nói ba vạn viên niết bàn đan có bán hắn đi cũng chẳng mua nổi với ngay cả gia tộc lâm thị đó cũng chẳng phải con số nhỏ vậy có thể khống chế cục diện này trước không sau khi vào viễn cổ chiến trường ta sẽ tìm cách có được ba vạn viên niết bàn đan một cách nhanh nhất lâm động thở dài nhất thời cảm thấy bi thương không ngờ hắn cũng có lúc bối rối tiểu điêu nhún vai cho trọng ngục phong của ngươi vào thạch phù muốn khống chế cục diện này phải dựa vào lực trấn áp của trọng ngục phong lâm động gật đầu tâm thần khẽ động trọng ngục phong liền hóa thành một đạo hát quan chui vào thạch phù rồi biến thành một ngọn núi nhỏ lơ lửng trước mặt ánh hát quan trên ngọn núi lan tỏa ra cảm giác nặng nề như đại địa tiểu điêu vung móng vuốt vô số đạo ánh sáng tím đen bao trùm lấy trọng ngục phong rồi điểm vào không khí một cái trọng ngục phong bay xuyên vào trong bong bóng thủy tinh khổng lồ, huỳnh huỳnh phình to ra, từng đợt hát quan nhìn tựa như một dung dịch nhớp nháp bao phủ lấy thân ảnh màu đỏ rực, rào. Sau khi trọng ngục phong đi vào, trong bong bóng thủy tinh lập tức phát ra những tiếng gầm rống trầm đục như của giả thú, rồi huyết khí nồng nặc bắt đầu tan đi. Cảnh tượng bên trong đó được lâm động nhìn thấy một cách rõ ràng. Bên trong bong bóng thủy tinh lúc này, trọng ngục phong đang đứng hiên ngang lan tỏa vô số hát quang, phía dưới nó là huyết linh khôi đang bị phong ấn lúc ẩn lúc hiện trong hắc quan. Có điều dưới áp lực của thạch phù và trọng ngục phong, khí hung sát của huyết linh khôi đã bị làm yếu đi nhiều. Lâm Động thấy vậy cũng thở vào nhẹ nhõm rồi cười khổ, xem ra sau khi vào viễn cổ chiến trường ta phải lập tức tìm cách có được niết bàn đang thôi. Đó cũng không phải chuyện gì xấu, Tiểu Điêu cười nói, ít nhất thì chuyện này cũng cho chúng ta biết huyết linh khôi còn mạnh hơn ta tưởng đến khi chúng ta có thể luyện hóa khống chế được nó thì trong tay sẽ có nhiều con bài tẩy hơn lâm động thở dài gật gật đầu giờ cũng chỉ có thể tự an ủi mình như thế với thực lực tạo hóa cảnh vọng tưởng khống chế được huyết linh khôi mạnh hơn cả cường giả niết bàn cảnh đúng là hơi quá sức nếu không phải có thạch phù tương trợ thì e là hắn đã bị huyết linh khôi xông ra xé thân thể hắn tan thành trăm mảnh rồi thấy tình hình đã tạm ổn lâm động vẫy tiểu điêu rồi ra khỏi không gian thạch phù sau đó tay nắm chắc thiên ngạc cốt thương năm ngày tiếp theo hắn chỉ có thể yên lặng chờ đợi mà thôi lâm động đã sẵn sàng cho bách triều đại chiến hắn rất mong chờ xem hắn có thể phát triển tới mức nào ở vùng đất tàn khốc kia rốt cuộc là hóa trồng bay lượn hay thành một quan hồn chôn thân nơi quê người điều này phải xem tạo hóa và năng lực của hắn năm ngày tiếp theo lâm động vẫn đóng cửa không ra ngoài hắn vẫn muốn luyện tập nhiều hơn với cây thiên ngạc cốt thương để khi giao đấu với kẻ khác có thể thi triển hết uy lực của nó mà trong năm ngày này, Lâm Lan Thiên cũng không nói cho Lâm Phạm về những việc xảy ra trong Thánh Linh Đàm. Dù gì chuyện đó cũng chẳng có gì là hay ho, hơn nữa trong cơ thể hắn cũng có nguyên thần thần bí, cũng chẳng thể nói là thanh bạch gì, vì thế hiển nhiên hắn sẽ không ngu đến mức dùng chuyện đó để gây rắc rối cho Lâm Động. Do đó, năm ngày trôi qua trong yên tĩnh, khi tia sáng đầu tiên của ngày thứ năm xuất hiện, Lâm Động chầm chậm mở mắt ra, sâu trong đáy mắt hắn là một sự kỳ vọng vô cùng mãnh liệt đi nào, Lâm Động tự nói với mình rồi đứng dậy, đẩy cửa, khi ra ngoài thì hắn cảm nhận được rõ ràng không khí của đình viện dường như trở nên rất căng thẳng. Hắn bước nhanh ra khỏi vườn thì trong tiền viện đã thấy Lâm Phạm và những người khác ở đó từ lâu. Sắc mặt các cường giả của gia tộc Lâm Thị trong tiền viện lúc này ai cũng nặng nề, chắc là vì giờ là lúc Lâm Động và Lâm Lan Thiên vào viễn cổ chiến trường, mà thành tựu của hai người họ ở viễn cổ chiến trường sẽ quyết định sự phát triển sau này của gia tộc Lâm Thị. Đi thôi. Lâm Phạm nhìn Lâm Động và Lâm Lan Thiên hồi lâu rồi mới lên tiếng, vẫy tay một tiếng là quay người đi, dẫn đoàn người thẳng tiến Hoàng Cung. Sâu trong Hoàng Cung có một ngọn núi Nguy Nga hùng vĩ, đỉnh núi cao đến nghìn mét. Ở Vương Triều Đại Viêm, ngọn núi này được gọi là Thánh Chiến Phong, nơi đây có thể coi là cấm địa, bởi ở đây có thông đạo truyền tống thông với viễn cổ chiến trường. Lúc này trên đỉnh núi là một đoàn người đang lặng lẽ đứng đó. Đứng đầu là Mạc Tiêu Thiên, Mạc Lăng và những người trong hoàng thất khác. Nhìn có vẻ đây là lần đầu tiên họ đến nơi này, cách đó không xa là một đại thạch trận khổng lồ. Trên những hòn đá khổng lồ đó khắc rất nhiều phù văn thần kỳ, xung quanh không ngừng lan tỏa ra năng lượng kinh người khi nguyên lực gần đó đều như sôi sục. Mạc Lăng lặng lẽ nhìn thạch trận cổ xưa này, nhìn lồng ngực phập phồng lên xuống không ngừng có thể thấy trong lòng hắn không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Lăng Nhi, có lẽ đã người từ khắp các phương đã tề tựu đến viễn cổ chiến trường, lần này con vào đó phải cực kỳ cẩn thận. Vương triều đại viêm chúng ta không thể gọi là mạnh trong đông huyền vực, thiên tài của các vương triều khác ai nấy đều rất ngang ngược. Vì thế trước khi trở thành niết bàn cảnh, con phải hết sức trầm lặng, ở viễn cổ chiến trường, chỉ ai đã là niết bàn cảnh thì mới đủ khả năng tự bảo vệ mình, nếu không thì sẽ là con kiến cho kẻ khác dẫm lên. Khi thấy những người khác đến, Mạc Tiêu Thiên Hạ giọng nói, vâng, Mạc Lăng khẽ gật đầu, ngoài ra, ở đó phải cố gắng tạo quan hệ tốt với Lâm Động của gia tộc Lâm Thị. Hắn không đơn giản đâu. Ta đã điều tra về hắn, gần ba năm trước, hắn và Lâm Lan Thiên từng có ân oán. Hồi đó, ngay cả áp lực khí tức của Lâm Lan Thiên mà Lâm Động hắn cũng khó kháng cự nổi, nhưng chỉ trong hơn hai năm hắn đã có thể sánh ngang với con. Ở Thánh Linh đàm chế phục Lâm Lan Thiên thành ra bộ dạng như thế kia, Mạc Tiêu Thiên nói, thực lực bề ngoài của hắn chỉ là tạo hóa cảnh tiểu thành, Tính ra thì yếu nhất trong năm người, nhưng lực chiến đấu và rất nhiều thủ đoạn của hắn lại có thể lấp đầy khoảng cách đó, thậm chí còn khiến thực lực hắn vượt lên. Hơn nữa, không biết tại sao ta cứ có cảm giác những gì hắn thể hiện chưa phải là mạnh nhất. Nghe vậy Mạc Lăng cũng kinh ngạc, hiển nhiên hắn không thể ngờ Mạc Tiêu Thiên lại đánh giá cao Lâm Động đến thế. Loại người này tốt nhất đừng đối địch với hắn, nếu thành bằng hữu được thì sẽ tốt hơn. Trầm mặt một lát, Mạc Tiêu Thiên khẽ nhắc nhở, Mạc Lăng lại gật đầu hắn vốn không có ý gây hấn gì với Lâm Động, hơn nữa tuy Lâm Động chỉ là người của phân gia nhưng cái hắn quan tâm không phải thân phận của Lâm Động mà là thực lực, dù gì sau khi vào viễn cổ chiến trường. Bất luận có thân phận gì cũng đều phải trải qua vô vàng cuộc chiến tàn khốc. Mà ở đó cái quan trọng là thực lực chứ không phải thân phận, nhưng giữa Lâm Động và Lâm Lan Thiên có thâm thù đại hận, hiện giờ ở Vương Triều Đại Viêm có Lâm Phạm áp chế còn được, một khi vào viễn cổ chiến trường hai bọn họ rất có khả năng sẽ động thủ với nhau. Đến lúc đó, Mạc Lăng bỗng nói, thật ra họ khá đau đầu về những việc tương tự thế này. Vì giúp người này thì sẽ đắc tội người kia, nhưng nếu không giúp cả hai, có thể ở vị trí trung lập nhưng cũng không thể có giao tình thân thiết hơn với hai bên. Nếu lúc Lâm Động và Lâm Lan Thiên thật sự đấu một trận sinh tử mà Mạc Lăng chọn trợ giúp Lâm Động thì có nghĩa hắn sẽ được Lâm Động đối đãi như bằng hữu chân chính nhưng đồng thời cũng đắc tội Lâm Lan Thiên. Nghe Mạc Lăng nói vậy, Mạc Tiêu Thiên cho mày, một lúc sau nhìn Mạc Lăng, từ tốn nhã ra hai chữ, Lâm Động, Mạc Lăng khẽ nhướng mày, hắn biết cuối cùng Mạc Tiêu Thiên vẫn cho rằng giữa hai thiên tài của gia tộc Lâm Thị, Lâm Động sẽ là người vượt qua đối phương, con biết rồi, Mạc Lăng khẽ gật đầu, nói thật lòng hắn cũng không kinh ngạc về sự lựa chọn của Mạc Tiêu Thiên, thiên phú của Lâm Động không hề kém Lâm Lan Thiên, hơn nữa, điều quan trọng nhất là Lâm Động không hề dựa vào sự giúp của bất cứ thế lực nào, từ con kiến nhỏ bé hắn đã từng bước bò lên đến vị trí hàng đầu của Vương Triều Đại Viêm. Còn Lâm Lan Thiên thì phải dựa vào tài nguyên của gia tộc Lâm Thị. Khoảng cách giữa hai người vừa nhìn là biết, cố nhiên tài nguyên rất quan trọng nhưng nếu không có tâm tính kiên định như Sơn thì chắc chắn không thể trở thành cường giả chân chính. Họ đến rồi, Mạc Tiêu Thiên bỗng nhìn về phía Sơn Lộ, một nụ cười nhạt lập tức hiện trên gương mặt. Mạc Tiêu Thiên vừa nói xong thì phía dưới sơn lộ truyền tới những âm thanh xé gió, vô số đạo thân ảnh vụt tới như chớp rồi xuất hiện trên đỉnh núi. Nhìn thì ra là Lâm Phạm và người của Thiên La Tông. Lâm Động đứng sau Lâm Phạm, khi đáp xuống đất hắn lập tức nhìn về phía đại thạch trận cách đó không xa, vừa nhìn là hiện lên sự kinh ngạc vô cùng. Trận pháp lớn mạnh thế này, dù là cường giả niết bàn cảnh phổ thông cũng không thể làm ra được năm đó vương triều đại viêm đã phải tốn rất nhiều tiền bạc mời một vị cường giả của siêu cấp tông phái tới mới dựng nên được truyền tống trận thông tới viễn cổ chiến trường đông huyền vực có vô số vương triều các vương triều nhỏ hơn căn bản không có tư cách có được truyền tống trận như vậy vì thế họ chỉ có thể đến vương triều khác nhưng nếu thế thì hơi mất mặt một chút lâm phạm giải thích cho lâm động lâm động gật đầu xem ra truyền tống trận cũng giống một kiểu tư cách tham gia thi đấu nếu một vương triều đến truyền tống trận cũng không có thì hiển nhiên không cần phải đến bách triều đại chiến đi cũng để nộp mạng mà thôi các vị viễn cổ chiến trường là một không gian có từ thời viễn cổ nay được các siêu cấp tông phái liên thủ khai thác thành địa điểm của bách triều đại chiến nơi đó ẩn tán vô số bảo tàng thậm chí truyền thừa viễn cổ nhưng ai có được thì phải xem cơ duyên của mỗi người đương nhiên cơ duyên sẽ đi liền với nguy hiểm mặt tiêu thiên quét mắt nhìn cuối cùng ánh mắt dừng lại ở lâm động trầm giọng nói, có lẽ mọi người cũng đã hiểu rõ về sự tàn khốc của Bách Triều Đại Chiến, ta cũng không nói lại nữa. Nói chung bất luận là vì bản thân hay gia tộc tông phái, sau khi vào viễn cổ chiến trường hãy khiêm tốn một chút. Ở vương triều đại viêm mọi người là thiên tài nhưng đến đó chỉ là người bình thường thôi, ta chỉ có thể nói rằng, nếu kiêu ngạo ở đó thì có lẽ đến thi thể mọi người cũng chẳng nhặt được về đâu. Lâm động khẽ gật đầu, trừ đứng trước Lâm Lan Thiên và những người trong gia tộc Lâm thì coi thường hắn ra, Lâm Động không phải loại ngông cuồng vì thế sẽ không đến viễn cổ chiến trường với tâm thái đó. Tiếp theo đây sẽ khởi động truyền tống trận, mọi người cũng đã biết quy tắc rồi, để khởi động cần 5 vạn viên niết bàn đan. Gia tộc Lâm thì có hai người nên cần 10 vạn viên. Mạc Tiêu Thiên nhìn về bọn Lâm Phạm, nói, 5 vạn viên niết bàn đan. Nghe thấy vậy cơ mặt Lâm Động co giật từng hồi, nhìn với ánh mắt không thể tin nổi. Thực sự không thể ngờ lại cần một lượng niết bàn đan lớn đến vậy đám người lâm phạm thì không có gì bất ngờ, nhưng lâm động có thể nhìn thấy chút đau lòng trên gương mặt họ. Với gia tộc lâm thị mà nói đây không phải con số nhỏ, ai, lâm động, lâm lan thiên, gia tộc lâm thị chúng ta sau này phát triển thế nào đều phải trông chờ vào thành tựu của các ngươi ở viễn cổ chiến trường rồi, lâm phạm thở dài, rồi vung tay, một cái túi càng không bay tới chỗ mặt tiêu thiên. Thiên La Tông và Mang Vương Tông cũng đưa ra túi càng khôn đã đựng sẵn niết bàn đan. Mạc tiêu thiên giơ tay bắt lấy túi càng khôn, nhìn một lượt, khẽ gật đầu rồi búng tay, hàng loạt viên niết bàn đang cùng với sức mạnh hùng hồn ào ào bay vào thạch trận, Quỳnh quỳnh. Sau khi niết bàn đang bay vào, thạch trận lập tức trung chuyển, những hình phù văn khắc trên thạch trận phát ra ánh sáng chói lòa, rồi một đạo quan trụ dần hiện lên ở trung tâm truyền tống trận. Mạc lăng, lâm động, năm người các ngươi mau vào đi, cùng với sự kéo dài của quan trụ, mạc tiêu thiên hét lên, vâng năm người gần như đồng thời đáp nhanh chóng biến thành năm đạo thân ảnh bay tới trước những ánh mắt căng thẳng và mong chờ của bọn lâm phạm bay thẳng vào trong quan trụ bùng sau khi năm người đã vào trong quan trụ bỗng phát nổ tỏa ra những tia sáng chói lòa như mặt trời mãi lúc lâu sau mới dần tối lại theo đó năm đạo thân ảnh đã biến mất rốt cuộc sẽ có thành tựu gì ở đó phải xem bản lĩnh của các ngươi thôi nhìn thạch trận trống rỗng mặt tiêu thiên lâm phạm và những người khác nhìn nhau đều lẩm bẩm viễn cổ chiến trường không gian được để lại từ thời viễn cổ với một chiều dài lịch sử như vậy nghe nói năm xưa trong không gian này từng xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa hai bên đối thủ đều là những sự tồn tại còn vượt cả các siêu cấp tông phái ở đông huyền vực ngày nay trận đại chiến đó có thể gọi là kinh thiên động địa trời long đất lở không gian tan tành viễn cổ chiến trường ngày nay so với thời kỳ đỉnh phong hồi đó thì đã nhỏ hơn rất nhiều lần và nguyên nhân chính là vì cuộc đại chiến đó đương nhiên dù có nhỏ hơn nhiều lần nhưng độ rộng lớn của nó vẫn vượt xa vương triều đại viêm không biết bao nhiêu lần lâm động từng vào không gian cổ bi nơi đó so với chỗ này quả thật như kiến gặp voi trong viễn cổ chiến trường có vô số bảo tàng không biết có bao nhiêu cường giả viễn cổ đã để lại truyền thừa của mình lại đây lặng lẽ chờ người hữu duyên đến từ khi địa điểm của bách triều đại chiến được đặt ở đây lần nào cũng có người may mắn có được truyền thừa và thể hiện vượt trội trong bách triều đại chiến tạo được uy danh chấn động cả Đông Huyền Vực. Đương nhiên, so với những người chiến thắng cuối cùng này, rất nhiều thiên tài đến từ các vương triều khác đều trở thành vong hồn trong viễn cổ chiến trường, dùng xương cốt của mình để người khác được huy hoàng. Đây là một khu vực thạch phong, có vô vàng những ngọn núi đá trơn nhẵn, khổng lồ đứng sừng sững, dưới ánh nắng chói chang, tỏa ra một độ nóng kinh hoàng. Trên đỉnh một ngọn núi đá, bỗng một khoảng không gian bị bóp méo, một đạo quan trụ xuất hiện trên không gian, bắn xuống đỉnh núi, một lát sau ánh sáng mới dần dần tối đi để lộ ra năm đạo thân ảnh khi hai chân vừa chạm đất đầu óc của lâm động bị vặn vẹo đến mê muội lập tức tỉnh táo lại nguyên lực trong cơ thể lập tức lưu chuyển xóa bỏ cảm giác mệt mỏi do truyền tống gây ra sau đó lâm động lập tức ngẩng lên một môi trường hoàn toàn xa lạ xuất hiện trong tầm mắt hắn đây chính là viễn cổ chiến trường sao lâm động đang nghe truyện trên tv audio cv nhìn khu núi đá kỳ quái cỏ dại mọc um tùm một thứ khí tức hoang tàn mà cổ lão không ngừng thẩm thấu lên từ mặt đất. Nguyên khí thiên địa thật hùng hồn, lâm động chỉ bị phân tâm vì không gian xa lạ này trong chốc lát, rồi hắn bỗng cảm nhận được nguyên khí thiên địa của nơi đây dồi dào mạnh mẽ đến kinh ngạc. Lâm động hít vào một hơi thật sâu, lập tức cảm thấy một luồng nguyên khí hùng hồn tràn qua mũi vào trong cơ thể, cuối cùng thông qua luyện hóa biến thành nguyên lực cuồn cuộn khuếch tán khắp nơi thân thể. Lâm động bị chấn động vô cùng, nguyên khí thiên địa của vương triều đại viêm kém nơi đây không chỉ một bậc tuy luyện ở đây tốc độ sẽ nhanh hơn ở vương triều đại viêm gấp đôi thậm chí nhanh hơn nữa thiên địa nguyên khi này còn có không ít năng lượng thần kỳ lâm động xoay bàn tay một vòng trong không khí một luồng nguyên khí tụ trong lòng bàn tay chỉ thấy trong đó có một chút năng lượng nhỏ màu đỏ nhạt chỗ năng lượng này tuy rất nhỏ nhưng lại vô cùng nóng bỏng chỉ một chút đó nhưng cũng khiến tay lâm động bỏng rác một cảm giác quen thuộc len lỏi trong tim hắn đây là niết bàn khí cảm nhận được cảm giác quen thuộc này đồng tử lâm động co lại ánh lên sự kích động và cuồng nhiệt khó che giấu đây chính là niết bàn khí mà chỉ có cường giả niết bàn cảnh mới hấp thụ được từ thiên địa không ngờ ở viễn cổ chiến trường này với thực lực tạo hóa cảnh của lâm động mà cũng bắt được niết bàn khí viễn cổ chiến trường quả nhiên danh bất hư truyền chả trách mà vô số vương triều khao khát đến đây như vậy ha ha lâm động quả nhiên viễn cổ chiến trường hơn vương triều đại viêm vô số lần ngươi có thôn vệ tổ phù chẳng ai có thể so bị được với ngươi về khả năng hấp thụ luyện hóa chỉ cần ngươi có đủ thời gian chắc chắn có thể dễ dàng góp đủ niết bàn đan xung kích niết bàn cảnh giọng nói phấn khích của tiểu điêu vang lên trong đầu lâm động hiển nhiên là tiểu điêu cũng cảm nhận được sự kỳ dị của viễn cổ chiến trường lâm động gật đầu hắn nhìn chăm chăm vào đám nguyên khí trong lòng bàn tay tuy trong nguyên khí thiên địa có niết bàn khí nhưng muốn cô động được niết bàn khí không phải chuyện dễ với những người chưa là niết bàn cảnh thứ năng lượng này quả thật rất khó khống chế nhưng lâm động lại khác hắn có thôn vệ tổ phù có thể hấp thụ thoải mái nguyên khí thiên địa hiệu suất cô động niết bàn khí sẽ hơn hẳn người khác đủ để hắn đứng vững ở viễn cổ chiến trường này khi lâm động đang ngạc nhiên phấn khích trước viễn cổ chiến trường bọn mạc lăng cũng vô cùng kích động và kinh ngạc hiển nhiên họ đều cảm nhận được niết bàn khí trong nguyên khí thiên địa các vị nơi đây đã là viễn cổ chiến trường theo một vài bản đồ mà ta biết từ đây chúng ta đi về hướng bắc một đoạn đường sẽ đến điểm tập kết sau khi cảm giác phấn khích và kích động qua đi mạc lăng bừng tỉnh và nói với bốn người lâm động chắc mọi người đều đã biết rồi ban đêm ở viễn cổ chiến trường chỗ nào cũng đầy nguy hiểm với chúng ta thường thì rất ít người đi lại vào ban đêm lâm động khẽ gật đầu hắn đã nghe lâm phạm nói ban đêm ở đây khác với vương triều đại viêm có lẽ vì mang trong mình một thứ năng lượng đặc biệt cứ đến đêm là nguyên khí thiên địa hùng hồn lại bị những thứ năng lượng đặc biệt khác đè nén đồng thời những người tu luyện nguyên lực cũng gặp phải cảm giác bị đè nén tương tự cũng có nghĩa là vào ban đêm ở viễn cổ chiến trường thực lực của họ sẽ giảm đi mà yêu thú ở đây lại trở nên mạnh mẽ và cuồng bạo hơn vào ban đêm trong hoàn cảnh đó dù là cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng không dám đi lại một mình trong đêm một khi gặp phải bầy yêu thú thì rất có khả năng làm mồi cho chúng cũng chính vì thế mà ở viễn cổ chiến trường có không ít các điểm tập kết đơn giản mà nói thì đó chính là địa điểm cho mọi người tập hợp lại với nhau để chống lại mối nguy hiểm từ màn đêm chúng ta đã đến viễn cổ chiến trường lúc này bách triều đại chiến đã bắt đầu mà con đường này chỉ có thể tiến chứ không thể lui chúng ta không còn đường quay lại nữa rồi vì thế có lẽ chúng ta sẽ phải ở đây một thời gian dài mức độ tàn khốc của bách triều đại chiến ta chắc mọi người đều đã biết rồi không ai có thể đảm bảo chúng ta sẽ góp được đủ niết bàn đan và xung kích thành công niết bàn cảnh ta nghĩ lúc này nếu đoàn kết một lòng thì tỷ lệ sống sót của chúng ta sẽ cao hơn không ít ánh mắt mạc lăng có phần trầm trọng tâm thái của hắn thay đổi rất nhanh lúc này hắn rất hiểu hoàn cảnh của mình ở đây không phải vương triều đại viêm hắn cũng không phải tam hoàng tử có thân phận tôn quý nữa giờ hắn chỉ là một người tham gia bách triều đại chiến bình thường, ta không có ý kiến gì cả. Đỗ Vân nhún vai, hoàn cảnh ở đây quá xa lạ, một người nếu cứ hành động bừa bãi khi tình hình không rõ ràng thì rất có thể chẳng có ai nhặt xác cho, ta cũng vậy. Mang Sơn gật đầu nói, Lâm Động trầm ngâm, liếc nhìn Lâm Lan Thiên một cái, ân oán giữa họ đúng là sinh tử cừu địch, muốn quên đi tất cả hiển nhiên là không thể, chưa biết chừng Lâm Lan Thiên còn đang suy nghĩ việc dùng Lâm Động vào chỗ chết đương nhiên suy nghĩ đó cũng có trong đầu lâm động. Từ sau khi vào viễn cổ chiến trường hắn đã bỏ hết sự kiên dè. Ở đây sẽ không một ai có thể nhúng tay vào ân oán giữa hắn và Lâm Lan Thiên, thậm chí khi mới đến hắn đã muốn lập tức động thủ, giết chết Lâm Lan Thiên rồi. Nhưng khi mong muốn đó dâng lên thì đã bị hắn cưỡng chế nén lại, đúng là giờ không ai ngăn cản hắn ra tay với Lâm Lan Thiên, nhưng với Lâm Động mà nói khu vực này cũng quá xa lạ, lại vô cùng nguy hiểm. Lâm Lan Thiên không phải loại đơn giản, dù có tiêu diệt được hắn thì chắc Lâm Động cũng phải trả một cái giá nào đó, mà ở nơi nguy hiểm mà xa lạ này, phong độ của hắn không thể ở mức cao nhất, đương nhiên nếu động thủ chẳng khác gì tìm chỗ chết. Vì thế, dù sát ý sụp sôi nhưng rồi Lâm Động cũng phải bình tĩnh lại, giờ hắn phải nhanh chóng làm quen với viễn cổ chiến trường, chỉ có vậy hắn mới tìm được cơ hội hiếm có, Tam Hoàng Tử nói cũng có lý, Lâm Động khẽ gật đầu. Thấy vậy Mạc Lăng cũng thở vào, nếu giờ họ mà tách nhau ra thì chưa biết chừng chỗ nào đó gặp phải một đám cường giả của vương triều khác rồi bị chúng giết chết. Vì thế, tập hợp lại mới có cơ hội sống sót, đặc biệt là tại nơi tập kết. Lâm Lan Thiên cũng gật đầu, mặt không chút biểu cảm, chẳng ai biết giờ hắn đang nghĩ gì. Lâm Động Huynh, ở đây thì đừng gọi tam hoàng tử gì đó nữa. Nếu Huynh không chê, cứ gọi tên ta là được rồi. Mạc Lăng cười với Lâm Động nếu Mạc Lăng Huynh đã nói vậy thì Lâm Động cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Động cười, nói, ha ha, Lâm Động Huynh, sau này có lẽ chúng ta là bạn đồng hành rồi. Đỗ Vân và Mang Sơn cũng cười nói, không biết vì sao hai người này cũng như Mạc Lăng, đều có xu hướng thân thiết với Lâm Động, điều này khiến Lâm Lan Thiên có phần bực bội. Xem ra sự thảm bại của hắn ở Thánh Linh Đàm đã khiến Lâm Động có địa vị cao hơn trong mắt bọn Mạc Lăng. Các vị, chúng ta đi thôi, nhất định phải đến điểm tập kết trước khi trời tối ở bên ngoài thực sự quá nguy hiểm ban đêm ở viễn cổ chiến trường này khác với ở vương triều đại viêm con người chỉ có thể tránh đi thôi mạc lăng cười nói ừm mấy người lâm động cũng gật gù mới chân ướt chân ráo đến đây quan trọng nhất là phải tìm hiểu rõ tình hình đi thôi mạc lăng không chần chừ nữa vẫy tay dẫn đầu bay về phía bắc hắn là người của hoàng thất thông tin biết được cũng nhiều hơn bọn lâm động để hắn dẫn đường thì chẳng ai phản đối, vì thế mà bốn người lâm động cũng lập tức theo sau. Năm người biến thành năm đạo thân ảnh mơ hồ bay vút về phương Bắc, Bách Triều Đại Chiến, hãy cho ta xem rốt cuộc ngươi đặc sắc đến mức nào. Trong lúc bay, lâm động ngẩng lên nhìn về phương xa, hai tay nắm chặt lại, ánh mắt đầy sự hào hứng, trên vùng bình nguyên hoang dã rộng bát ngát, năm đạo thân ảnh nhanh như chớp lướt qua. Những âm thanh xé gió phát ra từ năm đạo thân ảnh vang vọng ra xa năm đạo thân ảnh này đương nhiên là đám năm người bọn lâm động vừa đến viễn cổ chiến trường. Điểm đến của họ lúc này là địa điểm tập kết gần nhất, dù sao họ mới chân ướt chân ráo đến dây, mọi thứ ở không gian này với họ đều rất lạ lẫm, lại cộng với việc buổi đêm ở đây vô cùng nguy hiểm, vì thế họ nhất thiết phải đến điểm tập kết trước khi trời tối, nếu không, khi màn đêm buông xuống, nơi này sẽ được thống trị bởi yêu thú và những sinh vậy kỳ hình quá dạng, cực kỳ nguy hiểm. Trên đường đến điểm tập kết, hội lâm động cũng gặp những người đến từ vương triều khác nhưng khi hai bên vừa chạm mặt bọn người lâm động chưa kịp nghĩ gì thì những người kia đã chim sợ cung tiễn lập tức tránh ra xa sự cảnh giác đó cũng khiến đám lâm động cũng chỉ đành tập trung vào việc đi cho kịp đi với tốc độ nhanh nhất có thể hơn nửa tiếng đồng hồ sau cuối cùng họ cũng đã đến một tòa thành trên một vùng bình nguyên rộng lớn nhìn tòa thành đầy cổ kính hội lâm động khẽ thở vào bọn họ biết đã đến điểm tập kết rồi dù trong viễn cổ chiến trường cạnh tranh rất tàn khốc nhưng có lúc cũng phải quần cư một chút, nếu không, đơn thương độc mã rất khó sinh tồn được vào ban đêm ở đây. Sau khi vào đó các vị nên cẩn thận một chút, tuy chúng ta vẫn luôn trầm lặng nhưng mọi người cũng nên biết, đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé, có những lúc quá trầm lặng lại càng nhiều phiền phức hơn. Sau khi nhìn thấy tòa thành cổ lão kia, Mạc Lăng giảm tốc độ rồi nói với bốn người còn lại, nghe vậy Lâm Động cũng khẽ gật đầu, hắn không thích gây chuyện nhưng quả thật có kẻ nào có mắt như mù động vào hắn thì hắn cũng không nhân từ mà nương tay với thực lực của hắn dù phải đối mặt với cường giả niết bàn cảnh vẫn có thể toàn mạng rút lui dù đây là viễn cổ chiến trường thiên tài tụ hội yêu nghiệt đầy rẫy thì hắn cũng không hề sợ hãi khi trao đổi thông tin hội lâm động cũng đã đến bên ngoài tòa thành nhìn từ bên ngoài thì đương nhiên tòa thành này không thể xa hoa như hoàng thất nhưng trong sự đơn giản cổ phát lại thể hiện được sự cổ lão và kiên cố đứng sừng sững ở đây được nhiều năm như vậy, cho thấy tòa thành này ít nhất cũng có được sự vững chắc đáng được tin tưởng. Lúc này, phía trước cánh cổng thành được đúc từ sắc đen đang có từng đoàn người đến từ khắp nơi, những người này khí thức vô cùng hùng hồn, rõ ràng là những người tham gia bách triều đại chiến của các vương triều khác. Điều khiến bọn lâm động kinh ngạc nhất là ở cổng thành lại có hơn chục người chặn cổng thành, gần đó là một lá cờ theo hình một phần mặt trời vàng chói mắt. Sao vậy nhỉ? Lâm động đi chậm lại, cho mày nói, không ngờ điểm tập kết này lại bị khống chế, vương triều nào mà lớn mạnh đến vậy, Mạc Lăng cũng biến sắc, rồi kinh ngạc nói, nghe vậy bốn người lâm động cũng nhíu mày nhìn. Điểm tập kết này vàng thau lẫn lộn, những người đến đây đều là thiên tài từ các vương triều, muốn khống chế thành phố này không phải chuyện đơn giản, rốt cuộc đây là người của vương triều nào mà ngông cuồng đến vậy, chư vị, nơi này đã bị vương triều thánh quan bọn ta chiếm, nếu muốn ở lại mỗi người phải nộp 10 viên niết bàn đan khi bọn lâm động còn đang kinh ngạc thì chỗ cổng thành một giọng nói ồn ồn vang lên giọng nói đó ẩn chứa một sức mạnh kinh người khiến không ít người phải biến sắc mặt hừ đây là tòa thành công cộng các ngươi lại dám thu niết bàn đan quá đáng quá rồi đấy đúng như lâm động từng nói những người đến đây đều là thiên tài hàng đầu của các vương triều các nơi những kiểu gần như ăn cướp này đương nhiên quá tầm thường lập tức có người cười lạnh nói ở cổng thành một đại hán gia năm năm tai xỏ một cái vòng đỏ chót nghe vậy gương mặt lập tức trở nên hung dữ, vẫy tay một cái, trên tường thành lập tức có ba thứ gì đó rơi xuống rơi bịch một cái xuống đất, tất cả nhìn thì thấy ba cái xác máu me be bét, ba kẻ này là người của vương triều đại khê gì đó. Trước đó cũng không phục vương triều thánh quan bọn ta quản lý nơi này, vì thế bọn ta tiện tay giết hắn luôn rồi, nếu các ngươi cũng không phục thì có thể không vào thành, hoặc học theo chúng, phản kháng lại, bọn ta tuyệt đối không ngại động thủ. Đại hán gia ngâm đen cười lạnh lẽo, lời nói mang đầy sát khí, nhìn thấy cảnh tượng đó, không ít người mặt biến sắc. Từ nguyên lực còn lại trên ba cái xác có thể thấy trước khi chết ba người này đều đã là tạo hóa cảnh tiểu thành, nhưng giờ chỉ còn lại là ba cái xác lạnh ngắt. Sự thực máu me này khiến không ít người tỉnh táo hơn. Lúc này họ mới hiểu đây không phải vương triều của họ nữa. Lâm Động nheo mắt nhìn, vừa đến viễn cổ chiến trường hắn đã tận mắt chứng kiến phép tắc ở đây, ai mạnh hơn thì đó là chủ, chư vị Vương Triều Thánh Quang bọn ta không muốn làm khó mọi người. Chỉ cần mỗi người nộp tượng trưng một chút Niết Bàn Đan là được, chỉ cần mọi người chăm chỉ tu luyện, 10 viên Niết Bàn Đan rất nhanh là sẽ có được. Nhưng nếu ai có ý đồ khiêu khích uy nghiêm của Vương Triều Thánh Quang thì hãy nhìn những kẻ này làm gương. Khi Cổng Thành đang xôn xao vì cảnh tượng đó thì bỗng một giọng nói như sấm rền vang ra từ trong thành. Đồng thời, khi tiếng nói đó vang lên một thứ áp lực vô cùng mạnh mẽ lan tỏa khiến không ít người đều lộ vẻ kinh hãi, tạo hóa cảnh đỉnh phong, mắt lâm động cũng nheo lại nhìn về phía trong thành. Không ngờ vương triều thánh quan lại có cường giả đã là tạo hóa cảnh đỉnh phong. Thực lực này cao hơn cả mặt lăng và lâm lan thiên một bậc, chẳng trách mà vương triều thánh quan dám khống chế tòa thành này, cổng thành bỗng tĩnh lặng, cuối cùng, có người kìm nén nộ hỏa, nộp đủ lượng niết bàn đang rồi vào thành. Lúc này trời đã sắp tối tồi, nếu không tìm được nơi dừng chân thì quá nguy hiểm. Đám người lâm động theo sau đoàn người, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, không làm chuyện gì nổi bật cả. Trước mắt vẫn phải vào thành trước rồi tìm hiểu tình hình. Vì thế, sau khi được tất cả đồng ý, Mạc Lăng chủ động nộp số niết bàn cần thiết cho người của Vương Triều Thánh Quang rồi tất cả thuận lợi vào thành. Trong thành phần lớn đều là những tòa nhà xây từ những tảng đá lớn, tuy bình thường nhưng vô cùng kiên cố. Ngoài ra chính giữa thành có 8 tòa thạch tháp là nơi gây chú ý nhất của thành. Điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất chính là từ tám tòa tháp này đều có khí tức rất mạnh lan tỏa. Thứ khí tức này không hề thua kém bọn Mạc Lăng, Lâm Lan Thiên, thậm chí khí tức ở tòa tháp trung tâm còn mạnh mẽ hơn. Rõ ràng đó chính là vị cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong đã lên tiếng trước đó. Trong thành lúc này đã có không ít người, hơn nữa nhìn tình hình thì Vương Triều Thánh Quang cũng đã lôi kéo người của các Vương Triều khác làm việc cho mình, quản chế cả tòa thành này đám người lâm động không tỏ ra quá chú ý, họ dạo quanh thành một vòng rồi tìm một căn thạch ốc lớn gần tường thành để ở lại. Tuy soàn xỉn một chút nhưng thừa chỗ cho cả năm người, năm người vào trong thạch ốc ngồi xuống, nhìn màn đêm gần buông xuống đều có phần thở vào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có nơi dừng chân trước khi đêm xuống, các vị, giờ coi như chúng ta đã chính thức vào viễn cổ chiến trường, có lẽ sau này chúng ta sẽ ở đây một thời gian để làm quen với môi trường. Mạc Lăng vỗ vỗ tay cười với bốn người lâm động, nói, có điều, ta nghĩ địa vực mà chúng ta đang ở có lẽ là ngoại vi của viễn cổ chiến trường, theo quy tắc của Bách Triều Đại Chiến, chúng ta có một năm để vào sâu trong viễn cổ chiến trường, vì thế, thành tựu trong một năm này sẽ quyết định chúng ta đi được đến đâu trong Bách Triều Đại Chiến, bọn lâm động gật đầu, hiện tại viễn cổ chiến trường quá lạ lẫm với bọn họ, để sau khi quen với hoàn cảnh rồi sẽ có thể ra ngoài tu luyện và tìm kiếm cơ duyên mọi người trao đổi một chút rồi về phòng mỗi người bắt đầu tu luyện hưởng thụ năng lượng đặc biệt riêng có có viễn cổ chiến trường lâm động cũng vào phòng đóng cửa lại ngồi khoanh chân trên giường đá nhưng không tu luyện ngay sắc mặt đầy trầm ngâm so với thiên tài ở các đại vương triều khác họ coi như lạc hậu không ít lâm động biết rằng nếu giờ mà giao đấu với họ thì rất ít khả năng có thể sống được nhưng họ vẫn còn một năm ở viễn cổ chiến trường này tuy nơi đâu cũng nguy hiểm nhưng cũng có vô số bảo tàng và cơ ngộ chỉ cần nắm bắt được họ sẽ có khả năng vượt qua những thiên tài của các vương triều đó phù lâm động thở ra một hơi dài nhưng hiện tại hắn vẫn phải từ từ làm quen với viễn cổ chiến trường rồi mới có thể rèn luyện một mình được vương triều thánh quang cũng thật mạnh vừa đến là khống chế cả một tòa thành qua cửa sổ lâm động nhìn về tòa tháp ở trung tâm thành những vị trí tốt nhất đó đã bị vương triều thánh quang chiếm giữ lâm động cũng không có suy nghĩ nhiều về điều đó chỉ cần chúng không gây với lâm động thì hắn cũng vui vẻ lặng lẽ làm quen hoàn cảnh. Đương nhiên, nếu bọn thánh quan này mà cưỡi lên đầu lên cổ hắn thì hắn cũng không ngại mà cho chúng biết cảm giác đá phải tường sắt, hắc ám bao phủ đại địa. Ban đêm ở chiến trường viễn cổ đặc biệt âm trầm và áp lực, ở xa xa phía chân trời, một phần trăng tròn treo trên cao, trăng tròn lộ ra màu đỏ đậm giống như một tầng máu tươi ngưng tụ thành, khiến người khác có một loại cảm giác tê dại da đầu. Từng luồng nguyệt quang đỏ đậm từ trên bầu trời chiều xuống, chiếu sáng cả mang hoang đại địa, từng đạo tiếng gào thét trầm thấp liên tiếp vang lên khắp đại địa. bên trong tiếng gào thét lộ ra mùi vị cuồng bạo nồng đậm. đêm tối ở chiến trường viễn cổ chính là thời khắc cấm nhân loại qua lại. tại điểm tập trung trong thành thị, lâm động lẳng lặng ngồi xếp bằng trong thạch thất, một tia lực lượng thôn phệ lặng lẽ tràn ra, nguyên khí trong thiên địa xung quanh liên tục không ngừng rót vào thân thể hắn. hơn nữa, lúc những nguyên khí thiên địa này hội tụ vào bên trong cơ thể lâm động, trong lúc mơ hồ. Ở bên ngoài cơ thể hắn lại có thêm một tia năng lượng hồng sắc hội tụ, tia năng lượng hồng sắc này cũng không tính là quá mức hùng hậu, nhưng lại lộ ra ba động và nóng rực đến kinh người. Những năng lượng hồng sắc này chính là Niết bàn khí, từ một loại góc độ nào đó mà nói, so với nguyên khí, Niết bàn khí hiển nhiên là phức tạp và cao thâm hơn rất nhiều. Loại năng lượng này có thể rèn luyện nguyên lực, có kỳ hiệu tẩy lễ thân thể, chỉ có điều cũng chính bởi vì Niết bàn khí cường đại cho nên rất nhiều cường giả chưa bước vào Niết Bàn cảnh cũng không dám trắng trợn đem hấp thu, bởi vì thân thể của bọn họ không thể nào thừa nhận một lượng lớn Niết Bàn khí được, cho nên bọn hắn chỉ có thể hấp thu với biên độ nhỏ, phần lớn là để ngưng luyện, ngưng tụ thành Niết Bàn đan, chuẩn bị sử dụng lúc trùng kích Niết Bàn cảnh. Chỉ có điều, loại băng khoan này đối với Lâm Động mà nói cũng không hề có chút vấn đề gì, có thôn vệ tổ phù hộ thể, bất cứ năng lượng nào hắn cũng dám cưỡng ép thôn vệ. Cho dù là niết bàn khí, ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt lập lòe tại bên ngoài thân thể Lâm Động, trong mơ hồ phản phất như nghe thấy tiếng xèo xèo rất nhỏ truyền ra, những niết bàn khí xuyên thẳng qua lớp da bên ngoài cơ thể Lâm Động, trong đó ẩn chứa năng lượng nóng trực, giống như đang cải tạo vậy, khiến cho thực lực của Lâm Động nhanh chóng tăng trưởng từng chút một, dựa theo loại tốc độ tăng trưởng này, Lâm Động chỉ sợ không cần quá nhiều thời gian thì sẽ bước vào tạo hóa cảnh đại thành, đến lúc đó dưới niết bàn cảnh chỉ e khó kiếm được địch thủ. Nguyên khí thiên địa sôi trào quanh người lâm động, hồi lâu sau mới dần yên tĩnh lại, hồng mang trên thân thể lâm động cũng dần yếu bớt, hai mắt đóng chặt chậm rãi mở ra. Trong bóng tối, hai đạo hồng mang từ trong mắt lâm động bắn ra, phản phất như hắc ám cũng bị mạnh mẽ xé rách, hô, mở hai mắt ra, lâm động phun ra một đoàn bách khí nóng rực, sau đó bàn tay lật một cái, mười viên đang dược đỏ rực liền xuất hiện trong bàn tay những thứ này chính là những niết bàn khí mà lâm động chưa thôn vệ hết, liền tinh luyện thành niết bàn đan. Chiêu thức này của hắn nếu như xuất ra, chỉ e sẽ khiến cho vô số người khiếp sợ. Dù sao thì loại cường giả tạo hóa cảnh đại thành giống đám người mạc lăng, suốt cả đêm nhiều lắm cũng chỉ ngưng luyện ra hơn 3 viên niết bàn đan. Nhưng lâm động chỉ dùng một ít niết bàn khí còn sót lại bên trong cơ thể mà có thể ngưng tụ thành 10 viên trong một đêm, tốc độ như vậy, quả thực là có chút kinh thế hải tục. Thế nhưng, đối với tốc độ khiến cho người khác ngây ngẩn này thì lâm động cũng không hề cực kỳ thỏa mãn hắn khẽ lắc đầu lẩm bẩm nói lúc ngưng tụ vẫn không dám đem lực lượng thôn vệ tổ phù phát huy ra nếu không thì làm sao chỉ có chút thu hoạch như vậy đối với nhu cầu về niết bàn đan lâm động so với thường nhân càng thèm muốn hơn hắn không chỉ phải chuẩn bị cho mình một lượng lớn niết bàn đan mà còn phải chuẩn bị đầy đủ niết bàn đan để tinh lọc huyết linh khôi nhưng bây giờ niết bàn đan của hắn đang có Bất kể là làm chuyện gì thì vẫn còn thiếu quá nhiều. Ban đêm ở chiến trường viễn cổ này quả thực đáng sợ. Lâm Động nhảy xuống đất, nhìn Nguyệt Quang đỏ rực ở bên ngoài chiếu xuống màn đêm, trong mắt có chút vẻ ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được dưới ánh trăng chiếu rọi này, phản phất như nguyên khí trong thiên địa đều ngưng động lại, không chỉ khiến cho thân hình của người khác trở nên chậm chạp, thậm chí ngay cả vận chuyển nguyên lực trong cơ thể so với ban ngày cũng chậm hơn không ít. Lâm Động đã trải qua ba đêm ở chiến trường viễn cổ này kể từ sau khi tới điểm tập trung ở thành thị này bọn hắn đã ở nơi này chờ đợi ba ngày rồi mà trong thời gian này hắn cũng không chủ động tiếp xúc cùng với bất cứ kẻ nào đương nhiên chuyện tin tức tình báo thì mạc lăng dù sao cũng sẽ xử lý tốt hắn bây giờ đã hiểu rõ tình huống đại khái của tòa thành thị này chúa tể hiện tại của thành thị điểm tập trung hiện nay chính là người của vương triều thánh quang tên của cái vương triều này lâm động trước kia cũng chưa từng nghe nói qua chỉ có điều thực lực thực sự lại được xem là cực hạn tại nơi này. Theo như tin tình báo biết được, Vương Triều Thánh Quang lần này tiến vào chiến trường viễn cổ khoảng chừng 20 người, trong đó chỉ đạt đến tạo hóa cảnh địa thành đã có 7 người. Người mạnh nhất trong đó đã đạt đến trình độ tạo hóa cảnh đỉnh phong, đủ để khinh thường tất cả mọi người ở đây. Loại thực lực này cùng với đội hình đó đủ để các đội ngũ của những Vương Triều khác không dám có chút ý niệm chống đối với bọn họ, mà bọn họ cũng đã trở thành người khống chế điểm tập trung này bất cứ người nào muốn vào trong thành thị để tránh ban đêm thì mỗi ngày đều phải giao nạp niết bàn đan cho bọn họ có thể nói khái niệm này cũng giống như thu phí bảo hộ vậy chỉ có điều vương triều thánh quang này làm việc tuy hơi có vẻ bá đạo nhưng chỉ với một vài thủ đoạn thì bọn hắn biết rõ muốn trấn áp nhiều thiên tài đến từ tất cả các vương triều thì có vẻ hơi quá sức cho nên chúng cũng cố ý lôi kéo một số người bởi vậy càng khiến cho người những người khác không dám phản kháng dù sao thì bây giờ cũng không có ai quen thuộc chiến trường viễn cổ này ban đêm ở nơi này cũng đủ khiến người khác cảm thấy sợ hãi nếu như không có thành trì che chở rất có thể trở thành đồ ăn cho yêu thú cũng chính bởi vì như thế cho nên mặc dù người của vương triều thánh quang tại điểm tập trung này có vẻ bá đạo nhưng đại đa số mọi người đều chỉ giận mà không dám nói gì mà đối với chuyện này lâm động cũng chỉ duy trì lạnh nhạt ở đây ba ngày bọn hắn cũng đã từng có xung đột với người của vương triều thánh quang chỉ có điều cuối cùng vẫn lựa chọn nhẫn nại hắn hiểu rằng nếu như muốn ở trong chiến trường viễn cổ này trổ hết tài năng thì chắc chắn phải rời khỏi sự che chở của thành thị một mình xâm nhập vào mang hoang đại địa tiếp nhận sự tôi luyện của thiên nhiên cứ co cụm lại ở chỗ này thì vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại trong khoảng không gian chật hẹp này mà lâm động cũng có tính toán của mình hắn đã quyết định chỉ cần chờ đến khi hắn tiến vào tạo hóa cảnh đại thành thì liền sẽ rời khỏi nơi này một mình tu luyện Tuy rằng như vậy thì hệ số nguy hiểm sẽ không nhỏ, nhưng cùng ở cùng với đám người Mạc Lăng, hắn có nhiều thủ đoạn không thể thi triển ra, thật sự có chút trói buộc tay chân. Đương nhiên, trước khi rời đi, chắc chắn phải giải quyết một cái phiền phức. Lâm Lang Thiên, ánh mắt Lâm động hơi có chút âm trầm. Từ sau khi tiến vào chiến trường viễn cổ, Lâm Lang Thiên ngược lại trở nên rất yên tĩnh, phản phất như đã quên đi ân oán giữa hai người, chỉ có điều loại dấu hiệu này của hắn không chỉ không khiến Lâm Động an tâm, ngược lại sát ý trong lòng càng lúc càng nặng, bởi vì hắn biết rõ tâm cơ và tính tính của Lâm Lan Thiên, loại cừu địch này tốt nhất vẫn nên nhanh chóng diệt trừ, chờ ngươi tiến vào tạo hóa cảnh đại thành thì có thể thúc giục thôn vệ tổ phù ngưng tụ thôn vệ bì mô, đến lúc đó, bóng đêm tại chiến trường viễn cổ cũng không tạo thành áp chế đối với ngươi. Chiến trường viễn cổ này cực kỳ quái dị, ở trong này tôi luyện đối với ngươi sẽ có không ít chỗ tốt, cứ co cụm lại chỗ này thì cả đời cũng đều ngu ngốc vô dụng mà thôi tiểu điêu lúc này cũng từ trên vai lâm động hiện ra nó nhìn bóng đêm đỏ rực ở bên ngoài cười nói lâm động khẽ gật đầu đối với mảnh không gian ở nơi này trong lòng hắn tràn ngập hiếu kỳ tối nay cẩn thận một chút ta cảm thấy ba động trong thiên địa rõ ràng mãnh liệt hơn trước không ít hơn nữa xung quanh thành thị cũng xuất hiện rất nhiều khí tức ánh mắt của tiểu điêu nhìn về phía xa đột nhiên nói nghe được lời này lâm động khẽ giật mình chợt lông mày nhếch lên trong mắt hiện lên vẻ chấn động nồng đậm hắn nhìn ra bên ngoài hạ giọng nói yêu triều đến rồi cái gọi là yêu triều chính là một loại tai họa cực kỳ đáng sợ trong chiến trường viễn cổ trong đêm tối vô số yêu thú sẽ hội tụ lại một chỗ giống như châu chấu tràn qua những nơi mà chúng đi qua bất kỳ vật gì cũng sẽ bị tàn phá gần như hoàn toàn lâm động đi vào trong tòa thành thị này đã ba ngày hắn chỉ thấy một ít yêu triều quy mô nhỏ chỉ có điều cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng đẩy lùi, nhưng hôm nay, chỉ e không phải là yêu triều loại nhỏ gì rồi, Ừ, có lẽ không sai rồi, cẩn thận một chút, yêu thú ở chiến trường viễn cổ này so với ở vương triều đại viêm thì hung hãn hơn không biết bao nhiêu lần, cho dù cường giả tạo hóa cảnh đại thành lâm vào trong đó cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tiểu điêu nói, lâm động gật đầu nhẹ nhẹ, trong mắt đầy vẻ ngưng trọng. Ánh mắt của hắn nhìn ra bên ngoài thành, trong bóng tối ở phía xa, giống như có từng đạo máu tươi màu đỏ lập lòe, khiến cho lòng người phát lạnh. Những màu đỏ tươi này chốc lát sau càng rõ ràng hơn, mà đại địa dường như cũng phát ra sự rung rẩy rất nhỏ, cả tòa thành thị phản phất cũng theo đó mà rung rẩy. Ồ, người trong thành thị hầu như toàn bộ đều là người có chút năng lực, bởi vậy lúc mặt đất vừa mới rung rẩy thì một tiếng cảnh báo liền vang lên trong thành thị một cách chói tai. Từng đạo khí tức hùng hậu liền bộc phát, bóng người chớp động, cuối cùng xuất hiện trên tường thành mà lúc bọn hắn nhìn thấy yêu triều ở bên ngoài thành thị đông nghiệp không thấy điểm cuối thì không ít người vẽ mặt đều trở nên tái nhật, phù, lúc cả tòa thành thị lâm vào hỗn loạn, lâm động cũng thở dài một hơi, sau khi hắn tiến vào chiến trường viễn cổ, phiền toái đầu tiên gặp phải rốt cuộc đã đến, mặt đất chấn động, từng đạo tiếng gào thét hung lệ tràn ngập sự cuồng bạo phát ra, nhất thời, cả tòa thành thị dường như bị những tiếng gầm thét này khiến cho rung rẩy, phía trên bầu trời, vần huyết nguyệt treo trên cao từng tia ánh trăng đỏ tươi chiếu xuống khiến cho yêu triều càng thêm phần hung hãn trên tường thành hầu như tất cả mọi người đều lao lên mà khi bọn hắn nhìn thấy yêu triều không thấy điểm cuối thì sắc mặt đều trở nên khó coi chỉ có điều người ở đây cũng không phải là hạng vô năng mặc dù bị một màn này dọa cho chấn động kinh hãi nhưng cũng không hề có biểu hiện thất thố lâm động cũng nhảy lên một tòa nhà gần tường thành ánh mắt nhìn ra ngoài một màu đỏ thẫm tràn ngập trong mắt cuối cùng lan tràn đến cuối tầm mắt những màu đỏ thẫm này đều là ánh mắt đỏ rực như máu tươi ngưng tụ thành, một cổ khí tức hung bạo tràn ngập dâng lên trời, phản phất như huyết nguyệt bị phủ thêm một tầng huyết sắc, khó có thể tưởng tượng được bên ngoài thành thị này đến tột cùng hội tụ bao nhiêu yêu thú. Vù vù, lúc lâm động bị yêu triều làm cho chấn động thì sau lưng cũng truyền đến mấy đạo thanh âm xé gió. Đám người mạc lăng nhanh chóng lướt đến bên cạnh hắn, chỉ có điều lúc bọn hắn nhìn thấy yêu triều ở bên ngoài thành thì cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh đây quả thật là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy yêu triều khủng bố như thế, cái này phiền toái rồi. Yêu triều lần này cũng không phải quy mô nhỏ giống như yêu triều hai ngày trước, một chút sơ suất thì e rằng sẽ thành phá người vong, sắc mặt mạc lăng ngưng trọng nói, đổ vân, mang sơn cũng gật đầu nhẹ nhẹ, trong mắt có một tia hoảng sợ. Nếu như thành thị một khi bị phá, bọn hắn sẽ mất đi chỗ bảo hộ cuối cùng, đối mặt với yêu triều số lượng như vậy, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong chỉ e cũng cực kỳ nguy hiểm. Lâm Động Huynh, ngươi có cái nhìn như thế nào? Ánh mắt của Mạc Lăng chuyển về phía Lâm Động, trưng cầu ý kiến của hắn. Trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến, quy mô yêu triều này tuy rằng không nhỏ, nhưng trong thành thị cũng có không ít đội ngũ, muốn kiên trì đến bình minh cũng không phải là chuyện không thể. Lâm Động hơi có chút trâm ngâm liền nói, ừm, nghe thấy lời này của Lâm Động, ba người Mạc Lăng đều khẽ gật đầu, duy chỉ có lâm lang thiên vẻ mặt vẫn lạnh lùng, chỉ có điều trong đôi mắt ngẫu nhiên lóe lên những tia hàng quang, cũng không mở miệng nói gì, rào. Mà lúc đám người lâm động nói chuyện vừa dứt thì trong yêu triều lập tức phát ra một tiếng gào kinh thiên động địa. Sau đó, một số chỗ yêu triều phát ra bạo động, mà ánh mắt của lâm động cũng nhìn về phía những chỗ bạo động, trong mắt xẹt qua một tia ngưng trọng. Tại những nơi đó, hắn cảm thấy khí tức cực kỳ cuồng bạo, yêu thú cường hãn hơn xa so với bình thường. Theo suy đoán của hắn, chỉ e đều đủ sức chiến đấu với cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong. Ánh mắt Lâm Động ngưng lại, tay áo rung lên, Tiểu Viêm từ bên trong thoát ra, thân hình nhoáng một cái đã biến trở thành hình thái chiến đấu, uy phong lẫm liệt, Tiểu Viêm hiện nay cho dù đối mặt với cường giả tạo hóa cảnh đại thành cũng sẽ không rơi xuống hạ phong, chính là một trợ lực lớn của Lâm Động. Mọi người đừng bối rối, lúc Lâm Động triệu hoán Tiểu Viêm ra, đột nhiên trong thạch thác tại trung ương có mấy đạo khí tức bột phát ra mạnh mẽ sau đó những cường giả của vương triều thánh quang đều phóng ra lơ lửng giữa không trung tiếng quát hùng hậu vang vọng bên tai mỗi người yêu triều tuy cường đại nhưng chỉ cần các vị nghe sự sai bảo của vương triều thánh quang chúng ta thì nhất định có thể tránh được kiếp nạn này một gã cường giả thực lực đạt đến tạo hóa cảnh đại thành ánh mắt ngạo nghễ quét mắt nhìn lên tường thành quát lớn có vương triều thánh quang tọa trấn ở nơi này chúng ta nhất định có thể chống đỡ được yêu triều thanh âm của cường giả vương triều thánh quang vừa dứt thì liền có một số người hét lên những người này đã đầu phục vương triều thánh quang từ sớm ở trong thành thị này làm mưa làm gió đối với sự bá đạo của vương triều thánh quang trong lòng không ít cường giả đều có chút bất mãn chỉ có điều không người nào dám biểu hiện ra ngoài ngắn ngủi chỉ trong thời gian vài ngày vương triều thánh quang đã xây dựng nên uy nghiêm đương nhiên loại uy nghiêm này có nhiễm rất nhiều máu tươi hai ngày trước hai gã cường giả bước vào tạo hóa cảnh đại thành có ý đồ khiêu chiến với cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong của vương triều thánh quang nhưng cuối cùng cường giả của vương triều thánh quang chẳng qua chỉ xuất một chưởng trước mặt tất cả mọi người giết chết hai vị cường giả tạo hóa cảnh đại thành từ đó tất cả mọi người đều không dám mưu toan khiêu khích vương triều thánh quang nữa thực lực của người đó đã vượt xa bọn hắn vù 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 nhìn thấy cả tòa thành đều ai oán dưới sự bá đạo của bọn hắn nhưng không ai dám lên tiếng phản đối trong mắt đám cường giả của vương triều thánh quang đều lộ ra vẻ đắc ý sau đó bọn hắn phân tán ra mỗi người trấn thủ một khu vực giống như quan chỉ huy vậy hừ là cái tên đáng ghét đó mặt lăng nhìn về phía đạo thân ảnh đang lướt về phía bọn hắn sắc mặt hơi trầm xuống thanh âm trở nên lạnh lùng ánh mắt lâm động đảo qua chỉ thấy một gã nam tử mặc áo vào màu vàng đang đứng tại trên tòa tháp cao khuôn mặt của hắn tràn ngập ngạo khí không ai bì nổi trải qua những ngày này bọn hắn đã xem mình trở thành bá chủ của nơi này, những người khác giống như thuộc hạ của hắn vậy. Mà nam tử áo bào màu vàng này lâm động cũng biệt, tên gọi là Hạ Hoang, cũng là cường giả đã bước chân vào cảnh giới tạo hóa cảnh đại thành, hơn nữa người này còn có vũ kỹ tạo hóa cấp, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Cường giả tạo hóa cảnh bình thường căn bản không phải có thể so sánh, cho nên người này tính cách cực kỳ ương ngạnh. Đương nhiên, quan trọng hơn cả, hắn và đoàn người Mạc Lăng có một chút ân oán. Nguyên nhân ân oán chính là hai ngày trước, lúc bọn người lâm động vừa mới đặt chân vào trong thành, lúc mang sơn ở bên ngoài nghe ngóng tin tức, bởi vì không thích sự ương ngạnh của hạ hoang, không nhịn được mở miệng nói một tiếng, mà vừa vặn lọc vào trong tai hạ hoang, lúc ấy hắn liền tức giận ra tay, thiếu chút nữa đã thương mang sơn. Chỉ có điều cũng may là sau đó mặt lăng đến, lúc này mới ngăn hạ hoang lại, nhưng cũng bởi vì vậy mà đắc tội với những cường giả vương triều thánh quang, bởi vậy sau đó đã bị tên này gây không ít khó dễ, nhưng vì e ngại thực lực mạnh mẽ của vương triều Thánh Quang, đám người Mạc Lăng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn một phen. Hạ Hoang chân đạp trên thạch tháp, ở sau lưng có hơn 10 tên cường giả đi theo, những cường giả này đều đã đầu nhập vào vương triều Thánh Quang, mà lúc này, ánh mắt của hắn cũng nhìn ra ngoài thành thị, trong ánh mắt có chút ngưng trọng. Hạ Hoang đại nhân, yêu triều lần này quy mô không nhỏ, nếu đánh thẳng vào chỉ e thương vong rất lớn. Sau lưng Hạ Hoang một gã cường giả sắc mặt có chút trắng bệt nói hừ sợ cái gì vừa vặn điểm tập trung này có không ít cường giả của các vương triều khác yêu triều hiện nay đến rồi cứ để bọn chúng lên trước thương vong lớn cũng không liên quan đến chúng ta mà đợi thực lực của bọn hắn suy yếu thì lại càng không dám phản kháng vương triều thánh quang ngày sau còn không phải ngoan ngoãn là nô dịch cho chúng ta đem niết bàn đang cống hiến ra sao nghe thấy vậy hạ hoang cười lạnh nói đại nhân anh minh Nghe Hạ Hoang nói những lời ngoan độc như vậy, đám cường giả cũng vội lấy lòng. Khí tức hung bạo của yêu triều hướng này so với những nơi khác thịnh hơn một chút, xem ra bên trong yêu triều hẳn có ẩn chứa yêu thú cường đại. Ánh mắt của Hạ Hoang quét qua, liền nhìn thấy mấy người mặt lăng ở trên tường thành, trong mắt liền xẹt qua một tia lạnh lẽo. Mặt lăng, những người đến từ vương triều đại viêm hãy phối hợp với những người khác trấn thủ tường thành phía tây bắc, nhất định phải đem yêu triều cản lại, không cho phép chúng tiến vào trong thành thị tiếng quát lạnh của hạ hoang vang lên giữa không trung, sau đó rơi vào trong tai đám người mạc lăng, lập tức khiến sắc mặt bọn hắn biến đổi. Bọn hắn hiển nhiên có thể cảm nhận được khí tức hung bạo đặc biệt mạnh mẽ của yêu triều hướng Tây Bắc, mà đám người hạ hoang chỉ phái bọn hắn ra, hiển nhiên là muốn mượn tay đám yêu thú giết bọn hắn. Hạ hoang, ngươi thật sự kinh người quá đáng, xem chúng ta là thuộc hạ của ngươi sao, thanh âm lạnh lùng của Đỗ Vân vang lên, làm càng, đây là điểm tập trung, vương triều thánh quang mới là người khống chế nơi này nếu các ngươi dám phản kháng lập tức trục xuất các ngươi khỏi thành thị ném vào trong yêu triều bị vạn thú cắn xé ánh mắt hạ hoang liền trầm xuống quát lớn tên khốn kiếp này dám sai khiến chúng ta hắn đang tính toán cái gì đó mang sơn giận tím mặt hiển nhiên đã bị những lời của hạ hoang chọc giận yên tĩnh một chút vương triều thánh quang thế lớn cùng bọn chúng xung đột thì đối với chúng ta sẽ bất lợi sắc mặt mạc lăng trở nên âm trầm nhưng hắn lại ngăn cản Đỗ Vân và Mang Sơn, trầm giọng nói. Nghe thấy vậy, Đỗ Vân và Mang Sơn chỉ có thể không cam lòng cắn răng một cái. Bọn hắn hiểu rõ, cường giả của Vương Triều Thánh Quang quá nhiều, lại còn thu nạp không ít cường giả của những Vương Triều khác. Hơn nữa quan trọng nhất là cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong của Vương Triều Thánh Quang quả thật quá cường hãn, chỉ e chỉ một mình hắn đã có thể giết chết mấy tên cường giả tạo hóa cảnh đại thành rồi. Cấp bậc thế lực như vậy, cho dù năm người bọn họ xông lên e rằng cũng chỉ rước lấy nhục, nhìn đám người mang sơn phẫn nộ, lâm động lẳng lặng đứng một bên, cũng không chủ động nói gì, ánh mắt cụp xuống, trong mắt xẹt qua một tia sát ý nhàn nhạt. Hạ hoang này quả thực quá huênh hoang, hạ hoang ở trên tháp cao thấy đám người mặt lăng trầm mặt, lông mày nhướng lên, khinh thường cười lạnh nói, hừ, một đám phế vật, cái gì mà vương triều đại viêm? Nghe cũng chưa từng nghe qua, mà dám có ý đồ khiêu khích với uy nghiêm của vương triều thánh quang không biết tự lượng sức mình nghe thấy lời này sắc mặt đám người Mạc lăng đều trở nên đặc biệt khó coi thế nhưng khi trong lòng bọn hắn đang tràn ngập tức giận thì một đạo thân ảnh từ phía sau bọn hắn chậm rãi đi ra thanh âm nhàn nhạt vang lên khiến trong lòng bọn họ chấn động bọn hắn biết rõ lâm động cuối cùng đã muốn ra mặt rồi đối với loại thùng rỗng phế vật nhẫn nhịn thì không thể nào giải quyết được vấn đề lâm động huynh Nhìn Lâm Động đi tới phía đó, ba người Mạc Lăng đều khẽ giật mình, chợt Mạc Lăng thấp giọng nói: "Vương Triều Thánh Quang này thực lực quá mạnh, nếu như chúng ta đối nghịch với bọn chúng chỉ e chúng ta sẽ bất lợi a." À. Mặc dù trong lòng Mạc Lăng cũng rất phẫn nộ đám người Vương Triều Thánh Quang này, nhưng hắn hiểu rõ, những người này thực lực quả thật rất mạnh, nếu như cùng bọn chúng xung đột, thua thiệt sẽ là bọn hắn. "Mạc Lăng huynh, ngươi đã từng nói, ở chiến trường viễn cổ, cuối mình tất nhiên là cần thiết" nhưng nếu như cúi người quá chỉ e sẽ gặp phiền toái không ngừng, Lâm Động bình thản nói, nghe vậy, Mạc Lăng cười khổ một tiếng. Hắn cũng không phải là cúi mình, với thực lực của hắn, tự thân sẽ không thua kém bất cứ những cường giả tạo hóa cảnh đại thành nào của vương triều Thánh Quang, nhưng cường giả tạo hóa cảnh đại thành của đối phương không phải chỉ có một người, hơn nữa quan trọng nhất là bọn chúng còn có một cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong, ngày trước hắn chứng kiến kẻ đó ra tay, quả thật là mạnh mẽ vô cùng cho dù là hắn cũng khó có thể chống lại kẻ đó những cường giả vương triều thánh quang này đặt ở trong vương triều đại viêm đều là những tồn tại cực hạn bọn hắn tu luyện công pháp vũ kỹ thậm chí nắm giữ linh bảo đều rất cường hãn sức chiến đấu của mỗi người đều vượt xa cường giả cung cấp chỉ từ điểm này liền có thể nhìn ra thực lực của vương triều thánh quang nhất định mạnh hơn xa vương triều đại viêm cho nên đối mặt với vương triều thánh quang cường hãn không phải là bọn hắn cuối mình mà là căn bản không thể nào chống lại chỉ có thể nén giận, ngươi dám nói ta phế vật, thế nhưng, lúc mặt Lăng cười khổ, hạ hoang ở trên tháp cao, trong khoảnh khắc ánh mắt cũng trầm xuống. Hắn gắt gao nhìn chầm chầm lâm động, âm thanh bén nhọn, xem ra những tên nhà quê các ngươi quả thật lớn gan, một tên phế vật tạo hóa cảnh tiểu thành cũng dám khiêu khích vương triều thánh quan ta, cũng được, ta đang nhìn không vừa mắt các ngươi, lúc này liền trực tiếp giết toàn bộ các ngươi, treo trên tường thành để xem về sau còn ai dám bất kính với vương triều thánh quang bắt những tên phế vật của vương triều đại viêm lại cho ta. Theo tiếng quát âm lệ của hạ hoang vừa dứt, hơn 10 cường giả sau lưng nhìn về phía đám người lâm động không chút hảo ý, nguyên lực hùng hậu ba động, chậm rãi khuếch tán ra, mà thân hình của bọn chúng cũng phóng tới, tạo thành thế bao vây, đem đám người lâm động phong tỏa. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt ba người mặt lăng đều biến đổi, chợt tiến lên một bước, ánh mắt chậm rãi nhìn một màn này. Rào, thế nhưng, lúc bên này sắp bột phát nội chiến, thì bên ngoài thành thị vang lên tiếng gầm thét kinh thiên động địa, sau đó mặt đất chấn động, yêu triều đỏ thẩm phóng lên cao, cuối cùng giống như huyết sóng cuốn về phía thành thị, loại hình dáng vạn thú lao đến này khiến cho không ít người chân tay muốn nhũng ra, mà tiếng công của yêu triều cũng khiến cho đám người hạ hoang biến sắc, hắn nhìn ra ngoài thành, sau đó âm trầm nhìn lâm động, nói, chết tiệt, bây giờ ngươi tốt số, chỉ có điều đợi sau khi đẩy lùi được yêu triều, ta phải khiến các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong thanh âm lành lạnh vừa dứt, ánh mắt hạ hoang lập tức chuyển về phía khác, quát mấy tiếng, sai khiến những cường giả ở khắp nơi chống đỡ yêu triều. Ánh mắt lâm động lạnh lẽo nhìn thân ảnh hạ hoang, sát ý nồng đậm trong mắt tràn ra, trong lòng hắn không hề có chút hảo cảm đối với đám người vương triều thánh quan này, bọn người này quả thực khiến người khác chán ghét. Lâm động huynh, chúng ta trước hết chống đỡ yêu triều, nếu như thật sự không được thì chúng ta sẽ sớm rời khỏi nơi này. Mạc Lăng khẽ thở dài hiện nay bọn hắn xem như trở mặt với hạ hoang chỉ e khó có thể tiếp tục lăn lộn tại nơi này đợi sau khi yêu triều chấm dứt bọn họ cũng phải thừa cơ rời khỏi đây nói cách khác một khi vương triều thánh quang đã muốn ra tay với bọn họ mấy người bọn họ chỉ e sẽ lành ít dữ nhiều đối với những lời của mạc lăng lâm động cũng từ chối cho ý kiến thực lực của vương triều thánh quang quả thật rất mạnh một gã tạo hóa cảnh đỉnh phong bảy tên tạo hóa cảnh đại thành những người còn lại toàn bộ đều đạt đến tạo hóa cảnh tiểu thành, đội hình như thế quá cường hãn. Nhưng đối với hắn mà nói cũng không phải là đối thủ không thể địch lại, nếu như Vương Triều Thánh Quang thật sự không thức thời, vậy thì hắn cũng không ngại chính thức chém giết một trận, nghĩ đến đây, trong mắt lâm động xẹt qua một tia hung quang. Tính của hắn vốn là người không phạm ta thì ta không phạm người, nhưng nếu như Hạ Hoang đã chủ động tìm đến, vậy cũng không thể trách hắn lòng dạ độc ác, yêu triều đến, chú ý. Lúc trong mắt Lâm Động chớp động hung quang, âm thanh của Mạc Lăng cũng vang lên bên tai. Hắn quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy yêu triều khổng lồ đã xông đến dưới tường thành. Ầm ầm, lúc những yêu thú này xông đến, trên tường thành cũng lập tức bột vô số đạo nguyên lực hùng hậu tấn công, trực tiếp đem những yêu thú phía trước mạnh mẽ nện thành thịt nát, chỉ có điều dưới thế công hung mãnh, yêu triều giống như vô cùng vô tận vật tới, gần như chỉ trong chớp mắt, tất cả yêu thú đã đụng vào tường thành, phát ra âm thanh ầm ầm giống như đang đụng vào trái tim mọi người vậy khiến cho hô hấp của mọi người liền trở nên trì trệ rào tất cả yêu thú đỏ thẫm lấy thực lực kinh người bật lên bắn lên trên tường thành cuối cùng mở rộng cái miệng lớn đầy răng nanh dữ tận cắn xé người trên tường thành trên tường thành một vài yêu thú xông lên tuy rằng trong chớp mắt liền bị công kích nện đến mức huyết nhục mơ hồ thế nhưng mùi vị huyết tinh lan tràn ngược lại càng kích thích những yêu thú bên dưới khiến cho hung uy của bọn chúng càng lớn hơn Tại vị trí của đám người lâm động, trên tường thành cũng có yêu thú xông lên, chỉ có điều đều bị bọn hắn nhanh chóng trảm sát. Thế nhưng loại thế công không ngừng nghỉ này cũng khiến bọn hắn trao mày. ầm, um, lâm động một trưởng bắt lấy một con yêu thú, lực đạo tại lòng bàn tay phát ra, trực tiếp bóp nát đầu con yêu thú. Mà lúc hắn chuẩn bị tiện tay ném bỏ thì đột nhiên cảm nhận được một cổ lực lượng ba động, lòng bàn tay khẽ hút một cái, một vật màu đỏ tươi từ trong đầu của con yêu thú bắn ra lâm động bắt lấy vật màu đỏ tươi này ánh mắt vừa nhìn liền phát hiện đây là một loại giống như yêu tinh hạch chỉ có điều trong yêu tinh hạch lại lưu chuyển một tia năng lượng màu đỏ niết bàn khí cảm nhận được tia năng lượng màu đỏ ánh mắt lâm động không khỏi xẹt qua một tia kinh dị khó trách thân thể yêu thú nơi này lại cứng rắn như vậy thì ra là bởi vì hấp thu niết bàn khí mà càng trở nên mạnh hơn lâm động nắm một viên yêu tinh hạch lòng bàn tay xoay tròn lực lượng thôn vệ phát ra trực tiếp đem niết bàn khí ẩn chứa bên trong thôn phệ mà viên yêu tinh hạch cũng hóa thành một phấn rơi vãi xuống chỉ có điều khiến lâm động hơi có chút tiếc nuối đó là niết bàn khí ẩn chứa trong những viên yêu tinh hạch này cũng không nhiều gần như chỉ là một tia mong manh nhưng nếu như cùng lúc thôn phệ hàng trăm ngàn viên yêu tinh hạch chỉ e hiệu quả sẽ trở nên rất tốt những yêu thú này vẫn còn chỗ tốt nếu thử chỗ tốt của yêu tinh hạch lâm động lại lần nữa ngẩn đầu nhìn về phía yêu triều đỏ thẫm trong mắt không khỏi hiện lên vẻ nóng rực, giống như tất cả những yêu thú hung hãn này phản cất hóa thành những viên niết bàn đan tròn đang tròn trịa đang lăn qua lăn lại vậy. Nếu như hắn có thể đem yêu tinh hạch của toàn bộ yêu thú nơi này thôn vệ, chỉ e ít nhất cũng có thể ngưng luyện ra hơn một ngàn viên niết bàn đan. Đây chính là một con số tương đối khổng lồ A. À. Phải biết rằng, niết bàn đan trong túi lâm động lúc này cũng không quá ngàn viên, nếu như đem những yêu thú này thôn vệ. Vậy bản thân hắn sẽ có được cấp đôi so với việc khổ cực tu luyện chắc lọc được, quả thực là một đường tắt, quả là đồ tốt. Nghĩ đến đây, lâm động điểm chân một cái lên tường thành, thân hình dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người mặt lăng lướt xuống tường thành, sau đó một vòng liệt nhật từ trong cơ thể bạo phát ra. Mỗi lần quyền trưởng vũ động đều bột phát ra nguyên lực ba động kinh người. Tất cả yêu thú màu đỏ tại phạm vi một trượng quanh người hắn đều bị quyền phong sắc bén mạnh mẽ đập nát, từng viên yêu tinh hạch văn ra cuối cùng đều bị thu vào trong tay áo lâm động, trong khoảnh khắc liền tiến hành thôn vệ luyện hóa, hóa thành những tia niết bàn khí, xuyên thẳng qua tứ chi bách hài của lâm động, khiến cho nguyên lực trong cơ thể hắn càng trở nên ngưng thật và cường hãn hơn. Dưới loại chiến đấu tu luyện này, hiệu suất quả thật khiến người khác phải tặc lưỡi. Mọi người trên tường thành nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không ít người sắc mặt chợt đổi. Bọn hắn không phải lần đầu tiên trảm sát yêu thú, hiển nhiên cũng biết rõ những yêu tinh hạch bên trong yêu thú có tồn tại niết bàn khí, nhưng bọn hắn lại không dám trực tiếp xông vào đám yêu thú giống như lâm động. Dù sao thì bọn hắn cũng không có thôn vệ tổ phù, không có khả năng dùng loại tốc độ trong khoảnh khắc luyện hóa yêu tinh hạch trở thành niết bàn khí để bổ sung tiêu hao của bản thân, mà ở trong yêu triều, một khi bất lực liền sẽ bị yêu triều bao phủ, sau đó bị vây đánh đến một chút manh giáp cũng không còn. Cho nên, đối với hành vi lớn mật của Lâm Động, bọn hắn cũng chỉ có thể thèm thuồng đứng nhìn. Tại trên tháp cao, Hạ Hoa nhìn thấy Lâm Động đại triển thần uy, lãnh ý trong mắt càng thêm tuôn trào, hắn thấp giọng lẩm bẩm, tiểu tử, ngươi đem sức lực để săn yêu tinh hạch à. Đợi đến khi yêu triều kết thúc, ta sẽ cho ngươi hiểu, những vất vả khổ cực ngươi làm cuối cùng đều là làm cho ta mà thôi. Tại điểm tập trung này, Vương Triều Thánh quan ta mới là chúa tể, các ngươi, bất quá chỉ là những đan nô để tinh luyện niết bàn đan cho chúng ta mà thôi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha